cho dù có không ủng hộ cũng không có lý nào lại chèn ép, hạng mục nhà máy tinh viên chẳng phải được quốc gia ra sức ủng hộ sao? Bộ thông tin hỗ trợ Hoa Hạ, bản chất đã là sự chèn ép với Cẩm Hồ rồi ạ, làm sao công bằng được? Trương Khắc bĩu môi. Có điều Phó Thủ tướng Tằng đã nói thế thì trong cạnh tranh đừng trách Cẩm Hồ không nể nang, cháu tin Cẩm Hồ sẽ làm tốt hơn Hoa Hạ. Phó Thủ tướng Tằng không hy vọng Cẩm Hồ sẽ nể nang, thậm ông ấy hy vọng biểu hiện xuất sắc của Cẩm Hồ sẽ kích thích Hoa Hạ, không có người thúc đít, khó làm con lửa che mắt chịu đi. Từ Học Bình thở dài. Cháu cũng biết tiến trình cải cách thể chế kinh tế hiện nay đấy, phải đi từng bước, Cẩm Hồ mua thần hy là bước đi quá lớn, hiện chưa lên tới TW, nhưng chắc chắn sẽ có chia rẽ. Kế hoạch của cháu không được chính sách ủng hộ, nhưng cải cách luôn là ném đá dò đường, không phải là không thể có tiền lệ, chuyện này quyền quyết định vẫn ở Giang Nam. Buổi tối Trương Khắc ở lại nhà Từ Học Bình, sáng ngày kế, tức chiều ngày 8 tháng 4, tin tức Hoa Hạ chính thức treo biển thành lập được truyền ra ngoài. Bộ thông tin vì việc này mà tổ chức đại hội lớn truyền hình trực tiếp. Trương Khắc nếu đã ở Bắc Kinh tất nhiên tới tận nơi nhìn cái bản mặt đắc ý của Cát Kiến Đức. Tới hiện trường thấy xác pháo khắp nơi. Cát Kiến Đức vì đại hội này đã dày công chuẩn bị, mời cực nhiều khách quý, không chỉ các vị quan lớn, còn đại biểu doanh nghiệp ngoại. Trương Khắc nhận ra Lý Tại Thù và Độ Biên Kính Nhất, Trương Khắc không được mời, nhưng nhờ vào quan hệ với Dịch Vân Phi, y muốn trà trộn vào không khó, chắc Cát Kiến Đức chẳng thể kém phong độ tới mức đuổi y đi. Chương 810, Toshiba và Samsung. Trương Khắc và Địch Đan Thanh vào hội trường, thấy phóng viên vừa hỏi gì đó không nghe rõ, còn Cát Kiến Đức thao thao bất tuyệt nói. Đối với xí nghiệp thành viên cùng ngành nghề, chúng tôi cổ vũ cạnh tranh lẫn nhau, tập đoàn tuyệt đối không thiên vị. Đương nhiên chúng tôi càng hy vọng các xí nghiệp thành viên xúc tiến lẫn nhau, cùng trưởng thành, tài nguyên được chỉnh hợp hữu hiệu. Còn chỉnh hợp thế nào? Hoa Hạ sẽ hợp tác với chính phủ địa phương, ví dụ như khu công nghiệp điện tử Kim Sơn, hỗ trợ một phần xí nghiệp thành viên chỉnh hợp tài nguyên sản xuất. Toàn lời cũ dích nhạt nhẽo giả dối, Trương Khắc nghe mà bực mình, định cùng Địch Đan Thanh rút lui. Ngài Trương phải không ạ? Đằng sau có người hỏi không chắc lắm. Trương Khắc quay đầu lại, thấy một thanh niên chừng 33, 34 mặt mày phấn khởi, xem ra hắn đang tìm mình, là một người Nhật Bản, Trương Khắc không nhớ đã gặp hắn. Anh gọi tôi à? Trương Khắc hỏi lại. À, tôi là Sơn Bổn của Toshiba. Sơn Bổn Hiền Thứ đưa danh thiếp ra. Từng được anh Sâm Sơn kể về ngài Trương, không ngờ được gặp ở đây. Ồ! Ra là Phó Tổng Giám Đốc Sơn Bổn. Trương Khắc thu danh thiếp lại bắt tay hắn. Thật bất ngờ quá, tôi còn định sau khi về nước sẽ tới bái phỏng, không ngờ bị nhiều việc chen ngang, tới giờ vẫn chưa bỏ thời gian ra được. Địch Đan Thanh thừa biết Trương Khắc nói rằng, cô chưa bao giờ nghe Trương Khắc nói tới cái tên Sơn Bổn Hiền Thứ. Anh Sâm Sơn hôm qua đã tới Bắc Kinh, chắc hôm nay đã liên lạc với quý công ty, hà, chắc anh ấy không ngờ tôi gặp được ngài Trương ở đây. Sơn Bổn Hiền Thứ cẩn thận hỏi. Tôi nói cho anh ấy gặp ngài ở đây có tiện không? Anh Sâm Sơn chuyên môn vì chuyện của Cẩm Hồ mà tới Trung Quốc. Hình như là thế tôi cũng không chắc lắm. Trương Khắc mỉm cười. Nếu đã thế tôi phải làm chọn tình địa chủ chứ, phiền giám đốc Sơn Bổn liên lạc với anh ấy. Trương Khắc và Địch Đan Thanh đi tới khu nghỉ ngơi đợi, nói với cô. Cứ tưởng Toshiba quên mất việc này rồi. Từ khi Trương Khắc về nước đã được 2 tháng. Toshiba không có bất kỳ liên hệ nào, còn tưởng bọn họ đã từ bỏ nỗ lực có được kỹ thuật DMP. Ngài Trương, Sơn Bổn Hiền Thứ thích dùng cách xưng hô trang trọng, gọi điện thoại xong đi tới nói. Anh Sâm Sơn đang trên đường tới, anh ấy nhờ tôi hỏi, lúc này anh ấy có thể đặc biệt tới bái phỏng ngài không? Trương Khắc lần này tới Bắc Kinh là để nghe ngóng động tĩnh của cao tầng TW với sản nghiệp thông tin, không có an bài nào khác, nên gật đầu đồng ý. Sơn Bổn Hiền Thứ lại lui sang một bên gọi điện thoại, Trương Khắc cũng bảo Địch Đan Thanh gọi Chu Nhất Bình tới, dù sao muốn khởi động đàm phán chính thức, phía bên Cẩm Hồ cũng cần có nhân vật cùng cấp với Sâm Sơn giã phụ trách sự việc liên quan. Lúc này cuộc họp báo đã kết thúc, phóng viên ra khỏi hội trường, khách khứa cũng chuẩn bị tham gia bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn. Lý Tại Thù và Kim Nam Dũng ra ngoài hít thở không khí, nhìn thấy Sơn Bổn Hiền Thứ đang cùng Trương Khắc trò chuyện thân mật, còn nhiệt tình chào hỏi. Hắn không tiện quay đầu bỏ đi, đành đi tới. Anh Sơn Bổn quen anh Trương của Cẩm Hồ sao? Sơn Bổn Hiền Thứ đùa. Anh Sâm Sơn từng nói với tôi, ngài Trương là người đỡ đầu sản nghiệp điện tử tiêu dùng Trung Quốc, sao tôi không biết cho được? Trương Khắc quan sát Lý Tại Thù,
không biết hắn thấy mình đứng cùng Sơn Bổn Hiền Thứ sẽ có liên tưởng gì. Lý Tại Thù mặt rất bình tĩnh, nhưng trong bụng không bình tĩnh chút nào. Kỹ thuật DMP do Cẩm Hồ và Ti Liên Hợp đưa ra vốn có người ở Samsung đề xuất, nhưng vì cơn bão tài chính mà không được ứng dụng, đợi tới khi Lý Tại Thù thấy Cẩm Hồ mưa trang web âm nhạc của Nhật mới phát hiện kỹ thuật Flash Memory kết hợp MP3 đã được Cẩm Hồ nghiên cứu thấu triệt đăng ký bản quyền. Vốn với kỹ thuật Flash Memory được chia sẻ từ Toshiba, Samsung chỉ cần đầu tư 5-3 tháng là có thể đưa ra sản phẩm rồi, giờ nếu vượt qua được bản quyền của Cẩm Hồ, e tống thời gian gấp 10 lần chưa chắc đã thành công. Nên nhìn thấy chương khác, làm sao hắn bình tĩnh được. Hiện chỉ có Toshiba, Samsung, Intel là sở hữu kỹ thuật Flash Memory, do Intel chuyên tâm vào phát triển kỹ thuật vi xử lý, nên kỹ thuật này chỉ có Toshiba và Samsung là tiên tiến nhất. Năm 98, kỹ thuật Flash Memory dung lượng ít, giá lại cao, chỉ nhìn thấy tiền đồ chứ chưa ứng dụng rộng rãi, ePlayer là sản phẩm ứng dụng thương nghiệp Flash Memory với quy mô lớn nhất. Hiện DMP mới chỉ đưa ra, nếu nó thành sản phẩm mang tính thời đại, Cẩm Hồ sẽ quyết định Toshiba, Samsung, Intel ai có được ưu thế ứng dụng thương nghiệp Flash Memory trên quy mô lớn. Dù xem thường Cẩm Hồ, nhưng Lý Tại Thù phải thừa nhận Cẩm Hồ đang nắm thứ khiến Samsung phải thấp thỏm. Vì ePlayer đang dùng Flash Memory của Toshiba, nên nhìn thấy hai bọn họ đứng với nhau, Lý Tại Thù chẳng cảm thấy lạ, có điều khi Sâm Sơn Dã đi vào. Mới nhớ tới trước kia có tin đồn Toshiba muốn mua lại kỹ thuật DMP của Cẩm Hồ, xem ra không phải vô cớ. Lý Tại Thù lo lắng ra mặt. Tạm biệt ở Tokyo, đã 2 tháng chưa thấy phong thái của ngài Trương rồi. Sâm Sơn Dã không cần Sơn Bổn Hiền Thứ phiên dịch, dùng tiếng Nhật nói chuyện với Trương khác. À, anh Lý cũng ở đây. Nhìn thấy biển chúc mừng thành lập điện tử Hoa Hạ mới vỡ lẽ. Vì lấy Samsung ra uy hiếp Toshiba. Trương Khắc không muốn để Sâm Sơn Dã và Sơn Bổn Hiền Thứ thấy y và Lý Tại Thù có ân oán cá nhân rất sâu. Hiếm khi gặp được các vị ở Bắc Kinh, liệu có thể để tôi làm chọn tình địa chủ không? Lý Tại Thù mặt không hay ho lắm, Kim Nam Dũng thì biết nhẫn nhịn hơn, nhân lúc người khác không chú ý khẽ giật áo hắn, vì lợi ích của Samsung, ân oán cá nhân có là gì, so với việc suy đoán quan hệ giữa Cẩm Hồ và Toshiba mà không có manh mối gì, chẳng bằng đi theo quan sát có thể nhìn được nhiều thứ hơn. Thực ra Sâm Sơn Dã nhìn thấy Trương Khác và Lý Hinh Dư thân mật đi bên nhau ở triển lãm Tokyo, còn tưởng Cẩm Hồ và Samsung có quan hệ không tệ. Đợi Chu Nhất Bình tới nơi, Trương Khác liền cùng Sâm Sơn Dã, Sơn Bổn Hiền Thứ, Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng tới khách sạn Vương Phủ Tỉnh dùng cơm. Cùng lúc đó Cát Kiến Đức đang nhiệt tình chào hỏi các vị khách có thân phận hiển hách tới hội trường tổ chức tiệc, đặc biệt là đại biểu doanh nghiệp ngoại, đột nhiên có người chạy tới nói với ông ta. Đại biểu của Samsung và Toshiba đi mất rồi. Vì sao? Cát Kiến Đức đang nói chuyện với độ biên kính nhất của Sony, ngạc nhiên hỏi. Chu Nhất Bình của Ái Đạt vừa tới, đại biểu của Samsung và Toshiba liền đi theo. Người kia không biết Trương Khác. Cát Kiến Đức mặt tối sầm, trong bữa tiệc thành lập Hoa Hạ, người của Cẩm Hồ tới vô duyên vô cớ kéo đi hai vị khách ông ta hết sức coi trọng làm sao ông ta có tâm tình tốt được. Đám Trương Khác đi ra ngoài gặp đúng giờ cao điểm. Nhìn dòng xe dài phía trước, Trương Khác liền quyết định mời khách tới nhà hàng đồ ăn Hàng Châu gần đó. Nhà hàng trang hoàng không sang trọng, nhưng rất tĩnh xảo. Phục vụ dẫn vào phòng bao, không gian trong phòng rất nhỏ, không ngờ ghế ngồi là ghế sofa đôi vây quanh bàn tròn, ít nhiều có chút quái dị. Mời khách ở đây có lẽ bị cho là hơi keo kiệt, có điều vì giao thông ùn tắc, chắc cũng được thông cảm. Trương Khác mời Địch Đan Thanh ngồi xuống trước, phòng bao đèn không sáng lắm. Đôi mắt sáng của Địch Đan Thanh đảo một vòng, mới đi tới bàn. Trương Khác không nghỉ nhiều, là chủ nhân, bọn họ phải chủ động ngồi xuống cái ghế sofa quái dị này. Chu Nhất Bình kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, Trương Khác phải ngồi xuống ghế sofa, đùi liền chạm vào cặp mông đầy đàn hồi của Địch Đan Thanh, mới phát hiện cái kiểu ghế ngồi này, nếu muốn ngồi cho thoải mái, mông khó tránh khỏi chạm vào nhau. Trương Khác không phải cố ý đụng chạm, kín đáo nhích sang một bên, không ngờ thấy chút bất an trong mắt Địch Đan Thanh. Thật là lạ. Làm y nhớ tới cảnh Địch Đan Thanh hốt hoảng che khăn tắm bỏ chạy hôm đó. Chương 811, cô sợ tôi à? Ly này uống vì ePlayer có thành tích thị trường tốt ở Nhật Bản. Sâm Sơn Dã nâng ly chúc, Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng đành uống, dù sao bọn họ ở Trung Quốc, không rõ tình hình tiêu thụ của ePlayer ở Nhật, nhưng chắc là Cẩm Hồ đã có thành tích không tầm thường ở Nhật. Với rất nhiều doanh nghiệp điện tử ngoài Nhật mà nói, thị trường Nhật Bản rất khó chơi.
nhiều cự đầu Âu Mỹ phải thất bại quay về, không biết thành Thích Cẩm Hồ tốt cỡ nào, làm Lý Tại Thù rất tò mò, nhưng không tiện hỏi. Trương Khắc nhìn ra, chẳng che giấu gì, cười nói. So với lượng tiêu thụ 30 vạn chiếc MD cùng kỳ, trong tháng 3 ePlayer chỉ tiêu thụ được có 1 vạn cái, chẳng đáng nói tới. Ngài Trương đừng nên xem thường bản thân, con số này đã hơn xa dự đoán của đám người Sony, Panasonic rồi. Sâm Sơn Giã xua tay nói. Lý Tại Thù thầm kinh hãi, trước đó hắn tính toán mức cân bằng lợi nhuận của ePlayer ở thị trường Nhật Bản là chừng 1 vạn chiếc một tháng, như vậy là Cẩm Hồ có thể dựa vào lợi nhuận có được không ngừng khai thác thị trường Nhật Bản rồi. Con số này mặc dù trông có vẻ không đáng kể, nhưng có nghĩa là chỉ 2 tháng Cẩm Hồ đã đứng vững ở thị trường Nhật Bản, đây là thành tích đáng kiêu ngạo. Lý Tại Thù vừa hâm mộ vừa ghen tị, không còn tâm tư nào nói chuyện. Sâm Sơn Giã nhìn có vẻ như sau khi uống rượu thả lòng, nhưng những lời vừa rồi là lo lắng Cẩm Hồ hợp tác với Samsung, nhìn thần sắc của Lý Tại Thù thì lo lắng này là dư thừa rồi. Đương nhiên có lẽ lúc này cũng không phải là dư thừa, vì không có nghĩa Cẩm Hồ không hợp tác với Samsung, hắn còn chưa quên cảnh tiểu công chúa Lý Hinh Dư thân mật đứng bên Trương Khắc, chỉ tá tú tàng miệng không nói gì, nhưng trong bụng thì tức bầm gan tím ruột rồi. Nếu như nói thanh niên này ở thương trường có đối tượng nào môn đăng hộ đối, thì Lý Hinh Dư đúng là mỹ nhân sánh với anh hùng, ai mà biết người thanh niên này có vì Lý Hinh Dư mà lấy lòng Samsung không, gia tộc Lý Hy Kiện cũng luôn ra sức lung lạc thanh niên có thiên phú thương nghiệp. Lý Tại Thù lúc này cũng xác định được Sâm Sơn Giã tới Trung Quốc là để đàm phán vấn đề cấp quyền kỹ thuật DMP, Toshiba động lòng với DMP thật rồi, cho dù bị giới truyền thông bóc trần vẫn phái người tới Trung Quốc tiếp xúc với Cẩm Hồ. Gõ tay lên mặt bàn, Lý Tại Thù thầm nghĩ, trừ lượng tiêu thụ ePlayer ở Nhật Bản, Toshiba có thể căn cứ vào lượng flash memory cung cấp cho Cẩm Hồ tính ra lượng tiêu thụ DMP trên toàn cầu, con số này là bao nhiêu? Dù cực kỳ khao khát đáp án, nhưng lại không thể hỏi ra, đúng là không dễ chịu gì. Sâm Sơn Giã tất nhiên con số này, tổng lượng tiêu thụ DMP toàn cầu tháng 3 là 4 vạn chiếc. Do Trương Khắc kéo Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng theo, nên Sâm Sơn Giã không thể đi vào chủ đề chính, nhưng trong lòng Trương Khắc đã hiểu ý đồ của hắn, chỉ có điều chưa rõ quyết tâm của Toshiba tới đâu. Bữa cơm không khí rất sôi nổi, Trương Khắc cũng uống thêm vài chén, mặt đỏ hồng hào, gần như quên luôn cả ân oán với Lý Tại Thù. Cuối bữa còn khoác vai Lý Tại Thù, nói với Sâm Sơn Giã. Thời gian anh ở Trung Quốc, tôi bảo giám đốc Chu tiếp đãi, nếu anh có yêu cầu gì với Cẩm Hồ cứ đề xuất. Mọi người chào tạm biệt trước nhà hàng rồi ai vào xe người nấy. Trương Khắc gọi Chu Nhất Bình vào xe, cho dù chiếc Cadillac khá rộng, ngồi ba người vẫn không hề chật chội, Địch Đan Thanh vẫn ghé sát vào cửa xe, tránh chạm vào người Trương Khắc. Mấy ngày này anh đưa Sâm Sơn Giã tới Hải Châu cũng được, kiến nghiệp cũng được. Tóm lại là đừng đàm phán sâu hơn. Trương Khắc căn dặn, hiện chưa phải là thời cơ tốt, đợi khi nào lượng tiêu thụ hàng tháng trên toàn cầu đột phá mức 10 vạn chiếc, bắt đầu đàm phán kỹ thuật flash memory với Intel thì có lẽ mới là thời cơ tốt, chỉ hoãn 3 tháng nữa đi. Yêu cầu của Cẩm Hồ chưa chắc bằng vào Sâm Sơn Giã đã có thể quyết được. Nói thêm vài việc nữa rồi Chu Nhất Bình xuống xe. Địch Đan Thanh lúc này mới hỏi, tôi thấy Lý Tại Thù cũng động lòng rồi. Nếu Samsung đề xuất hợp tác thì cậu quyết định ra sao? Samsung lúc này nhìn có vẻ yếu hơn Toshiba, nhưng năng lực thị trường của họ rất mạnh, đặc biệt là khả năng thích ứng với thị trường nội địa, nếu có khả năng phải đặt thêm nhiều chướng ngại với họ. Trương Khắc nhớ ra một chuyện. Hôm nay hình như cô hơi sợ tôi, có chuyện gì thế? Địch Đan Thanh chỉ nhoẻn miệng cười né tránh trả lời. Đêm mùa xuân ở Bắc Kinh lạnh lại khô, trong xe thoảng mùi thơm nước hoa, lại như mùi cơ thể mỹ nhân. Trương Khắc ngửi mà lòng khoan khoái, trời vẫn còn sớm, trừ đèn đường ra thì hai bên đường các cửa hàng cũng chiếu ra đủ ánh sáng xanh đổ nhấp nháy, người qua người lại như mắc cười. Chả lẽ cô nam quả nữ mà lại về khách sạn ai vào phòng nấy chịu dày vò tới sáng mới ra, nhưng lúc này chỗ đốt thời gian được trừ các CLB thì chỉ có quán bar. Tới câu lạc bộ nghe đám nam nhân ăn mặc trải chuốt, khoe mẽ mình tài ra sao lắm tiền thế nào, các cô gái xúm xít vây quanh, Trương Khắc chẳng thích chỗ như thế. Thời gian này đi quấy nhiễu người khác cũng không hợp, đi qua một quán KFC mới nhớ về khách sạn chẳng có cà phê nóng để uống. Địch Đan Thanh định xuống, nhưng Trương Khắc sao thiếu ga lăng thế được, xuống xe trước còn hỏi cô thích ăn gì, vào quán KFC mua đồ đi ra, Địch Đan Thanh mở cửa giúp, Trương Khắc đưa cho cô một cốc cà phê nóng, di động trên ghế đột nhiên vang lên, Địch Đan Thanh giật mình cầm trượt cốc cà phê, Trương Khắc đã buông tay, cả cốc cà phê nóng đổ lên ngực cô.
Á! Địch Đan Thanh bị bỏng thét lên, theo bản năng đứng bật dậy, đầu va cốp vào trần xe, lại kêu thảm thiết một tiếng nữa, đau đớn ôm lấy đầu, mày nhăn thít lại. Trương Khác vội ném cốc cà phê của mình ra ngoài xe, luống cuống giúp cô kéo áo cho khỏi dính vào ngực, tay chạm vào bầu ngực mê người đó, nhưng lúc này chẳng còn tâm tư nào hưởng thụ xúc cảm khao khát đã lâu đó. Thấy Địch Đan Thanh bị bỏng, song lại chẳng thể cởi áo cô ra, Trương Khác đành lấy tay áo lau chỗ bị ướt trên ngực. Lái xe đưa cho hộp giấy, Địch Đan Thanh vội nhận lấy, ngực bỏng rát, thấy Trương Khác còn giúp mình kéo cổ áo tránh nó dính vào da thịt, cảm giác trong lòng rất quái dị. Nếu chẳng phải tự cô không cầm chắc cốc cà phê, cô hoài nghi có phải y cố ý hay không. Trương Khác nhanh chóng rút mấy tờ giấy, lau vết cà phê trên áo cô, thấy ánh mắt Địch Đan Thanh nhìn mình rất lạ mới nhớ ra, ngượng ngùng vỗ đầu, đưa khăn giấy cho cô. Cô tự lau vậy. Địch Đan Thanh lúc này mới đỏ mặt cầm lấy khăn giấy lau ngực, cầm lấy chiếc di động vẫn kiên trì kêu, đưa cho Trương Khác xem số. Nhà đầu chết tiệt này, để xem hôm nay tôi về xử lý nó ra sao. Cậu không được bảo vệ nó. Trương Khác cười. Tôi làm gì có gan bảo vệ chị ấy trước mặt chị. Địch Đan Thanh vừa cầm khăn ra di lau cà phê, vừa nói chuyện với Vệ Lan. Vệ Lan chẳng qua buồn chán gọi điện tâm sự, nghe giọng Địch Đan Thanh tức tối chẳng hiểu ra sao. Phó Tuấn từ xe khác đi tới hỏi xảy ra chuyện gì. Bị cà phê đổ lên người. Trương Khác bảo hắn không cần lo, nhìn chiếc sơ mi màu ngà sữa của cô bị vết cả cà phê làm loang lổ. Bảo lái xe đi tới một cửa hàng thời trang nữ, thấy Địch Đan Thanh vẫn cau mày, quan tâm hỏi. Nóng quá à, hay là chúng ta tới bệnh viện trước? Không nghiêm trọng vậy đâu. Thấy Trương Khác quan tâm chăm chú nhìn vào ngực mình, áo ướt dán sát lên da thịt, trông càng khiêu khích, Địch Đan Thanh đỏ mặt kéo áo che lại. Cảm giác rơi rát rát. Xe dừng trước một cửa hàng chuyên bán trang phục nữ, Trương Khác cùng Địch Đan Thanh đi vào. Chương 812, mua áo. Lúc này ngoại trừ cảm giác hơi rát ở ngực, Địch Đan Thanh không cảm thấy có chỗ nào bất thường, chỉ cần thay y phục trên người, là có thể về, có điều nhìn thấy trên người Trương Khác cũng bị dính cà phê, y chỉ định ở Bắc Kinh hai tối, không có dự áo khoác. Mặc dù bị đổ cà phê lên người, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới phong tình thành thục quyến rũ của Địch Đan Thanh, cô dùng hai tay che cổ áo ướt, trông càng thêm chút tội nghiệp, khiến các chàng trai đi cùng bạn gái chọn đồ trong cửa hàng đều ngoái đầu nhìn. Trương Khác đẩy cửa kính cho Địch Đan Thanh vào trước, rồi lững thững theo sau cô, thu hút không ít cô gái, nhưng y chỉ chuyên tâm giúp Địch Đan Thanh tìm gian trang phục mùa xuân. Địch Đan Thanh hơi do dự, không biết nên chọn một bộ trang phục công sở dùng tạm, hay mua một bộ áo thời trang khao thưởng mình. Cô thử bộ này xem. Địch Đan Thanh không ngờ Trương Khác còn giúp chọn y phục, y đưa tới một chiếc áo đỏ sậm cổ chữ V và một chiếc quần jean màu lam, Địch Đan Thanh cầm lấy chiếc quần xem, đúng với số đo của mình. Ngạc nhiên nhìn Trương Khác, sao y biết số do của mình? Chiếc T, xuất cổ hơi rộng, Địch Đan Thanh cắn căng một lúc rồi vẫn vào gian thay y phục thử. Qua, nhìn thấy Địch Đan Thanh mặc y phục mình chọn đi ra, Trương Khác phải thốt lên một tiếng, cổ áo đúng là hơi trễ, để lộ ra cả mảng da ngực mịn màng, cùng khe vú sâu không thấy đáy, ngực trái hơi đỏ. Thấy ánh mắt hao háo của Trương Khác, Địch Đan Thanh một tay che hờ ngực, một tay đưa ra chỉ lên trên. Ý bảo ảnh mắt y nhích lên một chút. Trương Khác cười ngượng. Mắt tôi được đầy chứ hả? Rồi ghé vào bên tai cô hỏi nhỏ. Sao bên trong không mặc áo lót? Không rõ ràng đến thế chứ? Địch Đan Thanh thấy tai nóng lên, tay vẫn che ngực, sợ núm vú lộ dấu vết ra ngoài, đáp nhỏ. Đồ bên trong bị ướt rồi, dính dính khó chịu lắm, hơn nữa cái áo này cổ trễ như vậy, chiếc áo kia của tôi dùng không hợp. Không ngại tôi chọn cho cô chứ? Trương Khác đánh mắt sang phía đồ lót. Tôi thấy bên đó có loại che nửa ngực hợp với cái áo này. Khác thiếu gia học chọn y phục giúp nữ nhân từ khi nào thế? Địch Đan Thanh hít sâu một hơi để tâm tư bình tĩnh lại, mới dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói với Trương Khác. Kích cỡ lại rất chuẩn xác, cậu chọn đồ lót giúp tôi không nghi cậu chọn nhầm đâu. Có điều ánh mắt này phải nhìn cơ thể bao nhiêu cô gái mới chuẩn xác được như thế. Ha ha ha. Trương Khác thấy cô gái Địch Đan Thanh đáo để đã trở lại, cũng thoải mái nói. Năm ngoái chẳng phải nhìn cô khỏa thân sao, nếu chọn áo lót, 86, loại E có thích hợp không? Địch Đan Thanh khó khăn lắm mới dựng lên được phòng tuyến tâm lý bị Trương Khác nói đùa một câu đánh tan, ho khan chạy sang khu đồ lót. Địch Đan Thanh lúc vào đã khiến nam nhân thẫn thờ, lúc này càng khiến các cô gái căm hận, có khuôn mặt yêu nghiệt đã đành đi,
lại còn có vóc dáng gợi tình như thế, định làm cả thiên hạ ghen tị hay sao? Địch Đan Thanh chọn xong y phục, lập tức bảo người bán hàng tới bỏ nhãn mác đi, chiếc tê, sớt đỏ sậm quá gợi cảm, hơn nữa Bắc Kinh chưa ấm tới mức mặc một cái áo, lại chọn một chiếc áo thể thao màu lam, kéo khóa lên tận cổ che đi cơ thể. Trương Khắc lấy thẻ tín dụng ra trả tiền, lại giúp Địch Đan Thanh cần y phục thay ra, ra ngoài cửa hàng hỏi. Chỗ bị nóng có hơi đỏ, thực sự không cần tới bệnh viện kiểm tra chứ? Không sao đâu. Địch Đan Thanh lắc đầu, hơi đỏ thôi, nhưng không thể kéo khóa xuống cho y xem được. Khi lên xe vẫn có khách trong cửa hàng nhìn theo, Trương Khắc cười nói. Cô quá đẹp đó, nhìn ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ kia. Có đẹp tới đâu cũng có gì đáng nể. Bọn họ hâm mộ tôi quyến rũ được một đại thiếu gia nhà giàu thôi. Địch Đan Thanh ngồi trong xe nhìn ra. Anh nhìn chúng cô gái nào, chỉ cần lấy ra một chiếc thẻ tín dụng, nói ba chữ là chắc chắn lấy được trái tim tuyệt đại đa số các cô gái xinh đẹp. Ba chữ gì thế, không phải là, anh yêu em chứ? Tôi mà thèm nói ba chữ muốn ói đó à? Địch Đan Thanh nhếch môi khinh thường. Đó là ba chữ tiêu thoải mái. Trương Khắc cười phá lên, cầm nay nắm cửa vặn một cái. Tôi xuống xe thử mới được. Thôi đi, tôi nhìn hộ anh rồi, trong đó không có cô gái khiến anh động lòng đâu. Địch Đan Thanh cũng cười. Đi chọn y phục cho anh thôi. Y phục của tôi thì đơn giản lắm, phía trước có người bày hàng ven đường kia, tùy tiện xuống kiếm một bộ là được. Hai mùa xuân thu của Kiến Nghiệp rất ngắn, gần như chẳng có cảm giác gì, như bóng ngựa qua cửa sổ, trước khi lên máy bay còn cảm thụ cái lạnh của Bắc Kinh, vừa hạ cánh xuống Kiến Nghiệp, đã là cảnh hoa xuân sắp tàn, cái nóng nực đầu hè khiến rất nhiều người chuyển sang mặc áo cộc tay. Tạ Vãn Tình mặc áo sơ mi sa tanh màu lam ngọc, bên ngoài còn khoác áo ngắn màu hạt dẻ, mặc váy bó màu đen, chân đi giày cao gót, chân ngọc ẩn hiện, đẹp một cách đoan trang thần bí, tay cầm túi sách đặt trước người, đứng tĩnh lặng trong đại sảnh, đôi mắt sáng ngời nhìn Trương Khắc từ chỗ băng chuyển hành lý đi ra, nở nụ cười dịu dàng ấm lòng. Sao không nghe ai nói chị tới đón? Chẳng thể có hành động thân mật, Trương Khắc đứng trước mặt Tạ Vãn Tình, cười dịu dàng. Chị tới Kiến Nghiệp vừa vặn thấy xe đi đón em từ vườn sồi đi ra, cho nên đi cùng. Hai hạng mục lớn vườn sồi và trung tinh vi tâm tuyển mộ từ nước ngoài rất nhiều nhân tài kỹ thuật cao cấp, Cẩm Hồ và thành phố Kiến Nghiệp cùng đưa ra lời hứa giải quyết vấn đề sinh hoạt của bọn họ cùng người nhà, đương nhiên có vấn đề giáo dục con cái. Kiến Nghiệp mặc dù có rất nhiều trường học danh tiếng, nhưng kiểu giáo dục nhồi vịt đó không được đại đa số học sinh hải ngoại chấp nhận, trường quốc tế Hải Dụ tới Kiến Nghiệp lập chi nhánh đã được đưa lên lịch trình. Đó là nguyên nhân Tạ Vãn Tình tới Kiến Nghiệp. Trương Khắc muốn tự mình lái xe chở Tạ Vãn Tình và Địch Đan Thanh về thành phố, đuổi Phó Tuấn và nhân viên khác lên xe còn lại, tới Kiến Nghiệp, y không thích có bảo vệ đi sát bên cạnh. Nói ra cũng lạ, Tạ Vãn Tình có một cảm giác thân thiết với Địch Đan Thanh, có lẽ chuyện bí mật nhất của mình bị phát hiện, chẳng cần phải che giấu hoặc ngụy trang, lại thấy Địch Đan Thanh chẳng sợ hãi trốn tránh như thiếu nữ ngây ngô, có một người có thể chia sẻ cảm thụ trong lòng, đó là cảm giác không tệ. Qua gương chiếu hậu nhìn Tạ Vãn Tình và Địch Đan Thanh trò chuyện thân mật, mới phát hiện ra rằng mình hiểu nữ nhân chưa đủ sâu sắc, trước đó y cứ nghĩ Tạ Vãn Tình sẽ né tránh gặp mình trước mặt Địch Đan Thanh, không ngờ cô lại thản nhiên coi Địch Đan Thanh thành người một nhà, rồi. Kiến Nghiệp nóng thật đấy. Tạ Vãn Tình lên xe là cởi áo ngoài ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh ngọc. Cô không thấy nóng sao? Đúng là hơi nóng, có điều bên trong Địch Đan Thanh mặc chiếc áo tê, sớt chế cổ Trương Khắc chọn cho. Nghe Tạ Vãn Tình nói mới thấy nóng, cũng cởi áo khoác ra. Tức thì mảng da ngực trắng muốn dụ người ta tơ tưởng xuất hiện. Chà, cái áo đẹp thế sao lại phải giấu bên trong? Cửa hàng PD ở Kiến Nghiệp lại không thấy loại áo này nhỉ, cô mua ở Bắc Kinh phải không? Tôi thích màu này lắm, mỗi tội là chiếc áo này cổ trễ quá, không dám mặc, cô mặc thế này không biết làm bao nhiêu nam nhân thèm khát. Tạ Vãn Tình đưa tay sờ chất liệu chiếc áo. Đột nhiên nhìn thấy một vết hồng trên bầu ngực của Địch Đan Thanh, mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, mím môi nhéo Trương Khắc thật mạnh. Ái, em đang lái xe, sao tự nhiên lại nhéo em? Trương Khắc kêu oan. Còn dám kêu oan à? Tạ Vãn Tình lườm y một cái. Chương 813, trộm. Địch Đan Thanh ý thức được vì sao Tạ Vãn Tình nhéo Trương Khắc, quá nửa là hiểu nhầm dấu vết sót lại đêm qua mình thân thiết với Trương Khắc để lại. Mặc đỏ dừ, cố làm vẻ không biết gì, nắm tay Tạ Vãn Tình nói. Tôi cũng không muốn mặc chiếc áo trễ cổ thế này, hôm qua uống cà phê, không cẩn thận để cà phê nóng nổ lên người, nên mua tạm để mặc.
nhìn kỹ thì đúng là giống vết bỏng hơn là vết hôn, Địch Đan Thanh làm việc bên cạnh Trương Khác cũng không thể mặc y phục gợi cảm như thế, trừ Trương Khác ra còn quyến rũ được ai. Tạ Vãn Tình che miệng cười, đưa tay ra xoa hông Trương Khác bị cô nhéo. Xin lỗi nhé, hiểu lầm em rồi. Không hề ngại để Địch Đan Thanh nhìn thấy mình thân mật với Trương Khác, cảm giác này thật là tuyệt, trước kia dù ở trước mặt Hứa Tư cũng phải chú ý rất nhiều. Hiểu lầm em cái gì? Trương Khác chẳng hiểu ra làm sao. Cái này em không cần quan tâm. Tạ Vãn Tình lại cười, cảm thấy tâm tư Địch Đan Thanh thật khéo léo, hiếm có nhất là từ vũng bùn đi ra lại không dính bùn, liền nói chuyện trường học ra, để cô góp ý. Tiểu Khác bây giờ giỏi rồi, chuyện nhỏ này tôi không dám phiền cậu ấy quan tâm nữa. Tùy chị nói sao cũng được, em đều không phản kháng. Trương Khác nhún vai hỏi. Buổi trưa chúng ta ăn cơm ở đâu đây, hôm nay chỉ có an bài gì không, hay là tới ngõ học phủ ăn? Nếu em tự đi về, chị giữ Đan Thanh lại, chuyện trường học chẳng cần gấp, hai cô gái có thể dạo phố, làm đẹp, có nhiều việc để làm lắm. Tạ Vãn Tình nghĩ một lúc nói. Vậy tới chung cư Thanh Sơn đi, chúng ta có thể tự làm cơm ăn. Trương Khác rẽ về hướng chung cư Thanh Sơn, nói. Ở Bắc Kinh được ăn thức ăn do dì Chu làm, đúng là muốn ăn gì tự làm vẫn hơn. Chung cư Thanh Sơn là nơi hẹn hò bí mật của Trương Khác và Tạ Vãn Tình, trừ chỗ này ra, ở kiến nghiệp cô cũng không có nơi ở nào khác, nếu tới kiến nghiệp mà không có Trương Khác, quá nửa cô sẽ ở khách sạn, chứ không ở đó một mình. Tạ Vãn Tình đề nghị tới chung cư Thanh Sơn, xem ra cô không đề phòng Địch Đan Thanh chút nào, tình cảm và tính toán giữa nữ nhân với nhau là điều Trương Khác chưa bao giờ hiểu nổi. Giữa đường dừng ở siêu thị mua thức ăn, Địch Đan Thanh mặc dù phụ trách kinh doanh nhà khách nhiều năm, nhưng hoàn toàn không có liên quan chút nào tới khả năng nấu ăn của cô. Tạ Vãn Tình là cô gái mà không có nhà hàng hay giúp việc là rất có thể mì ăn liền chẳng biết nấu, rất có khả năng chết đói bên cạnh đống thức ăn. Thế là trọng trách nấu nướng đổ hết lên đầu Trương Khác, còn không biết hai cô gái thành thục gợi cảm nấp trong phòng líu ra líu díu cái gì. Buổi chiều Trương Khác không thể ở đây, Cát Kiến Đức phát biểu mang tính thiên vị Kim Son rõ rệt, đám Lý Viễn Hồ, La Quân nghe xong trong lòng nhất định khó chịu. Mặc dù tập đoàn Hoa Hạ hiện giờ chưa thể gây ảnh hưởng với Cẩm Hồ, dù sao bọn họ chỉnh hợp nội bộ rất tốn công sức, nhưng Cát Kiến Đức đã đưa ra tuyên bố rồi, phải có lời đáp trả, nếu Cẩm Hồ im ắng quá, người ta tưởng Cẩm Hồ sợ. Ăn cơm xong việc dọn dẹp bát đũa giao cho hai cô gái, Trương Khác đi trước. Mở rộng tấm lòng với nhau, càng ở cạnh nhau lâu càng thấy đối phương có điểm giống mình, mặc dù xuất thân hoàn toàn khác biệt. Tạ Vãn Tình xuất thân phú quý, lại gả vào nhà quan quyền. Cả đời sống nhàn nhã cao sang, cuộc sống quý phu nhân trông có vẻ hết sức rực rỡ hoa lệ. Địch Đan Thanh xuất thân nghèo khó, cuộc đời gập ghềnh thê thảm, lúc nào cũng phải vận dụng mưu mô tới ngày này mới có thể thở nhẹ một hơi. Nhưng cuộc đời khác nhau, không quyết định hai cô gái không thể có điểm chung. Ở trong phòng thử đồ, Tạ Vãn Tình nhìn thấy cơ thể Địch Đan Thanh có rất nhiều điểm giống mình, cặp mông nở nang đầy đặn cứ như đúc ra từ một khuôn, ngay cả eo, đùi cũng y hệt, Tạ Vãn Tình nâng ngực mình lên. Trừ chỗ này nhỏ hơn ra thì những chỗ khác hình như không có gì khác. Cậu ấy chê ngực chị nhỏ sao? Đồ tham lam. Địch Đan Thanh sờ ngực Tạ Vãn Tình. Tôi cảm thấy ngực mình là gánh nặng kia, chẳng biết có chỗ nào phẫu thuật nhỏ lại được không? Lòng thầm nghĩ chẳng trách Trương Khác có thể đoán số đo mình chuẩn xác như thế, thì ra trong lòng y sớm đem so cơ thể của mình với Vãn Tình rồi, nhớ tới hôm ở căn nhà trên đảo bị Trương Khác nhìn thấy hết, người cảm thấy nong nóng. Buổi tối Trương Khác còn ăn cơm với La Quân không thoát thân được, đành gọi điện báo Tạ Vãn Tình. Ăn tối xong, Tạ Vãn Tình giữ Địch Đan Thanh ở lại, Địch Đan Thanh do dự. Tôi ở lại không gây cản trở sao? Cản trở cái gì, tôi không cho cậu ấy tới là được. Hai người cũng đâu được gặp nhau thường xuyên. Địch Đan Thanh thời gian qua luôn ở bên cạnh Trương Khác nên biết hai người họ gần đây chỉ gặp nhau một lần ở Bắc Kinh, còn tưởng hai bọn họ trong lúc gian tình nóng bóng ai cản trở còn bị giết người bịt miệng chứ. Tạ Vãn Tình hỏi nhỏ. Cô bao năm rồi không có nam nhân khác? Sao phải cần nam nhân? Địch Đan Thanh mặt đỏ lên, nhưng không cảm thấy nói chuyện này với Tạ Vãn Tình có gì không ổn. Như vậy thì không được rồi. Tạ Vãn Tình ghé vào tai Địch Đan Thanh thì thầm. Đột nhiên có điện thoại của Lý Minh Du từ Hải Châu gọi tới, ba tiểu nha đầu buổi chiều ra ngoài ăn đồ không sạch sẽ bị tiêu chảy. Mặc dù đã mời bác sĩ, nhưng triệu chứng tiêu chảy chưa hoàn toàn dứt. Tạ Vãn Tình không yên tâm, mấy năm qua mặc dù cô có được sự an ủi lớn từ Trương Khác, nhưng quá nửa tâm tư vẫn đặt trên người Chỉ Đồng,
lập tức bảo Trương Đình tới đón mình về. Tạ Vãn Tình đi, Địch Đan Thanh cũng định về, Tạ Vãn Tình nói. Cô cứ ở lại đi, chỗ này ít xe lắm, hôm nay mua một đống đồ như thế, làm sao mà một mình mang về được. Tạ Vãn Tình gọi cho Trương Khác hai lần đều máy bận, thầm nghĩ cho dù ban đêm Trương Khác về đây thấy Địch Đan Thanh cũng chẳng thế xảy ra chuyện gì, còn bị Địch Đan Thanh trêu cho, tâm tư đặt hết lên con gái, không để ý tới Trương Khác nữa. Trương Khác ăn cơm tối xong, còn cùng đám La Quân, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh tới quán cà phê nói chuyện rất lâu. Mặc dù thi thoảng lại có mấy tên hề nhảy ra làm trò, lợi dụng quan hệ cạnh tranh giữa Kiến Nghiệp và Kim Sơn, nhưng Trương Khác càng mong hai bên bỏ qua thành kiến, tăng cường giao lưu, cùng nhau phát triển. Hai thành phố trọng yếu mà cứ đối đầu mãi, chắc chắn không có lợi cho sự phồn vinh của lưu vực Tiểu Giang, cũng chẳng có lợi gì cho Kiến Nghiệp, Trương Khác hết sức nghiêm túc đề xuất chuyện này với La Quân. Từ quán cà phê đi ra, Trương Khác muốn về tìm Tạ Vãn Tình ngay, nhưng nhà Vương Duy Quân cũng qua chung cư thanh niên, nên phải vợ cùng đường đi cùng, nói chuyện với ông ta cũng thoải mái hơn. Tôi thấy cạnh tranh với Kim Sơn, thì chỉ cạnh tranh với Chu Cẩn Du là được, nếu có cơ hội làm bẽ mặt bà ta tôi sẽ không nương tay, còn nên tăng cường giao lưu hỗ trợ lẫn nhau, liên hệ với thị trưởng Triệu Hữu Luân nhiều hơn. Đây là chiêu đả kích một người, lôi kéo một người. Vương Duy Quân lắc đầu cười, Trương Khác tuy biết chú trọng đại cục, nhưng với kẻ thù cũng không hề nương tay, ủng hộ công tác của Triệu Hữu Luân chính là đả kích Chu Cẩn Du rồi. Vứt Vương Du Quân xuống xe, Trương Khác càng nhớ nhung cơ thể thơm ngát của Tạ Vãn Tình, phóng xe như bay tới chung cư Thanh Sơn. Trăng sáng sao thưa, bầu trời còn mấy đám mây mờ lững lờ trôi, bóng đêm tội lỗi bao phủ cả tòa thành thị. Khuya thế này rồi, Tiểu Tình Tình chắc đã ngủ, Trương Khác có chìa khóa, không cần đánh thức cô dậy mở cửa. Địch Đan Thanh ở trong căn nhà rộng, cứ như ở giữa cánh đồng trống trải, cô không thích cảm giác này, ở Tân Vu, cô cũng thích ở loại nhà chật chội, hưởng thụ cô độc nhưng rất sợ tịch mịch. Sau khi biết tin Tạ Vãn Tình đã về tới Hải Châu gặp được ba tiểu nha đầu, Địch Đan Thanh chui vào chăn tắt đèn đi ngủ, hiện đã hơn 12 giờ rồi, mắt díp lại, nhắm mắt vào là ngủ ngay. Địch Đan Thanh không nghe thấy tiếng Trương Khác mở cửa, nhưng khi y mò mẫm lên lầu đụng phải bàn trà làm cô tỉnh lại. Cô căn bản không nghĩ Tạ Vãn Tình có thể không liên lạc với Trương Khác, vậy trừ khi Trương Khác cố ý tới có mưu đồ với mình, nếu không tuyệt đối không mò mẫm bóng tối như vậy, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, có trộm vào nhà rồi. Một cô gái yếu đuối đối phó với trộm, tốt nhất vờ ngủ đợi trộm lấy đồ xong rồi đi, có điều tránh tên trộm nảy ý dâm dục, phải trùm chăn che kín đầu vờ ngủ. Địch Đan Thanh tìm một con dao nhỏ, nắm chặt trong tay, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trương Khác va phải bàn mà không thấy trong phòng có động tĩnh gì, còn nghĩ Tạ Vãn Tình ngủ quá say, rón rén mở cửa phòng ra, đợi mắt quen với ánh sáng yếu ớt trong phòng, chỉ thấy đường cong cơ thể mạn diệu mê đắm hiện ra dưới lớp chăn. Tiểu Tình Tình chùm chăn ngủ sao? Trương Khác lắc đầu cười, nhìn cô gái trong lòng ngủ như cô bé con, trong lòng hết sức ngọt ngào. Nữ nhân đôi khi lộ ra chút nữ tính yếu đuổi thế thôi là có thể khơi lên tình dục nóng cháy của nam nhân, dưới ánh trăng ám muội. Có thể mường tượng ra tấm thân chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, có khi chẳng mặc gì cả đợi mình. Bóng tối tựa hồ làm người ta sinh ra rất nhiều cảm xúc kỳ quái, trong lòng Trương Khác có chút khẩn trương, có chút phấn khích, có chút cảm giác vụng trộm hết sức lặng lẽ cởi áo khoác ra, ngồi xuống cuối giường, thò tay vào trong chăn nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mơn trớn lên trên, định thừa lúc Tiểu Tình Tình còn chưa tỉnh chơi đùa đôi chân mê người này, mặc váy ngủ thật là tiện, không biết bên trong có quần lót không. Nghĩ như thế xương cốt mềm đi ba phần. Chân bị sờ MPS, tim Địch Đan Thanh thắt lại, không ngờ tên trộm này lại là tên dâm tặc, tay cô nắm chặt con dao, cố gắng để cơ thể buông lỏng. Đối với loại này, cô biết phụ nữ yếu đuối chỉ có một cơ hội ra tay, nếu thất bại sẽ gặp phải sự báo thù điên cuồng, cho nên cố gắng nhẫn nhịn. Trương Khác có biết nhiều nữ nhân đến đâu cũng không thể chỉ từ bắp chân trơn mịn có thể nhận ra được Địch Đan Thanh hay Tạ Vãn Tình. Hơn nữa y chỉ nhìn thấy cơ thể trần truồng của Địch Đan Thanh, chưa đưa tay chạm vào. Trong bóng đêm mông lung huyền ảo, vuốt ve cơ thể nữ nhân yêu thương đúng là hưởng thụ tuyệt vời, Trương Khác không kìm chế được áp mặt vào chân cô hôn nhẹ nhẹ. Địch Đan Thanh thì sởn hết gai ốc, nào có ngờ tên dâm tặc này là thứ biến thái có sở thích khác người, cảm giác cái lưỡi kia khẽ liếm láp quanh bắp chân. Tất nhiên cô là người trải đời rồi, dư sức hiểu kết cục cuối cùng là gì, không nam nhân nào có thể hài lòng với việc xoa vuốt đó. Cô biết loại dục vọng này chỉ có tiến sâu vào cơ thể nữ nhân mới có thể giải phóng được, mặc dù trong lòng cảm thấy ghê tởm,
nhưng cơ thể lại chỉ có cảm giác ngứa ngứa là lạ, Địch Đan Thanh hoài nghi mình không khống chế nổi phải đâm nhát dao kia sớm hơn. Chỉ là tên khốn đó chui vào chăn rồi không leo lên cơ thể mình, mà cứ ở cuối giường say sưa với sở thích đáng tởm của y, Địch Đan Thanh càng lúc càng lo, sợ để tên khốn phát hiện mình chưa ngủ, bật dậy đâm y thì khả năng chúng không cao lắm, như vậy thì mình nguy hiểm mất. Lúc này đành cắn răng chịu đựng tên dâm tặc kia, còn phải co chân lại dụ tên dâm tặc đó tiến tới gần hơn. Phải thừa nhận rằng tên dâm tặc này rất ôn nhu, nếu chẳng phải là hạng lẻn vào nhà dở trò đồi bại, thì là kẻ rất biết làm nữ nhân khoái hoạt. Địch Đan Thanh phải cực lực tìm cái gì đó phân tán sự chú ý bản thân, không để cảm giác khác lạ kia chiếm cứ cơ thể, làm bản thân trở nên mất kiểm soát. Á, tên khốn đó đầu vẫn vùi ở bắp chân, nhưng tay thì bắt đầu lướt nhẹ từ mắt cá chân nhẵn nhụi, bắp chân thon thả, dần tới mép đùi rồi, đó là một ngón tay nhỏ dài, cực kỳ điêu luyện. Tim Địch Đan Thanh sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi, tuyệt đối không thể để hắn sờ tới đó được, đang định nhảy lên đâm liều một dao, thì ngón tay kia dừng lại ở chỗ cách nơi riêng tư chừng ba tấc, cảm giác tên khốn đó dùng ngón tay mơn trớn da thịt non mềm xung quanh. Địch Đan Thanh là nữ nhân bình thường, mặc dù tim vọt tới tận cổ, tay cầm dao đẫm mồ hôi, nhưng cơ thể không chịu sự khống chế của đầu óc phản bội lại cô, có dòng điện nho nhỏ tê tê chạy qua chỗ riêng tư, kích thích nơi đó dần dần có chút ướt át. Vừa thẹn vừa tức, không ngờ có một tên nam nhân ghê tớm chơi đùa cơ thể mình, vậy mà cơ thể mình lại còn phấn khích, cố sắc mím chặt môi dưới, cô hy vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Địch Đan Thanh cắn lưỡi, lấy hết sức tập trung để bình tĩnh lại, đánh giá vị trí của tên dâm tặc, hình dung phản ứng và động tác của tên dâm tặc khi mình bật dậy, đảm bảo một dao này phải làm cho hắn mất sức phản kháng, sau đó là cầm chìa khóa khóa cửa phòng lại, đi báo cảnh sát. Trương Khắc hoàn toàn không ý thức được mình đang ở tình cảnh nguy hiểm tới tính mạng, say sưa hưởng thụ da thịt mịn màng của Tiểu Tình Tình, có điều chui trong chăn lâu hơi ngộp thở, vén chăn lên thở lấy hơi. Kế hoạch của Địch Đan Thanh phải tạm thời trì hoãn, cô có thể tưởng tượng ra đôi mắt đỏ ngầu tham lam đang nhìn đôi chân mình lộ ra dưới ánh trăng. Chiếc chăn nhung mỏng giống như tuyết mùa đông phủ lên cơ thể mỹ diệu, nổi lên đường cong mê đắm nhất thế gian, cặp chân dài từ chỗ cách đầu gối 10 cm lộ ra ngoài chăn. Chân ngọc hơi cong lại, phảng phất tỏa ra ánh sáng dịu dịu, trắng không tì vết. Chỉ nhìn đôi chân này thôi mắt đã đình trệ tại đó, thấy Tạ Vãn Tình, không có dấu hiệu gì tỉnh lại, càng cảm thấy chơi thế này rất có tình thú, tiếp tục ngồi xuống cuối giường, áp môi vào mé trong đùi hôn hít. Địch Đan Thanh càng lúc càng tin đây là tên biến thái, nhưng lúc này chẳng đầu óc nào suy xét chuyện đó nữa, vì một cái lướt ướt át đang liếm quanh chỗ riêng tư của mình, đầu óc cô cảm thấy mơ hồ khoái cảm dần dần lấn át lý trí. Cô cảm thấy người nóng lên, mềm đi nhất là có mấy sợi râu mép kích thích chỗ đó ngứa ngày vô cùng, dòng nước ấm ấm chảy ra ngoài ngày một nhiều. Lúc này Trương Khắc lại cuốn chăn lên thêm một đoạn nữa, y muốn chơi đùa vị trí quan trọng nhất rồi, nhưng tay vẫn không hề dừng mơn trớn mép đùi, mép váy ngủ cũng bị cuốn lên theo chăn, lộ ra chiếc quần lót che chắn chốn riêng tư đã ướt lên, làm chiếc quần lót mỏng như trở nên trong suốt, mập mờ nhìn thấy hai mép thịt mỹ lệ, không kìm được, oa, một tiếng. Chính tiếng kêu này đã cứu Trương Khắc một mạng, nhưng Địch Đan Thanh lại như bị một tia sét đánh trúng, đầu óc ngừng suy nghĩ tới mấy giây liền mới tỉnh ngộ ra, Trương Khắc nhầm mình với Tạ Vãn Tình rồi, té ra giữa y và Tạ Vãn Tình âu yếm tình tứ với nhau theo kiểu này. Nhưng hiểu lầm thì sao nào, trong mấy giây đầu óc cô trống rỗng, Trương Khắc đã đưa một ngón tay lách qua quần lót tiến vào hang sâu âm áp đã lụt lội, chẳng lẽ vừa tỉnh lại sao? Lúc nãy y hôn hít chân mình không tỉnh lại giờ mới tỉnh y sẽ nghĩ thế nào? Nhưng không tỉnh lại thì không kịp nữa, lý trí của cô sắp sụp đổ rồi, chỉ sợ Trương Khắc chơi đùa thêm một lúc nữa, cô mới chính là người đẩy y xuống phát tiết mất. Phải làm sao đây, động đậy, hay vờ nói mơ vài câu. Nhưng nếu y định sai thì sai luôn. Tình hình càng lúc càng nguy hiểm, cô cảm nhận được cái lưới nóng hổi, hơi thở hầm hập phả vào giữa hai chân mình, nhưng... Nhưng thật dễ chịu, một đôi môi đang ôn nhu hôn lên chỗ riêng tư của cô, Tạ Vãn Tình thật hạnh phúc. Không ngờ có tình nhân dịu dàng yêu thương như thế, khoái cảm cực kỳ cường liệt đánh tan mọi ý nghĩ khác của cô, Địch Đan Thanh nhắm chặt mặt hưởng thụ cảm giác lâng lâng đê mê. Không ngăn cản là không kịp nữa, rồi, thực ra là đã không kịp nữa, ngón tay kia cho vào bên trong nghịch ngợm như máy đánh trứng, cảm giác tên rợn phát trừ từ xương sống, cơ thể toàn thân cứng lên, hay mềm đi nhỉ, Địch Đan Thanh không nhận biết được cái gì một cách rõ ràng nữa. Chương 814, làm sao bây giờ? Nữ nhân trong khi ngủ rất dễ bị kích thích bên ngoài làm tình dục dâng trào, cũng thường thường tỉnh lại lúc tình dục lên tới đỉnh điểm,
Trương Khắc kinh nghiệm đối phó với nữ nhân rất phong phú, nhìn giữa hai chân Tạ Vãn Tình ướt nhẹp, chắc cô đang gặp mộng xuân, muốn nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm thẹn thùa của cô lúc giật mình tỉnh lại khi lên đỉnh Vu Sơn, cho thêm một ngón tay ra sức khiêu khích. Địch Đan Thanh không còn chịu nổi nữa rồi, cảm giác khoái cảm dồn nén trong lòng chuẩn bị tuôn trào, chính là tích tắc vọt lên 9 tầng mây thì ngón tay của Trương Khắc rút ra, cơ thể không khống chế được nữa, hai chân co giật, một dòng nước ấm tuôn ra ảo ạt, may là Trương Khắc rút tay ra, không thì mất mặt lớn. Trong mấy giây ngắn ngủi đó, cả cơ thể lẫn đầu có bị khoái cảm vô tận chiếm cứ, người lâng lâng như ở trên mây, không còn nghĩ tới được cái gì nữa, một lúc sau toàn thân vẫn bủn rủn không thể động đậy, nhưng đầu óc bắt đầu vận chuyển, nghe thấy Trương Khắc vừa nghe điện thoại vừa đi ra, khép cửa lại, Địch Đan Thanh mới hiểu vì sao Trương Khắc rút tay lại vào tích tắc đó, ra là di động ở trong túi y dung. Nếu đổi lại là người khác có lẽ cảm thấy mất hứng, Địch Đan Thanh thì thấy vui mừng. Cô không muốn để Trương Khắc biết y chỉ dùng một ngón tay đã đưa mình tới cao trào, như thế sao còn mặt mũi nào nhìn y nữa. Lúc này bình tĩnh lại, Địch Đan Thanh không thể không suy tính tới tình cảnh của mình, lúc nghe thấy Trương Khắc phát ra tiếng kêu kia, cô đã buông thả toàn bộ rồi, tại sao lại như thế? Là do buổi chiều mưa đó, hay cái đêm y đứng cô đơn trên đê trong mưa gió? Hay là từ cái ngày y ôm cơ thể Vệ Lan y phục sộc sạch đi ra, còn mình lao vào cào y như phát điên? Suốt ngày nhắc nhở bản thân phải cẩn thận y là kẻ nuốt chửng cả cơ thể lẫn linh hồn nữ nhân, vậy mà cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân sa vào vũng lầy đó. Chắc là Trương Khắc không liên hệ được với Tạ Vãn Tình, coi mình như cô ấy, không biết lúc này y đã nhận ra sự khác biệt chứ. Nếu y nhận ra rồi sẽ có phản ứng ra sao, tiếp tục sai càng thêm sai, hay là rút lui, ghìm cương trước vực thẳm. Còn mình, muốn kết cục nào hơn, trái tim Địch Đan Thanh lay động không ngừng. Nếu tên nhóc này lựa chọn rút lui thì sao? Bà cô bị y dùng ngón tay cưỡng gian rồi, y muốn ghìm cương trước vực sao, muộn rồi. Giả vờ hồ đồ qua ải ư, nằm mơ, Địch Đan Thanh hung hăng nghĩ thế. Nhưng nếu cứ tiếp tục sai, tên nhóc háo sắc này sẽ không vô lại tới mức không nhận trách nhiệm, Địch Đan Thanh rất tự tin vào dung mạo của mình, cùng lắm thì sử dụng chút thủ đoạn quyến rũ, nhưng ở trong lòng y, mình có so được với Hứa Tư, Đường Thanh, Tạ Vãn Tình không? Bởi vì hai người vì hiểu lầm mới tới với nhau. Có lẽ mình sẽ thành nhân tình của y, được an bài tới chỗ nào đó, mỗi một khoảng thời gian gặp nhau một lần để tránh gặp ba cô gái kia. Chẳng lẽ đó là cuộc sống mình mong muốn sao? Địch Đan Thanh do dự, so với bị đẩy sang một bên hưởng thụ cuộc sống của một tình nhân, cô hy vọng ở lại bên Trương Khắc làm trợ thủ, hy vọng bản thân cũng làm nên sự nghiệp, không cần phải dựa vào nam nhân cũng có địa vị và tôn nghiêm của mình trong cái xã hội do nam nhân làm chủ này. Cái xã hội này tuy bẩn thỉu, nhưng ta không thể cự tuyệt nó, đã khó khăn vượt qua nó rồi, chẳng lẽ dễ dàng từ bỏ vậy sao? Địch Đan Thanh nghĩ không ra cách vẹn toàn vừa làm nữ nhân của Trương Khắc lại được ở bên y. Trương Khắc không hề biết người trong chân bị ngón tay của mình đưa lên cao trào, di động của y là loại rung trước mới reo, không muốn làm Tạ Vãn Tình mất tình thú, lấy áo khoác sang phòng bên nghe điện thoại, đến khi nghe giọng Tạ Vãn Tình từ bên kia truyền sang, thiếu chút nữa điện thoại rơi xuống đất. Người trong phòng là ai? Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Y không biết mình phải ăn mừng mới đúng, nếu thời khắc quan trọng y không kêu lên một tiếng thì lúc này đã nằm trong bệnh viện rồi, mà dù nằm trong bệnh viện cũng phải giải thích vì sao y vào đó, khi ấy y sẽ biết thế nào là thống khổ một cái đầu biến thành hai. Nói chuyện với bí thư La về rồi à? Quên nói với em một tiếng, chị về tới Hải Châu rồi, bà tiểu nha đầu bị đau bụng, vừa mới ngủ xong, bị bệnh cũng bệnh cùng nhau, hết nói. Giờ mới rảnh gọi cho em không cần lo đâu, không còn chuyện gì nữa, chị về cũng vì sốt ruột quá thôi, Minh Du còn kiên cường hơn chị, tới Phó Tuấn cũng không nói. Mai chị sẽ lại tới kiến nghiệp, em đang ở đâu thế? Địch Đan Thanh, Trương Khắc đoán ngay ra, do căn nhà này không có người ở, nên trừ phòng ngủ chính ra thì phòng ngủ cho khách cũng không có chăn đệm. Trương Khắc chẳng lẽ nói với Tạ Vãn Tình là vừa mới nhân lúc Địch Đan Thanh ngủ, lấy ngón tay cho vào chỗ đó của cô. Đau đầu, đúng là đau đầu, vừa nhận điện thoại vừa rón rén đi xuống tầng, mở cửa phòng ra rồi đóng vào. À, em vừa vào nhà, thật là thất vọng, đành đợi chị Mai vậy. Hi hi, trong phòng chỉ có một đại mỹ nhân, em có gan thì cứ ra tay đi. Tạ Vãn Tình cười khúc khích. Có điều lúc chị đi dạo phố với Đan Thanh thấy trong túi sách của ấy có một con dao bạc rất sắc, nếu mai chị tới mà em mất thứ đó thì mới là thất vọng. Trương Khắc nuốt nước bọt đánh ực. Hay là em chuồn,
Em vừa mới vào nhà hình như không đánh thức cô ấy. Chạy đi chạy làm gì, khuya rồi, có ngủ cùng phòng đâu. Chị tin em, nếu hai người có chuyện gì được thì đã xảy ra từ lâu rồi, hoặc sớm muộn cũng xảy ra, chị không lo chuyện đó. Địch Đan Thanh dịu dàng nói. À, nói chuyện gì mà về muộn thế? Chuyện hợp tác kinh tế khu vực, em hy vọng mọi người phóng tầm mắt xa một chút. Trương Khác không tin nổi lúc này mà mình còn có thể nói với Tạ Vãn Tình chuyện như vậy, nghe trên lầu không có động tĩnh gì, thầm nghĩ Địch Đan Thanh chắc chưa tỉnh, y không tin chuyện bị bại lộ Địch Đan Thanh sẽ cầm dao thiến mình, chút tự tin vào bản thân y vẫn có, đối phó với Tạ Vãn Tình thì dễ, cô là người dung túng mình nhất, nhưng bên Địch Đan Thanh ăn nói ra sao đây? Lén lút bỏ đi để Địch Đan Thanh coi đó như một giấc mộng xuân, hay đi lên cho sai tới cùng luôn. Mặc dù không có tình cảm sâu đậm với cô, nhưng nếu có thể sai thì sai luôn, Trương Khác sẽ không từ chối. Trương Khác hoàn toàn không ý thức được Địch Đan Thanh đã tỉnh rồi, y luôn cho rằng với tính cách của Địch Đan Thanh cho dù sẵn lòng lên giường cùng mình cũng sẽ không để mình đụng tay đụng chân mà im lặng không lên tiếng, hoàn toàn không biết bản thân vừa thoát hiểm trong gang tấc. Nên đánh thức cô ấy, nói rõ tình hình. Nếu cô ấy chấp nhận, thì gạo nấu thành cơm luôn, chuyện về sau thì đợi sáng mai dậy hắn hay, mà quái, sao vừa rồi không nhận ra hai cô gái có gì khác biệt, mà sao cô ấy lại trùm chăn ngủ. Lộ ra mỗi chân với chỗ đó thì làm sao mình phân biệt được. Nghĩ như thế gánh nặng trong lòng Trương Khác nhẹ đi nhiều, nhỏ giọng tán gẫu với Tạ Vãn Tình một lúc rồi cúp điện thoại, chuẩn bị đi lên gọi Địch Đan Thanh dậy, nghĩ tới cơ thể mỹ diệu cùng dung mạo mê hoặc đó, bước chân có chút gấp gáp. Chương 815, mầm họa. Nhìn thấy Địch Đan Thanh y phục sộc sạch lộ ra nửa bầu ngực đang từ trong phòng đi ra, thấy y đi lên, vội vàng che ngực trốn ra sau cửa, sẵn giọng hỏi. Cậu tới đây làm gì? Chị Địch không nói cho cậu biết đêm nay chị ấy không ở đây à? Phát hiện ra trong mắt Địch Đan Thanh có chút đề phòng không tin tưởng, Trương Khác ngớ ra, ở Bắc Kinh hai người còn có chút mập mờ, chẳng lẽ cô ấy nghĩ mình tới đây có mưu đồ? Nhưng ít nhất cũng phải cho mình cơ hội giải thích chứ. Vậy khả năng duy nhất là vừa rồi trong mơ cô ấy nam nhân khác, cho nên thấy mình mới sinh ra sự kháng cự này. Trương Khác giang tay ra chẳng biết phải giải thích ra sao, nhìn dáng vẻ cự tuyệt của Địch Đan Thanh, sâu trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng. Chị Tạ về Hải Châu rồi, còn tưởng chị ấy nói với cậu chứ, tôi vừa tỉnh ngủ hơi lôi thôi, cậu đợi tôi một chút. Địch Đan Thanh đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa. Hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, tiếng khóc kìm nén trong lòng, thực sự có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao. Nhưng nếu để sai càng thêm sai, mình còn ở lại bên cậu ấy được không? Địch Đan Thanh ôm lấy ngực, đời cô đây là lần đầu tiên đau lòng vì một nam nhân, mà nam nhân đó lại ở ngay bên kia cửa, gần như vươn tay một cái là có thể chạm tới được. Chị Vãn Tình không ở đây, vậy tôi đi trước. Nghĩ Địch Đan Thanh có nam nhân khác trong lòng, Trương Khác thất vọng. Tựa hồ không cần giải thích gì về hiểu lầm vừa rồi nữa, cứ để cô ấy coi thành xuân tình trong mộng là được, không đợi Địch Đan Thanh trong phòng trả lời, liền xuống lầu. Nghe tiếng bước chân tiếp đó là tiếng cửa đóng lại, chân Địch Đan Thanh nhũng ra ngồi sụp xuống sau cạnh cửa, ngồi chốc lát lại kiên cường đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn Trương Khác rời khỏi khu chung cư. Mặc dù trong lòng đủ mọi cảm xúc hỗn tạp, nhưng Địch Đan Thanh không phải là cô gái thích dây dưa nhùng nhằng. Với cô mọi việc tựa hồ chỉ cần phất tay một cái là có thể bỏ lại đằng sau, lúc này cũng chỉ xử lý như vậy được thôi. Nhìn Trương Khác chui vào trong xe, tuy biết bản thân không thể lún vào chuyện tình cảm phức tạp này, nói cho cùng lúc nãy kẻ dở trò bị ổi với mình chỉ là ma quỷ mà y nhốt trong tim mà thôi, không biết trên đời này có cô gái nào có thể hoàn toàn chiếm trọn y không, chứ không phải do ma quỷ trong lòng y chạy ra gây họa cho nữ nhân khác. Địch Đan Thanh đứng dựa bên cửa sổ. Nhớ lại cô gái như hoa sen trắng cầm ô dưới chiều mưa hôm đó, vì sao Trương Khác buộc dép cho một cô gái xa lạ lại có cảm giác bi thương vô tận như thế. Trương Khác ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng không có đèn, cũng không hề thấy Địch Đan Thanh dựa vào mép cửa sổ nhìn xuống, xem đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, bên ngoài hết sức tĩnh mịch, chỉ có côn trùng kêu. Trên con đường rộng sáng đèn, thi thoảng còn thấy người qua lại, hoặc là người ăn chơi thác loạn tới giờ mới về. Hoặc là đôi tình nhân quyến luyến chia tay lại không dám thuê phòng ở bên nhau, cũng có người bị nữ nhân cự tuyệt thất thiểu đi trên đường giống mình. Địch Đan Thanh trong y là cô gái mang đầy sức quyến rũ phong trần nhưng giấu bên trong là sự kiên cường không hề nhuốm bụi, bảo người ta không động lòng sao được. Ngõ học phủ càng có đông những người chưa chịu đi ngủ, sinh viên là quần thể có sinh lực vô cùng vô tận để vui chơi đùa nghịch, càng thích chìm trong bóng tối,
Trương Khác nhớ trước kia mình cũng thế, chơi suốt đêm để rồi hôm sau mắt díp lại lên lớp. Tới tháng 4, trong ngõ học phủ không chỉ có mỗi quán nét sáng vực nữa, do ngõ học phủ có tiền thuê đắt đỏ, mặc dù đã giảm giá một nửa, nhưng vẫn còn xa mới tính là quán nét bình dân. Tuy thế năm 98 là đỉnh cao của kinh doanh quán nét Phong Vân mở ngay đối diện với sáng vực. Trương Khác đỗ xe trong tiểu khu, lúc này y chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ có hơi đói, đi tới cửa hàng tạp hóa Tô Quả mở 24/24 đầu ngõ mua bao thuốc lá, thấy phía đối diện là cửa hàng tạp hóa Liên Hoa, không nhịn được cười, bức tranh thương nghiệp tàn khốc hiện hữu ở khắp mọi nơi. Xoay lưng lại chắn gió, ngồi trên bậc thềm trước quán nét sáng vực hút thuốc suy nghĩ. Sao lại ngồi bên ngoài? Trương Khác quay đầu lại, thấy Hà Huyền mặc chiếc áo khoác màu hoa hồng đứng cửa nhìn mình. Cô cũng lên mạng suốt đêm cơ à? Trương Khác lấy làm lạ. Vì sao tôi không thể lên mạng suốt đêm? Hà Huyền chỉ vào bên trong, các cô gái ngồi trước màn hình không ít. Bị Nhất Đình kéo tới, có điều bạn ấy ngủ gục trên bàn rồi, tôi ra đây hít thở không khí. Anh cũng thế à? Ừ. Trương Khác gật đầu, nhích sang bên một chút cho Hà Huyền ngồi. Người khác có lẽ rất khó tưởng tượng cô gái xinh xắn như món đồ sứ cao cấp lại ngồi bệt trên phố, nhưng cô ngồi xuống thật, học theo Trương Khác nhìn về phía đối diện, nhưng Hà Huyền có thể cảm giác được y không hề nhìn quán nét đối diện, mà nhìn vào cõi hư vô nào đó. Này! Trương Khác đưa thuốc lá tới. Hà Huyền ngớ người, rồi nhoẻn miệng cười, nói. Tôi còn định đóng giả thục nữ đến cùng đó, anh đừng có vạch trần một cách thô bạo vậy chứ. Trương Khác cười, lấy một điếu thuốc nữa ra. Hút thuốc hay lắm à? Hà Huyền tò mò. Chẳng hay cũng chẳng chán, đôi khi nó chỉ là một thói quen thôi. Trương Khác lắc đầu. Ai bảo thục nữ không thể hút thuốc? Là nam nhân hút thuốc nói. Hà Huyền cười tinh nghịch. Còn tưởng anh sẽ nghiêm trang nói con gái hút thuốc không tốt cơ. Trương Khác trả lời bằng hành động, đưa cả bao thuốc và bật lửa cho Hà Huyền. Không cần, một điếu thôi, thử chút xem sao. Hà Huyền chỉ điếu thuốc Trương Khác ngậm trên môi. Khỏi phí. Trương Khác đưa điếu thuốc cho cô, nhìn Hà Huyền có chút tò mò lẫn sợ hãi chậm chậm đặt điếu thuốc giữa hai cánh môi hồng, run run một lúc mới hít vào rồi bị sặc khói. Tất cả rộng hệt ký ức trước kia, gò má trắng như tuyết của Hà Huyền phủ đầy dáng hồng, sặc tới chảy nước mắt. Hà Huyền ho mấy cái liền mới thở đều lại được, đem trả điếu thuốc cho Trương Khác. Thì ra hút thuốc chẳng hay chút nào. Trương Khác cười lớn nhận lấy điếu thuốc. Cô gái này đây mình đã quen hơn 10 năm rồi, sau khi trải qua mấy cuộc tình, y trân trọng tình bạn với cô như báu vật vậy, có nhiều thứ vẫn cứ ngẫu nhiên diễn ra theo đúng quỹ tích ban đầu của nó, có lẽ đây mới càng tiếp cận bản chất hơn. Lúc này chút mây mờ địch đan thanh gây ra trong lòng Trương Khác đứng dậy, nắm bàn tay mềm của Hà Huyền kéo dậy, chỉ vào trong quán nét. Uống cùng tôi cốc cà phê chứ? Anh nói rất khác với người bình thường đấy, thông thường người ta phải nói là mời uống cà phê. Hà Huyền phủi bụi trên mông đứng dậy. Cô thích cách nói nào hơn? Thế nào cũng được, tôi không phải người so đo lắm. Hà Huyền cười, để Trương Khác nắm tay kéo vào quán nét, ngồi xuống khu nghỉ ngơi kiểu quán cà phê, nhìn Trương Khác bê hai cốc cà phê tới. Trương Khác còn chưa kịp đặt cà phê xuống bàn thì có ba tên thanh niên từ quán nét Phong Vân đi tới, đến thẳng trước mặt Hà Huyền, vẻ mặt kích động nói. Em từ chối anh là vì cái thằng ma cô này à? Trương Khác nhìn tên thanh niên đó, trông giống hạng nhị thế, đẹp trai lắm tiền, nhưng mình rốt cuộc có điểm nào giống một thằng ma cô hơn hắn. Trương Khác thản nhiên quan sát ba tên thanh niên hung hăng trước mặt Hà Huyền, tên nhị thế cầm đầu mắt trừng lên nhìn Hà Huyền, tay chỉ mặt y, Trương Khác nhích sang bên nửa bước, y không thích bị người ta chỉ vào mặt, hai tên còn lại nhìn mình đầy thù địch và khinh miệt. Mỹ nữ là cái nguồn đủ mọi chuyện thị phi, Trương Khác nhận thức rất rõ vì điều này. Chương 816, đấu của. Tính toán nghiêm túc thì hạng lắm tiền nhiều của sẵn sàng bao vợ bé không hề nhiều hơn các cô gái xinh đẹp, tài nguyên đáng lẽ đủ phân phối rồi, nhưng lúc nào cũng có vài đôi mắt nhìn chằm chằm vào cùng một cái nồi, thế là tranh chấp khó tránh khỏi, ngoài quyền thế, tiền bạc thì trên đời này còn gì khơi lên đấu trí của nam nhân bằng nữ nhân. Ngày nào anh cũng tới 1978 ủng hộ, em lại vì cái thằng ma cô này mà từ chối anh à. Tên nhị thế sắp nổi giận tới mất kiểm soát rồi. Ấy! Trương Khác không nhìn được nhắc tên nhóc này. Hà Huyền làm công cho 1978, tiền lương mỗi tiếng 10 đồng, cậu tới ủng hộ cũng được, không ủng hộ cũng được, cô ấy chẳng thêm được một cắc nào đâu, chúng chẳng mất đi xu nào, tựa hồ cô ấy đâu cần nhận ân tình mà qua lại với cậu.
thấy tên nhóc đó mắt trợn tròn, lại cười nói. Tôi chỉ giải thích một câu tránh cậu hiểu lầm 1978 là chỗ không sạch sẽ thôi, cậu và Hà Huyền có tranh chấp gì thì tiếp tục bàn bạc nào. Thấy Trương Khác bày ra cái vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, tên nhị thế thiếu chút nữa nổ tung. Mày không biết lấy gương mà soi, mày có tư cách gì theo đuổi Hà Huyền? Nói tới tư cách à? Trương Khác nhìn đồng hồ trên cổ tay tên nhị thế. Đồng hồ Cartier phải không? Cậu nói tới tư cách là nói tới cái đó à? Tên thanh niên đó nhướng mày lên. Mày cũng biết hàng đấy. Tôi có một cái Vacheron Constantin, nếu nói tới tư cách là nói tới cái này. Trương Khắc xắn tay áo lên, giơ chiếc Vacheron Constantin trước mặt tên nhị thế, đi ra cửa quán nét, ném nó ra giữa đường, chẳng thèm nhìn lấy một cái, quay lại giang tay nói. Tôi chẳng cần tư cách gì cũng có thể mời bạn bè uống một cốc cà phê. Tên nhị thế hoàn toàn không ngờ đeo một chiếc Vacheron Constantin. Mặt khó coi vô cùng, thao chiếc đồng hồ của mình xuống, đưa cho tên thanh niên bên cạnh. Ném đi cho tao. Tên thanh niên kia rất khó xử, cái đồng hồ này ít cũng 10 vạn, cho dù không phải của mình cũng thấy xót của. Ném đi, một cái đồng hồ thôi, trong ngăn kéo của ba tao có 7-8 cái đắt tiền hơn cái này, nhiều cũng rắc rối. Tên nhị thế bị Trương Khác đẩy lên lò lửa rồi, làm sao nuốt được cục tức này. Thằng bạn hắn cũng thấy hắn điên rồi, không ném chỉ sợ hắn chút giận lên mình. Đành ném chiếc đồng hồ ra đường. Đỗ Phi và Mông Nhạc nghe thấy có người gây sự liền mau chóng xuống lầu. Thấy cảnh này, Đỗ Phi cười chảy nước mắt, nói nhỏ với Mông Nhạc. Mẹ cái thằng đều thật, cái đồng hồ đó nó mua lề đường có 30 đồng. Đỗ Phi chưa nói hết thì Trương Khác móc trong túi ra một cái chìa khóa đập lên bàn. Tôi còn có một cái Mercedes 600, cậu có cái gì chúng ta kéo ra đập chơi nào? Nhìn cái chìa khóa biểu tượng Mercedes, tên nhị thế mặt cứng đờ. Mất cái đồng hồ đã làm cho hắn sót của lắm rồi, nếu lái xe ra đập, thế nào cũng bị cha hắn lột ra, mặt lúc xanh lúc trắng, trông càng thêm dữ tợn, né tránh ánh mắt vô lại của Trương Khác, ném cho Hà Huyền một cái nhìn khinh bỉ. Không ngờ cô là loại nữ nhân đó. Người anh em, cậu lại sai rồi. Trương Khác thấy tên nhị thế định làm cao bỏ đi, đưa tay vỗ vai hắn. Chẳng phải cậu mong cô ấy thành loại nữ nhân đó sao? Cậu có tư cách gì nói câu đó? Đám Đỗ Phi, Mông Nhác xông tới, ba tên thanh niên nhận ra họ không dám ho he câu nào bỏ đi, còn nhặt chiếc đồng hồ hỏng lên. Từ đầu tới cuối chuyện diễn ra trong vài phút, không kinh động người khác. Anh bị điên đấy à? Tôi nhất định không nghe thấy Đỗ Phi nói với Mông Nhác, sấn sổ đi tới giáo huấn Trương Khác. Có định giúp Hà Huyền thoát khỏi con đỉa đói đó cũng không cần phải đập một chiếc Vacheron Constantin, anh có biết nó đủ cho biết bao trẻ em được đi học không? Anh tưởng làm thế là Hà Huyền sẽ nhìn anh với ánh mắt khác à? Tưởng bạn ấy sẽ thích anh à? Hà Huyền giật ống tay áo Tô Nhất Đình, không cho cô bạn nói tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt cô, cũng không tán thành cách làm của Trương Khác. Trương Khác nhún vai không giải thích gì hết, Đỗ Phi hớn hở nhảy ra, đấm cho Trương Khác một cái. Thằng này đều thật, cái đồng hồ đó có 30 đồng thôi, nó làm ra vẻ cứ như thật, làm hai cô cũng tin sái cổ. Đây là giơ cân phải không? Nhìn dưới ánh đèn đúng là kém kim cương xa. Mông Nhạc chạy ra ngoài nhặt chiếc đồng hồ của Trương Khác vào, mặt kính đã vỡ, kim cương, bên trong cũng rụng mất mấy hạt, kim đồng hồ cũng rơi một cái, có thể thấy vừa rồi Trương Khác ném rất mạnh. Giả á? Tô Nhất Đình ngớ ra. Hà Huyền nhận lấy chiếc đồng hồ, nhìn một lúc không nhận ra được, đưa cho Tô Nhất Đình. Bạn có thấy kim cương chưa? Mình chưa thấy. Xem cái này, đây là kim cương độ thuần không cao. Nhìn có vẻ to, nhưng không đáng tiền. Đỗ Phi lấy đồng hồ ra, trên đó cũng khảm một viên kim cương. Còn chiếc đồng hồ của thằng kia hình như là thật hả mày? Tao chỉ nhận ra cái tiêu chí thôi, biết thế nét đâu được thật hay giả. Trương Khác cười xấu xa, lại giải thích cho Tô Nhất Đình. Tôi chỉ có một cái Vacheron Constantin khảm kim cương thôi, tặng cho chị dâu làm quà kết hôn rồi, thật ra cũng sót lắm. Về sau đi đường nhìn thấy cái đồ giả này không khác đồ thật là bao, sau này đem tặng cũng không thấy tiếc lắm. Hay là tôi mua một cái tặng cô nhé? Đồ thần kinh! Tô Nhất Đình cười mắng. Nếu tên Đường Trung đó biết thế nào cũng tức hộc máu. Tên đó tên Đường Trung. Trương Khác quay đầu nhìn, ba tên kia về quán nét Phong Vân vẫn gườm gườm căm tức nhìn qua bên này. Năm 98, phú hào trong nước xuất hiện không kể xiết. Nhưng một tên nhị thế dám ném chiếc đồng hồ Cartier thì không phải đơn giản. Thời buổi này, triệu phú, tỷ phú nhan nhản thật,
song đó là cộng đất đai, nhà máy, cổ phiếu vào, chứ không phải trong tay ai cũng có hàng triệu hàng tỷ tiền mặt. Giống như vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa là triệu phú từ lâu, nhưng nếu chẳng phải 2 năm qua dư giả hơn, Tôn Tĩnh Hương lúc mới vào học viện âm nhạc mỗi tháng chỉ có 3,4 vạn tiền sinh hoạt thôi, có điều ví dụ này không chuẩn xác, vì cô bé Tôn Tĩnh Mông dám vì tức giận mà ném chiếc đồng hồ hơn chục vạn lắm. Tên nhị thế nổi tiếng của Đỡ S Sư Phạm, nhằng nhẵng bám lấy Hà Huyền, là người Trương Châu Giang Nam, hình như trong nhà có công ty khai khoáng. Tô Nhất Đình khinh bỉ nói. Thời buổi này khai khoáng kiếm tiền dễ lắm à? Ừ, dễ kiếm tiền, nhưng thứ tiền này tanh mùi máu. Đỗ Phi gật đầu. Đường ra, khoáng nghiệp, Trương Châu. Mấy từ này thoáng hiện trong đầu Trương Khác, không kìm được quay đầu lại nhìn. Ao nước ở Trương Châu quá sâu, trong câu chuyện quá khứ xưa cũ, bí thư kỷ ủy, thị trường, bí thư thành ủy Trương Châu cùng cả bí thư kỷ ủy Giang Nam, bốn vị lão đạo vào năm 2002 bị tóm cổ, tạo ra một vụ án chấn động toàn quốc. Nhân tố quan trọng nhất là khoáng sản Trương Châu, hoàng thạch, kim loại, đất hiếm đó là tài nguyên chủ yếu nhất ở Trương Châu, là khu vực tài nguyên khoáng sản phong phú nhất Giang Nam, trọng yếu nhất toàn quốc, là nguồn gốc mọi tội ác ở Trương Châu. Sau khi vụ án vỡ lở, thanh tra ra vô số quan viên chính phủ các cấp nắm cổ phần ở các công ty khoáng nghiệp Trương Châu, chính nhờ sự câu kết này, khiến nguồn tài nguyên khoáng sản Trương Châu bị khai thác kiểu ăn cướp hơn 10 năm, môi trường sinh thái phá hủy nghiêm trọng. Lượng tài nguyên vốn có trữ lượng dùng trong trăm năm bị lãng phí quá nửa, không biết bao nhiêu công nhân mất mạng trong những hầm mỏ kém chất lượng, nói là đồng tiền tanh máu không hề sai. Đường ra Trương Châu không phải chỉ là địa đầu xà ở Trương Châu mà còn là một con rắn độc. Gặp chuyện bất bình mà bỏ qua không phải là phong cách của Trương Khác, đặc biệt là ánh mắt không cam tâm của Đường Trung lúc bỏ đi, sau này nhất định còn không ít rắc rối. Cũng chỉ là rắc rối không lớn không nhỏ mà thôi. Địa đầu xà cũng có đạo sinh tồn của nó, thường nó không chủ động đi công kích đối thủ mạnh hơn. Chương 817, nước ở đâu cũng sâu. Có điều rắc rối nhỏ cũng là rắc rối, phải nghĩ cách đập gây cái răng của con rắn độc này. Nhưng Lương Vĩ Pháp không phải là người có đủ khí phách trừ đi cái nhọt độc này trước 4 năm. Đây không phải chuyện trừ đi một người, mà phải trừ bỏ cả nhóm người, gần như diệt sạch các thế lực phức tạp ở Trương Châu, có điều đó một trong số những khu cách mạng lâu năm. Có mấy vị tướng quân cao tuổi ở nơi đó. Trương Khác không hiểu lắm về tấm màn đen ở Trương Châu, cũng không biết Đường gia và quan viên Trương Châu có quan hệ với lãnh đạo TW không, nhưng nếu không có đủ chứng cứ, dù Từ Học Bình có nắm thực quyền ở kỷ ủy TW, cũng không thể lộn nhào cả cái ổ Trương Châu. Cứ nghĩ tới chuyện trước kia Từ Học Bình chỉnh đốn hệ thống thủy lợi Đông Hải bị ép rời đi, đủ biết tra vụ án Trương Châu khó tới mức nào. Vụ án kiểu này đau đầu nhất là không có vở kịch chó cắn chó để lợi dụng, lợi ích ở Trương Châu tuyệt đối không chỉ nắm trong tay người Trương Châu. Chuyện này phải cho người đi tra mới được. Hà Huyền cầm lấy chiếc đồng hồ hỏng chơi trong tay, Trương Khác lấy đồng hồ, gọi Đỗ Phi sang một bên giao đồng hồ cho hắn. Kiếm cái khung kính treo lên cho tao. Đỗ Phi nghi hoặc nhìn Trương Khác, làm thế này chắc chắn triệt để chọc giận tên nhị thế kia rồi, dù chẳng sợ họ Đường làm gì. Nhưng kiểu này đâu hợp với phong cách của Trương Khác. Mà họ Đường cũng chưa làm việc gì khiến quỷ thần phẫn nộ. Trong chuyện này nước rất sâu, rất đục, tao chưa biết gì đã khiến người ta thù hận rồi, nên tao phải quấy lộn nó lên. Trương Khác vỗ vai Đỗ Phi, không giải thích gì thêm, chuyện này phải bố cục kỹ càng, nếu không để đám chó điên xông vào cắn cản sẽ rất đau đầu, giờ chọc con chó con chơi cái đã, ngoài ra chuyện mua thần hy không thể trì hoãn. Nếu không căn bản không chạm vào được chuỗi lợi ích của Trương Châu. Đỗ Phi gật đầu, hắn đương nhiên không làm chuyện ngu ngốc lấy khung kính treo chiếc đồng hồ hỏng lên, chỉ cần cho người truyền tin cái Trương Khác là đồ giả là được, tên nhãi kia không ba máu sáu cơn đi trả thù mới lạ. Mày cẩn thận, đám chó điên này cắn càn lắm. Trương Khác chẳng sợ, hơn nữa tin vào trình độ đám Mã Hải Long, Phó Tuấn, hiện giờ vệ sĩ của y có tới 4 người, tuy không thích họ kè kè theo sát bên cạnh ở kiến nghiệp. Nhưng có chuyện gì bất ngờ chỉ trong 5 phút bọn họ sẽ tới nơi. À phải sao hôm nay mày và Mông Nhạc lại ở quán nét thức thâu đêm thế? Đỗ Phi cũng cười nói. Nơi này nước cũng sâu lắm, cho dù có Hà Kỳ Vân chiếu cố cũng khó tránh khỏi có thế lực xâm nhập vào. Mấy ngày trước mày ở Bắc Kinh có người tới đây sinh sự, có điều bọn chúng đại khái cũng biết bối cảnh của bọn mình, không dám làm to, bới móc vài chuyện, yêu cầu chúng ta phải nâng cao nghiệp vụ, tao chẳng thèm để ý. Tuy dẹp chuyện này dễ. Nhưng tao biết mày không muốn ngõ học phủ thành chỗ thối tha nhơ nhớp, tao và Mông Nhạc thức đêm suy tính, muốn tìm hiểu tình hình. Mai là cuối tuần rồi, người thức qua đêm cũng nhiều.
thế giới này không phải là không trắng thì đen, có rất nhiều kẻ đứng ở giai tầng màu xám. Trương Khắc lắc đầu, ngõ học phủ quay lại vận hành thương nghiệp hóa đã 5 tháng, quay lại thời thịnh vượng được người ta gọi là bất giả thành của kiến nghiệp, thậm chí có thể nói còn hơn trước. Trước kia toàn là cửa hàng xây từng thập niên 40, 50 hỗn loạn và sập sệ, chỉ dựa vào vị trí địa lý đặc thù mà phồn vinh, hiện giờ thế kỷ Cẩm Hồ đầu tư khoản tiền lớn, xây dựng khu phố thương mại giải trí, chung cư cao cấp với tiêu chuẩn vượt quá thành phố này, thêm vào năm ngoài chính phủ kiến nghiệp dốc tài chính vào công chính thị chính khu cao tân phía đông, tăng lượng xe suốt đêm đi qua tuyến đường này, cũng xúc tiến thêm sự phồn vinh của ngõ học phủ. Nhưng tư duy kinh doanh thì theo quán tính khó nghịch chuyển được, trong ngoài ngõ xuất hiện rất nhiều quán bar, mỗi quy cách là cao hơn một chút mà thôi. Nơi này có học viện âm nhạc, có chuyên nghiệp nghệ thuật, có đợi ít sư phạm, có trường sư phạm mẫu giáo, có ca vũ đoàn quân khu. Tóm lại có thể nói trừ quảng trường quốc tế đường Tân Thị ra thì ngõ học phủ là nơi có mỹ nữ qua lại thường xuyên nhất, lại còn non nớt đơn thuần, chưa nhuốm bụi, đúng là thiên đường của nam nhân, thành địa điểm săn tình hàng đầu kiến nghiệp. Dù sao cô gái xinh đẹp ra vào ở quảng trường quốc tế không phải là anh chàng nhân viên trung tầng quèn có thể chinh phục nổi. Nói thẳng ra thì đó là một trong số nhân tố khiến Trương Khắc thích suốt ngày giúp vào đây. Trương Khắc cũng không thể ngăn cản thế giới ăn chơi trụy lạc xâm nhập nơi này. Mặc dù các cửa hàng không dám trắng trợn kiếm lời từ công nghiệp xác thịt này, nhưng cũng vui vẻ thu hút thêm nguồn khách, đại đa số quán bar tính tiền lương của phục vụ nữ dựa vào mức đồ uống được tiêu thụ, vừa rồi tên nhãi họ Đường kia hiểu lầm Hà Huyền cũng là từ đó. Trừ quán bar trong ngõ học phủ còn mở mấy phòng luyện hát, hai cái sàn nhảy, đương nhiên sẽ có các cô gái đem dung mạo và cơ thể biến thành vốn liếng đổi cuộc sống sung túc thoải mái hơn. Cái thứ này có mặt khắp ngóc ngách của thế giới, chẳng phải ngõ học phủ là nơi sinh ra nó, chẳng qua trong bóng đêm dục vọng con người không che giấu lắm mà thôi. Giống như Hiệp hội Liên hợp nghe nhìn nước Mỹ phát thông cáo luật sư chất vấn kỹ thuật DMP khả năng khiến cho việc sao chép không thể khống chế, C, Q và T Liên hợp trả lời, vì lo lắng hành vi vi phạm bản quyền mà bóp chết kỹ thuật nghe nhìn phát triển là làm trái tinh thần phát triển của luật pháp Mỹ. Hai việc này có cùng đạo lý. Trong mắt một số kẻ, ngõ học phủ là nơi sinh ra lợi ích màu xám, nên toàn tính tràn vào đây là chuyện hết sức bình thường. Đúng là đau đầu. Chính như Đỗ Phi nói, Trương Khắc tuyệt đối không cho nơi này biến thành chỗ thối tha dơ bẩn. Trương Khắc phất tay. Vậy đợi có kẻ nào vươn tay vào đây đã rồi mới chém được, trước tiên kiếm chỗ ăn lót dạ đi, một số chuyện có để phòng suốt ngày cũng không nổi. Rồi kéo cả đám Tô Nhất Đình, Hà Huyền đi. Quán ăn đêm của ngõ học phủ rất nhiều. Trong ngõ quản lý rất nghiêm khắc, có điều ngoài ngõ rạng sáng vẫn còn mấy quán dựng bằng vải bạt, đám Trương Khắc chọn một quán ngồi xuống, bên trong có mấy cô gái trang điểm rất đậm, tháng tư xe lạnh mà bọn họ ăn mặc rất hở hang gợi cảm. Không biết sinh viên các trường gần đây hay là oanh yến chuyên nghiệp, Trương Khắc chỉ nhìn một cái, chẳng để ý, có điều Tô Nhất Đình, Hà Huyền không nhịn được nhìn thêm vì lượt. Nhìn cái gì mà nhìn? Một cô gái tô mắt xanh biếc trừng mắt lên, không thèm để ý ba chàng trai bên cạnh. Rất là hung hăng. Trương Khắc che mắt mông nhạc nói nhỏ. Tôi đói lắm rồi, ăn xong còn về ngủ, hôm khác thừa lúc bọn tôi không có mặt, anh có ý kiến gì hãy đề xuất với người ta. Hiện giờ tôi là người có thân phận địa vị rồi, có phải tiểu lưu manh đâu mà thèm đi so đo với bọn chúng. Mông nhạc cúi đầu xuống ăn. Ăn lót dạ xong thì đã là 4 giờ sáng rồi, Tô Nhất Đình đã buồn ngủ mắt díp lại, Hà Huyền cũng ngáp hết sức đáng yêu. Không nhẫn tâm bắt hai cô gái tới quán nét đợi ký túc xá 2 tiếng nữa mở cửa, bảo họ tới chung cư thanh niên ở, dù sao phòng khách còn để trống, hơn nữa trừ khi Thịnh Hạ tới, còn không Đỗ Phi cũng rất ít khi có nhà, nên tuyệt đại đa số thời gian chỉ có Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông ở trong cả nhà rộng lớn. Tới nơi là lúc trời tối nhất, rón rén sợ đánh thức Tôn Tĩnh Mông. Tô Nhất Đình cảm khái. Tôi phát hiện ra anh ngoại trừ háo sắc một chút, ngoài ra không còn có khuyết điểm nào khác. À không chỉ một chút, mà là quá háo sắc. Chương 818, sức mạnh ẩn hình. Trương Khắc cười trừ, đưa hai cô gái vào phòng ngủ, thấy Đỗ Phi, Mông Nhạc tinh thần còn rất tốt, không thể bỏ họ ở đó chui vào phòng ngủ, pha cà phê xuống tầng dưới nói chuyện. Sự quật khởi hưng suy của đầu đĩa tựa hồ cũng dự báo trước tương lai của quán net, cùng với sự quật khởi sản nghiệp cà phê Internet, cạnh tranh sẽ ngày càng kịch liệt, thời kỳ lợi nhuận lớn sẽ qua đi. Đỗ Phi trầm tư nói. Bọn tao sẽ không mù quáng mở rộng quy mô quán net, trong thời gian tới sẽ mở một quán ở phố Tân Thị, cấp bậc hơn ở đây một chút, cũng sẽ phần nghỉ ngơi nhiều hơn, một số ý tưởng sẽ được thể hiện hoàn mỹ ở đó,
có điều quán này mở ra chỉ là để củng cố thương hiệu Sáng Vực mà thôi, nghiệp vụ tương lai của Sáng Vực là lấy phát triển liên minh làm chủ. Đỗ Phi, Mông Nhạc suy nghĩ ngày càng trưởng thành rồi, đối với những người có tài hoa mà nói, tuổi tác không phải là nhân tố hạn chế họ. Tới khi trời tờ mờ sáng, Đỗ Phi mới không chịu nổi cơn buồn ngủ, trước khi đi nói với Trương Khác. Cái lão già Chu Cẩn Tỳ chiều nay sẽ báo cáo học thuật gì đấy, mày có hứng thú đi xem náo nhiệt không? Đi phá đám cũng được, lão già gian ngoan xảo quyệt đó ít khi cho người ta cơ hội thế này. Kinh tế trong nước đã chính thức bước vào thời đại Triệu Tể Đông, ông ta có một đặc điểm rõ ràng so với tiền nhiệm, là khuynh hướng tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, đặc điểm rõ ràng này dần lộ ra từ trước thời kỳ Triệu Tể Đông rồi. Trong các loại thế lực ảnh hưởng được tới quyết sách TW, thì sức ảnh hưởng của giới học thuật ngày càng tăng, bọn họ cũng ngày càng lớn tiếng, ở địa phương nếu có lợi ích gì xung đột với TW, thường thường thông qua giới học thuật phát ra tiếng nói thăm dò thái độ TW. Chu Cẩn Tỳ không phải hạng ngu xuẩn, ông ta phát hiện ra thứ quyền lực kín này từ lâu, cho nên mới cam lòng trốn trong đợi ết Đông Hải, Chu Cẩn Tỳ từ học giả lên làm quan viên, rồi từ quan viên thành học giả, sớm nắm rõ hết yếu quyết trong đó. Mấy năm cũng kiếm được danh tiếng kha khá trong giới học thuật, lợi dụng nó luồn lách giữa các loại nhân vật ở thương trường, luận điệu của ông ta mang dấu vết người đại diện cho lợi ích nào đó quá rõ ràng. Mấy giáo sư có tiếng nhất học viện cùng với Chu Cẩn Tỳ thường xuyên lợi dụng ngày cuối tuần tổ chức sinh viên trong viện làm các báo cáo chuyên đề, thu hút nhiều sinh viên cảm thấy có hứng thú xem ra nghe, giảng đường 300 người thường xuyên kín chỗ. Trương Khác tới nghe vài lần, thấy nhạt nhẽo cũ rích, nên không đi nữa. Đỗ Phi nói tới là vì hôm nay Chu Cẩn Tỳ chủ giảng, cảm giác Trương Khác ngồi dưới bới móc lão già này nhất định rất sướng. Chu Cẩn Tỳ là người rất có tài, chính nhờ ông ta giật dây các giáo sư khác trong viện liên tục làm 8 báo cáo chuyên đề tạo thế sản nghiệp phần mềm trong tháng 2, 3. Cuối cùng thu hút cả Lý Viễn Hồ, La Quân tới nghe. Không biết hôm nay trong hồ lô lão già này bán cái gì, Trương Khác không hứng thú nghe, chỉ thuận miệng hỏi. Về phương diện nào? Tao không rõ. Nghe thời học bân nói thế, nó lại nghe người khác nói, hình như là diễn đàn học thuật quy mô nhỏ, mời cả giáo sư trường khác tham gia, dán cả áp phích ở nhà ăn, tao chưa có thời gian tới xem. Đỗ Phi bổ sung, nghe nói liên quan tới thương mại điện tử. Lão gia này bắt kịp với thời đại thật đấy. Thương mại điện tử mới nổi lên ở Âu Mỹ chưa lâu, trong nước mạng Internet còn chưa phổ cập, thương mại điện tử mới là mầm chôn sâu trong đất, vậy mà cái lão già này đã mở diễn đàn chuyên đề rồi. Trương Khác chẳng nói đi hay không đi. Sáng chỉ kịp ngủ một chút, nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói chuyện, Trương Khác rời giường, đi ra thấy Địch Đan Thanh và Tôn Tĩnh Mông đang ăn sáng, nhớ tới chuyện đêm qua, Trương Khác hơi thiếu tự nhiên, Vịn Lan Can nói với Địch Đan Thanh. Buổi sáng cha giúp tôi tài liệu liên quan tới đất hiếm, khoáng sản kim loại cùng ứng dụng nhé. Địch Đan Thanh chỉ, một tiếng không nói gì thêm. Ê, Tôn Tĩnh Mông quay đầu lại nhìn Trương Khác. Đêm qua mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng hai cô gái nói chuyện, ai với ai thế, đã nói không cho mang con gái tới làm bậy mà. À, Trương Khác chỉ vào phòng ngủ của khách. Nhất Đình và Hà Huyền, hôm qua thức đêm lên mạng, tôi trở về thấy bọn họ buồn ngủ lắm rồi, nên nổi lòng trắc ẩn, nếu là cô thì có đuổi bọn họ đi không? Hai nha đầu chết tiệt, chắc chắn không nói với anh là hôm qua bọn họ quên thu chăn bị người ta lấy mất, tôi bảo bọn họ tới đây ngủ. Còn nói gì mà có con đại sắc lang trong phòng, thà ngủ ở quán nét cho yên tâm, hi hi, thế mà lại bị con đại sắc lang dẫn về. Anh giúp tôi đến phòng họ đá cho vài phát, làm như bà cô ngày suốt ngày lấy thân nuôi sói vậy. Tôn Tĩnh Mông nửa đùa nửa thật nói. Tô Nhất Đình đã đành, đó là bạn thân của Đường Thanh và Trần Phi Dung, còn cô bé Hà Huyền kia ngoại hiệu, mầm họa, Địch Đan Thanh kín đáo nhìn Trương Khác, cái tên này 2 giờ sáng mới về, vậy mà không quên, dụ dỗ cô bé xinh đẹp. Địch Đan Thanh lại chuyển ảnh mắt đi chỗ khác, thong thả nhấm cà phê, may mà mình hôm qua không hồ đồ thất thân với y. Trương Khác theo lời Tôn Tĩnh Mông tới trước phòng Tô Nhất Đình, Hà Huyền đấm mạnh mấy cái rồi về phòng bắt đầu làm việc, hôm qua không kịp xử lý các thư công tác, nhưng thư của Đường Thanh và Hứa Tư vẫn phải trả lời trước, Tạ Vãn Tinh tới kiến nghiệp vào sáng nay, tránh để lộ trước mặt Địch Đan Thanh, mấy ngày tới ít tiếp xúc thì hơn, thầm nghĩ xem có cái cớ gì sai cô đi nơi khác. Công trình thư viện số còn một thời gian nữa mới hoàn thành, tra tư liệu biến thành một công việc thể lực, trừ Phó Tuấn còn lâm thời điều thêm một thư ký từ vườn sồi sang, thêm vào Trần Phi Dung đang ở thư viện giúp đỡ, 4 người bận rộn cả ngày trời, in được gần 100 bản tư liệu, do Địch Đan Thanh và Trần Phi Dung bê về, mệt thời không ra hơi.
Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy hỏi. Các cô thực sự làm thư ký cho tên đó rồi à? Số tôi nó vốn là thế. Địch Đan Thanh thở hắt ra, nhờ Tôn Tĩnh Mông bê giúp. Tôn Tĩnh Mông thuần túy nghĩ Địch Đan Thanh tới đợi Ết Đông Hải học thạc sĩ quản lý, không ai nói cho cô biết Địch Đan Thanh là trợ lý riêng cho Trương Khác. Trần Phi Dung lắc đầu. Tôi ở thư viện thấy chị Địch vất vả quá nên mới giúp một tay. Ấy, nhiều tư liệu thế à? Trương Khác nghe thấy tiếng nói chuyện đi ra, thấy hai cô gái bê tài liệu lên, nói. Cứ đặt ở trên bàn đi, tôi xuống xem. Địch Đan Thanh không hiểu Trương Khác vì sao đột nhiên một xem số tài liệu này, đặt xuống bàn, nghi hoặc nói. Đại khái xem qua, tài liệu công khai phải tới 1000 bản, chỗ này chưa tới 1/10, cậu có chắc là muốn đích thân xem hết chứ? Ngoài ra tôi có liên hệ với hai chuyên gia nghiên cứu có tiếng nhất của Sở Nghiên cứu Khoáng sản Giang Nam và Đỡ Ết Khoáng sản Kim Sơn. Nếu cần có thể trực tiếp phái xe đưa họ tới kiến nghiệp, ngoài ra có còn có chuyên gia đất hiếm đang tới thăm Đỡ Ết Đông Hải, có cần tôi đi liên hệ không? Trương Khác đẩy chồng tư liệu tới trước mặt Địch Đan Thanh. Ai bảo tôi xem hết, chị xem trước đi, tóm tắt lại viết một báo cáo hiện trường và xu thế phát triển tương lai ứng dụng khoáng sản trong nước. Còn về báo cáo là chị viết hay chuyên gia viết tôi không quan tâm, chỉ cần nhanh, đừng làm mất thời gian của tôi. Rồi lấy hai tư liệu mỏng nhất kẹp vào nách. Tôi đi ăn cơm trưa trước đây. Địch Đan Thanh đau đầu, riêng đọc chỗ tư liệu này một lượt không biết tốn bao nhiêu thời gian rồi, đừng nói viết báo cáo, căn bản không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, tên chết tiệt này rõ ràng có tật giật mình. Chị đắc tội với cậu ta à? Tôn Tĩnh Mông nghi hoặc hỏi. Sao cảm giác hai người hôm nay có gì đó không bình thường? Địch Đan Thanh không ngờ Tôn Tĩnh Mông nhìn ra, má hơi nóng lên, chớp mắt một cái đã khôi phục lại vẻ bình thường, thở dài che giấu. Ai mà biết, nói không chừng thực sự đắc tội với cậu ta ở đâu đó rồi, nhưng ai bảo cậu ta là ông chủ của tôi, có giận cũng đành nhịn, các cô giúp tôi mang tài liệu vào phòng, buổi trưa tôi mới các cô đi ăn cơm. Chương 819, buổi tọa giảng. Trương Khác theo thông lệ tới nhà ăn nhân viên ăn cơm, trước khi vào trong còn xem áp phích dán ở cửa, không chỉ một mình Chu Cẩn Tỳ giảng thuật mà là cả cuộc tọa đàm chuyên đề liên quan tới phát triển sản nghiệp vật liệu mới. Đất hiếm là một phần trọng yếu trong đó, Trương Khác xem áp phích thấy đất hiếm được tách riêng ra, chắc là sẽ có báo cáo độc lập. Nghiên cứu phát triển vật liệu mới là một phần quan trọng của cơ sở thực nghiệm vườn sồi, kỹ thuật màn hình xanh của 19 có thể nói là đột phá trọng đại của kỹ thuật vật liệu mới. Cẩm Hồ có rất nhiều nghiên cứu liên quan tới vật liệu mới. Lúc này không ai có thể ngờ được, trong thời gian 10 năm tới, do khai thác xuất khẩu mất kiểm soát, khiến tài nguyên đất hiếm trong nước tiêu hao quá nửa, khiến người trong nước đấm ngực tiếc nuối cũng đã muộn rồi. Trương Khác tới nhà ăn thì không còn sớm nữa, bên trong thưa thớt chẳng còn mấy người, Chu Cẩn Tỳ ngồi trong một góc ăn cơm với ba nam nhân trung niên, Trương Khác không nhận ra, không phải giáo sư trong viện, có vẻ thân phận không tầm thường. Trương Khác cũng chỉ nhìn một cái, tới bàn bên cửa sổ gọi thức ăn, tranh thủ xem tài liệu trong lúc đợi. Chu Cẩn Tỳ cũng liếc nhìn Trương Khác vài lượt rồi tiếp tục nói chuyện, mặc dù cách rất xa nhưng theo bản năng vẫn áp giọng xuống. Sự thay đổi nhỏ này khiến người ngồi đối diện ông ta chú ý, quay đầu nhìn Trương Khác, nghĩ đây là sinh viên trong trường, vậy mà đi vào không biết chào hỏi bọn họ, không có lễ phép, không nghĩ sâu hơn. Cho dù buổi chiều cũng có nói về đất hiếm. Nhưng Trương Khác không hứng thú với cái kiểu diễn giảng chung chung đó, thế nhưng nghĩ buổi chiều chẳng có việc gì để làm, đi nghe một chút cũng được. Ăn xong rời đi thì đám Chu Cẩn Tỳ vẫn chưa đi, thấy người ngồi đối diện Chu Cẩn Tỳ có hơi quen quen nhưng không nhận ra. Trương Khác đi tới bãi đỗ xe gần nhà ăn, ở đó có một Mercedes đeo biển Kim Sơn, một chiếc Hammer đeo biển quân khu Giang Nam, đúng là ba người trung niên kia có lai lịch không phải tầm thường. Sản lượng Hammer dân dụng rất có hạn, trong nước cực kỳ hiếm. Ở Giang Nam cũng chỉ có đám chủ mỏ thích loại xe Việt giã tính năng cực tốt này, Chu Cẩn Tỳ không hổ với câu, đàm thiếu có hồng nho, qua lại toàn quan thương. Trước khi đi nghe giảng, Trương Khác đọc hết tư liệu hiện trạng sản nghiệp đất hiếm một lượt. Bất kể Trương Khác có hận nhân phẩm Chu Cẩn Tỳ tới thấu xương ra sao cũng chẳng thay đổi được sự thực ông ta có sức hiệu triệu lớn ở Đỡ Ết Đông Hải, Trương Khác tới giảng đường thì thấy người tới nghe giảng đứng tràn cả ra hành lang. Không thấy Đỗ Phi đâu. Nhưng thấy Trần Phi Dung ngồi ở hàng thứ ba vẫy tay với y, cuối tuần cô thường kéo bạn bè cùng phòng tới nghe giảng, hơn nữa rất tích cực. Trần Phi Dung ngồi cùng bạn, Trương Khác ngồi xuống, khó tránh khỏi cơ thể dán sát vào nhau, tức thì khiến không ít ánh mắt thù hận xung quanh chiếu vào, nhất là anh chàng vốn ngồi cạnh Trần Phi Dung còn đang thầm tính cách bắt chuyện với cô. Trần Phi Dung nhường chỗ cho Trương Khác,
còn hắn ngồi im không thèm nhúc nhích, thấy Trương Khác nhảy vào giữa mình với Trần Phi Dung, mắt như có thể lột ra y. Ê, sao anh cũng tới đây thế? Có người chọc bút vào lưng, Trương Khác quay đầu lại nhìn thấy Tạ Tử Gia, lúc này trong giảng đường chen lấn nhốn nháo, vừa rồi không để ý. Cô tới nước sao tôi không tới được? Trương Khác cười với Tạ Tử Gia. Chẳng qua đây là môn ông già nhà tôi quy định, nếu không tôi đâu rảnh mà tới nghe. Tạ Tử Gia cười khoái chí. Có điều anh tới rồi, chắc thế nào cũng làm ai đó không còn dũng khí bước lên bục giảng. Tự hồ rất thích thấy Trương Khác làm Chu Cẩn Tỳ mất mặt, hoàn toàn không bận tâm tới việc đa phần Chu Cẩn Tỳ làm người phát ngôn cho lợi ích của chính thái. Trương Khác chịu thua cô gái hành động không theo lẽ thường này, Trần Phi Dung chỉ cho y thấy Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân ngồi cuối giảng đường, cũng là ba người chen nhau chỗ ngồi dành cho hai người, nhưng hiển nhiên cảm thụ kém xa so với Trương Khác. Tới giờ, Chu Cẩn Tỳ và hai trợ giở đi vào, ba nam nhân trung niên ăn trưa với ông ta cùng một giáo sư trong viện đứng với nhau ở cửa. Trợ giảng của Chu Cẩn Tỳ đi về phía Trương Khác, chẳng phải là nhận ra y, mà muốn bọn họ nhường chỗ cho khách mời. Chàng trai mặt đầy chứng cạo oán hận Trương Khác kia và ba sinh viên khác được mời ra ngoài hành lang đứng, kéo tay áo Trương Khác. Anh bạn, xin lỗi nhé. Thầy Tiểu Tô, anh gọi bác Chu tới đây xem bác ấy có mặt mũi nào mời anh bạn này ra hành lang đứng nghe bọn họ báo cáo không? Tạ Tử Gia thích thú nói với trợ giảng của Chu Cẩn Tỳ. Chu Cẩn Tỳ nhìn thấy Trương Khác ngồi trong giảng đường, lại còn bị trợ lý của mình kéo đi, vội gọi. Tiểu Tô, nghi hoặc nhìn Trương Khác một cái rồi đi, chỗ trống của anh chàng mặt trứng cá kia lập tức bị Tạ Tử Gia tí tởn nhảy lên chiếm lấy, thế là Trương Khác ngồi kẹp giữa hai cô gái xinh như mộng, số lượng ánh mắt thù hận tất nhiên tăng lên gấp đôi. Lúc này đám Chu Cẩn Tỳ mới đi vào giảng đường, trước tiên là giáo sư Thẩm Tề của viện báo cáo, nghiên cứu tính khả thi và tương lai phát triển của sản nghiệp vật liệu mới trong nước. Sản nghiệp vật liệu mới là một trong ba sản nghiệp kỹ thuật cao có giá trị nhất. Giáo sư Thẩm Tề liệt ra những chênh lệch lớn với trình độ các nước tiên tiến, mặc dù chẳng có gì mới mẻ nhưng chỉ riêng phần chỉ ra hiện trạng lạc hậu đã đủ thúc đẩy người ta phải phấn đấu tiến lên rồi. Trương Khác cảm thấy rất lạ, chuyện này sao không mời giáo sư hệ vật liệu tới phát biểu mà mời người viện thương mại tới thể hiện. Muốn đợi nghe xem Chu Cẩn Tỳ có cao kiến gì với đất hiếm nên Trương Khác không đi trước mở Pocket PC ra xem tài liệu của mình. Tạ Tử Gia chú ý thấy chiếc Pocket PC này không có tiêu chí thương hiệu. Như vậy chắc là sản phẩm mới Cẩm Hồ phát triển, lại không sử dụng kiểu bàn phím hoàn chỉnh mà dùng bàn phím kiểu DTDD. Kiểu bàn phím này làm sao mà gõ tiếng Trung được? Tâm tư Tạ Tử Gia không đặt vào báo cáo của Triệu Tề, ghé chiếc đầu nhỏ nhắn sang, ngạc nhiên hạ thấp giọng xuống hỏi. Cẩm Hồ đã phát triển kỹ thuật nhập tiếng Trung từ bàn phím rồi à? Trương Khắc cười đáp. Coi như vậy đi, có điều kỹ thuật chưa thành thục lắm, chỉ làm một cái cho tôi dùng trước. Tới tận bây giờ Cẩm Hồ cũng vẫn chưa đưa ra thêm di động mới, chẳng lẽ toàn bộ tinh lực tập trung hết cả vào đây rồi? Tạ Tử Gia khẽ vỗ đầu, hóm hỉnh hồi. Mấy ngày trước Trần Tĩnh đi tham một cuộc họp nội bộ điện tử Hoa Hạ tổ chức, Cát Kiến Đức tưởng là đem mấy con dê béo tập hợp lại với nhau là thành hổ được. Trên cuộc họp huênh hoang nó năm nay sẽ đè bẹp di động Cẩm Hồ xuống dưới chân, không biết Cẩm Hồ đưa ra kỹ thuật nhập tiếng Trung này sắc mặt bọn họ khó coi thế nào. Chiếc Y19 sử dụng kỹ thuật màn hình màu lam của Cẩm Hồ cho tới nay còn chưa có doanh nghiệp điện tử nào vượt qua được. Cẩm Hồ từ năm ngoái tới nay đã âm thầm đem lượng hàng 19 xuất gia tăng lên 4 vạn chiếc một tháng, giá bán giảm so với năm ngoái 200 đồng, còn lượng sản xuất Y08 đã hơn 20 vạn. Tạ Tử Gia dám khẳng định cùng với việc kỹ thuật của Cẩm Hồ ngày càng hoàn thiện, riêng 19 mỗi tháng có thể đem về cho Cẩm Hồ hơn 100 triệu lãi ròng, nếu Cẩm Hồ lại đưa ra di động nhập tiếng Trung đầu tiên. Hoa Hạ muốn dùng di động trong nước đè bẹp Cẩm Hồ đúng là nằm mơ giữa ban ngày, có khi ở thị trường cao cấp, Cẩm Hồ còn có thể làm lay động địa vị của Motorola và Ericsson. Nhìn chiếc Pocket PC trong tay Trương Khác, Tạ Tử Gia thèm khát vô cùng, để tiện nói chuyện với Trương Khác, đầu còn cố gắng ghé sát vào mặt Trương Khác hết mức có thể, con người long lanh như hắc bảo thạch đảo qua đảo lại trên mặt Trương Khác và chiếc Pocket PC, dáng vẻ như đôi tình nhân đang tình tứ trong lớp hoàn toàn ngó lơ giáo viên trên bục giảng. Chương 820, tức hộc máu. Đương nhiên giáo viên nào trên bục giảng nhìn thấy cảnh này cũng sôi máu, có điều Thẩm Tề nhận ra Tạ Tử Gia là tiểu công chúa của tập đoàn chính thái, giận thì cũng chỉ cố nuốt vào bụng, ông ta không nhận ra Trương Khác, nhưng đương nhiên nghe tới cái tên này rồi, cứ thắc mắc kẻ này là ai mà lọt vào mắt xanh của tiểu công chúa Tạ Gia.
Chu Cẩn Tỳ cũng chú ý tới hành động của Tạ Tử Gia và Trương Khác, tỏ ra khá xấu hổ. Chu Cẩn Tỳ làm sao biết được trong đôi mắt khao khát tha thiết kia của Tạ Tử Gia chỉ có mỗi cái pocket PC màu trắng tinh xảo thanh lịch, cứ nghĩ cô đang nhìn Trương Khác, trong lòng chấn kinh, nếu tiểu ma đầu mà Tạ Gia không ai hàng phục nổi này này sinh tình cảm với tiểu sát tinh Trương Khác, há chẳng phải là sự nhạo báng cực lớn. Người trung niên bên cạnh cũng chú ý tới thanh niên gặp lúc ăn trưa, trong giảng đường mà còn tán tỉnh gái mú, đúng là thứ vô phép vô tắc vô giáo dục. Tên trợ lý của Chu Cẩn Tỳ thì lại càng nhìn Trương Khác với ánh mắt tràn ngập thù địch. Tạ Tử Gia không hề biết, mà cho dù có biết cũng chẳng thèm để ý, chỉ chiếc pocket PC, giọng ngọt xớt. Cho tôi dùng một chút được không? Trương Khác đưa qua, còn ghé đầu tới dạy Tạ Tử Gia cách thao tác, Trần Phi Dung cũng bị chú ý sang. Đại khái là bên trên giảng giải hơi chán, nghe Trương Khác nhỏ giọng giảng giải cho Tạ Tử Gia. Tạ Tử Gia quan tâm tới thao tác cách nhập tiếng Trung từ bàn phím, với trí thông minh của cô thật ra liếc nhìn Trương Khác thao tác là biết rồi, chuyên tâm vào chơi, căn bản chẳng nghe thấy Trương Khác nói gì, ngay cả Chu Cẩn Tỳ lên báo cáo cũng chẳng hay biết. Phát biểu của Chu Cẩn Tỳ không giới hạn trong phạm vi vật liệu đất hiếm, mà ngay từ đầu đã mở rộng ra toàn bộ vấn đề phát triển sản nghiệp đất hiếm. Sự chú ý của Trương Khác ngay lập tức bị thu hút, vì báo cáo của Chu Cẩn Tỳ rất phù hợp với xu thế phát triển sản nghiệp đất hiếm 10 năm tiếp, quyền khai thác buông lỏng cho địa phương, cho phép đầu tư cá nhân tham gia, xúc tiến cạnh tranh thị trường, nới lỏng hạn ngạch xuất khẩu, lợi dụng ưu thế tài nguyên đất hấp, thành lập cơ sở vật liệu đất hiếm lớn nhất thế giới, giảm thiểu trưng thu thuế tài nguyên khoáng sản, xúc tiến sản phẩm đất hiếm trong nước tham gia cạnh tranh thị trường quốc tế, nhưng điều này có lợi cho việc Trung Quốc tham gia đàm phán gia nhập WTO. Nghe những điều này Trương Khác hoài nghi Chu Cẩn Tỳ thực tế đã tham gia hoạch định chính sách sản nghiệp đất hiếm quốc gia, chính sách nới lỏng này, biến đất hiếm thứ tài nguyên giá trại kinh tế quân sự cực cao sau này thành thứ vật liệu giá rẻ chảy sang Nhật Hàn. Trương Khác cực kỳ hoài nghi nhìn Chu Cẩn Tỳ và ba tên nam nhân trung niên, mặc dù đại đa số tài nguyên đất hiếm tập trung ở Bạch Vân Ngạn Bắc Mông Cổ, nhưng thứ đất hiếm có giá trị cao nhất lại nằm ở xung quanh Trương Châu. Tạ Tử Gia không biết Trương Khác đang nghĩ gì. Cô đưa chiếc pocket PC cho Trương Khác, y cũng không để ý, định đút vào túi thì bị Tạ Tử Gia ngăn lại, chỉ vào màn hình, thì ra trên đó có hàng chữ, Cẩm Hồ định một mình hưởng kỹ thuật bàn phím nhập tiếng Trung hay là có khả năng chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác. Vừa rồi toàn bộ linh hồn thể xác của Tạ Tử Gia đều tập trung vào đó, tất nhiên có thể nhìn ra giá trị thị trường của nó, cô lo Cẩm Hồ vì muốn tiến một bước mở rộng địa vị ở thị trường di động nội địa mà dùng kỹ thuật này một mình. Từ tháng 10 năm ngoái, số người đăng ký dùng di động trong nước đột phá 10 triệu, nghiệp vụ thông tin di động bùng nổ, cho tới nay số hộ đăng ký dùng di động đã trên 300 vạn, mỗi tháng số đăng ký mới trên 100 vạn, không hề ảnh hưởng bởi nguy cơ châu Á. Trung Quốc mất gần 10 năm để có được 10 triệu thuê bao di động, vậy mà bây giờ chỉ cần một năm có được con số đó, đủ biết sản nghiệp này phát triển thế nào. Đem so với khu vực Âu Mỹ thì quy mô này vẫn hơi nhỏ, nhưng không một ai dám xem thường tiềm lực của nó. Chính vì tiềm lực này mà hai năm qua doanh nghiệp di động hải ngoại đua nhau kéo vào Trung Quốc. Năm 97, Ericsson với GS398 giao diện tiếng Trung đã kéo Motorola xuống khỏi ngôi báu, đồng thời làm các doanh nghiệp nước ngoài thăng cấp cạnh tranh ở thị trường trong nước. Nhân cơ hội doanh nghiệp ngoại đấu nhau, 19 của Cẩm Hồ với ưu thế thị trường, thương hiệu và kiểu dáng thiết kế đã vươn lên chiếm 14% thị phần di động trong nước, thành thương hiệu thứ đứng sau Ericsson, Motorola, Nokia. Còn Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng thêm cả Cao Khoa KV cộng lại chỉ chiếm chưa tới 6%, từ đó có thể thấy lượng tiêu thụ mỗi tháng 1 vạn chiếc di động của Cao Khoa KV đáng quý thế nào. Đem so với lịch sử từng phát sinh, năm 98 di động trong nước chiếm có 3%, có thể nói lịch sử đã hoàn toàn thay đổi. Ngược lại thương hiệu di động của Nhật Hàn tiến vào trong nước có hơi muộn, cho tới đầu năm nay Samsung mới đưa ra chiếc di động đầu tiên. Đối với kỹ thuật bàn phím nhập tiếng Trung, Trương Khác chẳng muốn của mình quý, dù muốn gây chút rắc rối cho Hoa Hạ, nhưng tầm nhìn của Cẩm Hồ đã đặt lên cuộc cạnh tranh hải ngoại rồi. Motorola, Ericsson nhanh chóng đưa kỹ thuật này từ hải ngoại vào. Điều Trương Khác muốn không phải là di động ái đạt chiếm bao nhiêu thị phần, mà mức độ phổ cập của kỹ thuật Cẩm Hồ, cho dù Motorola, Ericsson chịu hạ mình tới mua kỹ thuật của Cẩm Hồ thì Trương Khác cũng không từ chối, chỉ là trì hoãn thêm một thời gian. Trương Khác cũng nhập vào màn hình trả lời. Có hứng thú thì có thể bàn ngay bây giờ, dù là Hoa Hạ, chúng tôi cũng không từ chối. Thật sao? Đôi mắt đen nhánh của Tạ Tử Gia nhìn y chằm chằm, Cao Khoa KV nếu dẫn tiến kỹ thuật này,
đưa ra sản phẩm trước Hoa Hạ một bước sẽ là ưu thế lớn thế nào. Tạ Tử Gia quá mừng rỡ, bất giác giọng to lên, dù cũng chẳng phải là quá to, nhưng trong lúc tất cả im lặng nghe Chu Cẩn Tỷ báo cáo liền trở nên rõ quá mức. Tất cả người trong giảng đường đều đổ mắt về phía đó, nhìn một cái là tức không chỗ phát tiết. Tạ Tử Gia vóc người thanh mảnh, mặt xinh tươi, là mỹ nữ hiếm thấy của Đờ Ết Đông Hải, đôi mắt linh động, chan chứa tình cảm, nhìn Trương Khác. Trần Phi Dung cũng đang chống cằm đầy hứng thú nhìn Trương Khác nhập ký tự vào màn hình, hai người vốn đã kề sát nhau, lúc này trông càng thân thiết quá đáng. Tạ Tử Gia đã đành đi, Trần Phi Dung sớm được phong là Hoa Khôi Đại học Đông Hải kế nhiệm Giang Đại Nhi rồi, trong giảng đường có quá nửa số thanh niên thầm ái mộ cô, cũng có số ít nhận ra Trương Khác chính là cái tên suốt ngày xuất hiện bên Trần Phi Dung ở thư viện. Lúc này trong giảng đường y lại công khai, trái ôm phải ấp, làm sao bọn họ chịu đựng nổi. Chu Cẩn Tỳ không đơn giản hiểu lầm Tạ Tử Gia và Trương Khác công khai tình tứ trong giảng đường, ông ta cũng chú ý cái máy mà hai người truyền tay nhau, đoán là sản phẩm mới của Cẩm Hồ, chỉ là không biết sao lại làm Tạ Tử Gia mừng ra mặt như vậy, cau mày lại. Tên trợ giảng trông thấy vậy cứ tưởng ông ta bất mãn với biểu hiện của ba người họ, làm bộ làm tịch đẩy mắt kính lên, đi tới Trương Khác giáo huấn. Cậu không muốn nghe giảng thì ra ngoài, đừng có ảnh hưởng tới người khác. Hoàn toàn đổ hết tội của Tạ Tử Gia lên đầu y. Trương Khác nghe giọng điệu của Chu Cẩn Tỳ vốn đã đầy bụng bất mãn, thậm chí hoài nghi 10 năm kiến người ta đấm ngực hối hận của sản nghiệp đất hiếm trong nước là do quan điểm của lão già này gây ra, sớm đã chẳng muốn nghe ông ta lải nhải. Lúc này tên trợ giảng lại như con chó điên chạy tới lên giọng giáo huấn, lạnh lùng nói. Loại lời phát biểu này nghe làm cái gì? Y cực hận Chu Cẩn Tỳ, muốn kích lão ta một phát, nên khi nói lời này với Trần Phi Dung chẳng hề áp giọng xuống, cực kỳ chướng tai. Chu Cẩn Tỳ cho dù có tự lừa mình lừa người đến đâu cũng chẳng thể vờ như không hề nghe thấy, đứng trên bục giảng nhìn Trương Khác cực kỳ khó chịu. Trương Khác chẳng thèm bận tâm tâm tình của Chu Cẩn Tỳ tốt hay xấu. Bảo Tạ Tử Gia nhường chỗ cho y và Trần Phi Dung, Tạ Tử Gia cũng hoàn toàn chỉ còn để ý tới kỹ thuật nhập tiếng Trung, chẳng nghĩ nhiều, cũng chẳng chiếu cố tới thể diện của Chu Cẩn Tỳ, đứng lên đi trước. Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân thấy thế cũng bỏ đi, gây ra náo động nhỏ ở phía sau giảng đường. Anh bạn kia, nghe khẩu khí của cậu tựa hồ có cao kiến khác về sản nghiệp đất hiếm. Chu Cẩn Tỳ mặt tối đen không nhịn nổi, trước kia Trương Khác và hai cô gái ra tới cửa liền gọi lại. Hỏi ý kiến của tôi à? Trương Khác quay lại nhìn Chu Cẩn Tỳ, lại nhìn đám sinh viên nghe giảng đang nhìn mình cực kỳ bất thiện, mí mắt hạ xuống nhìn mũi chân vài giây rồi lại ngẩng lên. Ông cho rằng tôi cố ý phá đám chứ gì? Rồi đi thẳng lên bục giảng, chỉ người phía dưới hỏi ông ta. Tôi không có cao kiến gì, nhưng ông có dũng khí giảng giải sự phát triển sản nghiệp đất hiếm trước 400 con người này, hẳn phải có hiểu biết cực sâu về hiện trạng sản nghiệp đất hiếm trong nước, tôi có mấy câu muốn hỏi ông đây. Mặc dù có rất nhiều người đố kỵ hành vi, trái ôm phải ấp, của Trương Khác, nhưng thấy y đứng lên phá đám lại hết sức mong đợi, đó chính là văn hóa, ưa náo nhiệt, của người trong nước. Đám Đỗ Phi đứng ngoài giảng đường không để lỡ thời cơ kích động xung quanh gieo hò hùa theo, Chu Cẩn Tỳ mặt ngày càng khó coi, không ngờ nhất thời mất bình tĩnh để bản thân rơi vào cảnh bị động này, đương nhiên ông ta không tin Trương Khác có kiến giải sâu sắc về chuyện này, vẫn điềm đạm nói. Khi tôi giảng giải rất thích phía dưới đưa ra câu hỏi. Tuy chưa tới thời gian ra câu hỏi, nhưng cậu tự nói xem. Ông kiến nghị buông lỏng quyền khai khoáng cho địa phương, khai thác đất hiếm và tinh luyện cho phép tư bản tư nhân tiến vào, cũng cho phép nước ngoài tiến vào lĩnh vực công nghiệp gia công sâu hơn về vật liệu đất hiếm. Dù hiện giờ nhà nước còn chưa mở cửa cho xí nghiệp tư, nhưng chính phủ địa phương và tư nhân cấu kết khai thác trộm đất hiếm đã nghiêm trọng tới mức nào ông biết hay không hả? Trương Khắc nghiêm mặt đưa một ngón tay ra. Lấy Trương Châu làm ví dụ. Trương Châu chỉ có 4 tấm giấy cho phép khai thác đất hiếm, sản lượng mỗi năm giới hạn ở 1.000 tấn, nhưng đất hiếm từ Trương Châu mỗi năm chảy vào thị trường tới tận 8.000 tấn. Kiến nghị của ông chẳng qua biến hành vi gian thương và tham quan câu kết từ phi pháp biến thành hợp pháp mà thôi. Ừ thì nếu có lợi cho kinh tế địa phương thì cũng nên ủng hộ, nhưng tôi hỏi ông hiểu được tình hình khai thác đất hiếm được bao nhiêu? Ông có biết Trương Châu tách được 1 tấn đất hiếm cần bao nhiêu tấn đất khoáng không? Thấy ánh mắt Chu Cẩn Tỳ né tránh. Trương Khác càng giận dữ, không chút nể nang nói. Vậy tôi nói cho ông biết, để được 1 tấn đất hiếm họ cần 1.000 tấn đất khoáng, trong đó còn lãng phí mất 70% vì công nghệ khai thác lạc hậu. Những xí nghiệp khai thác trộm kia bỏ chi phí cực thấp, chủ yếu là trả tiền lương rẻ mạt cho công nhân, ít dầu mỡ máy móc,
nhưng mỗi tấn tinh khoáng có thể bán ra thị trường quốc tế 8, 10 vạn đồng, nhưng số tiền này hoàn toàn không xuất hiện trên sổ sách kinh tế địa phương. Còn 1.000 tấn đất khoáng bị khai thác kia thực sự làm thảm thực vật trên đó bị phá hủy hoàn toàn, đó chưa phải là hậu quả nghiêm trọng nhất. Buông một tiếng thở dài. Nghiêm trọng nhất là số đất đai bị ô nhiễm sau khi trải qua quá trình tách lọc kém chất lượng không được xử lý vứt bỏ ở ngoài trời, tiếp tục làm ô nhiễm lan tới nước ngầm, hậu quả ai chịu? Là người dân, còn tiền có vào túi địa phương không? Không, nó chảy hết vào túi một số cá nhân. Rồi giọng trở nên đanh thép. Nếu làm như ông nói, thả lỏng cho cạnh tranh thị trường, sẽ khiến việc khai thác càng thêm quá đà, giá giảm suất, đầu tư môi trường càng ngó lơ. Khi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào, càng xúc tiến việc khai thác lãng phí này diễn ra trên quy mô lớn hơn mà thôi. Chu Cẩn Tỳ lúc này mới thực sự hiểu gọi Trương Khác lại là chuốc nhục vào thân, mặt hết xanh lại trắng, nhưng ông ta làm việc trái lòng chẳng thể nói lại phản bác. Trương Khác không buông tha, tiếp tục nói. Ông là học giả có tiếng trong nước, chẳng lẽ ông không tưởng tượng ra nếu quốc gia làm theo kiến nghị của ông sẽ gây ra hậu quả như thế nào à? Nếu như ông không nghĩ ra, được, tôi nói cho ông biết. Đất hiếm quý giá của quốc gia sẽ bị nước ngoài mua với giá chẳng đắt hơn bùn đất bao nhiêu, còn trong nước ngoài béo đám chủ mỏ tư kia ra, thì môi trường bị hủy hoại, tài nguyên bị thất thoát. Ông không nghĩ tới hậu quả hay là nghĩ tới nhưng nghĩ bất kể hậu quả ra sao đều không quan hệ đến ông. Phía dưới lặng ngắt như tờ, chưa một ai được thấy một sinh viên dùng lời lẽ sắc bén, không chút nương tình nào như thế với một giáo sư, một học giả ngay trên bục giảng. Là người nghe cho nên thông tin tiếp xúc được. Tình hình trước mắt làm bọn họ không phân biệt được thật giả ra sao, nhưng Chu Cẩn Tỳ bị Trương Khác nói cứng họng là điều không thể chối cãi. Có người cảm thấy lời của Trương Khác làm nhiệt huyết sục sôi, có người thấy y không biết trời cao đất dày, còn đám Đỗ Phi đứng ở ngoài dẫn đầu vỗ tay reo hò. Cậu! Chu Cẩn Tỳ cảm thấy có cái gì đó nghẹn ở lồng ngực, máu cuộn lên ngực rồi ứ lại ở đó, tay chỉ mặt Trương Khác mà không nói được câu nào. Ông có dám đặt tay lên ngực mà nói với hơn 400 người nghe phía dưới quan điểm vừa rồi ông đề xuất là quan sát và suy nghĩ độc lập của ông, chứ không phải nhận tiền từ tập đoàn nào đó không? Ông chỉ mặt tôi cũng vô ích, tôi không phải người dễ bị ông lừa gạt, tôi còn có lương tri mới đứng lên chỉ ra lời nói của lông mà suy tính bất lương ra sao? Trương Khắc cười lạnh. Khi ông đứng trước bục giảng, ông nên nghĩ phải xứng đáng với lập trường, trách nhiệm và lương tri của một học giả nổi tiếng. Chứ không phải kẻ phát ngôn là chó săn của giai tầng lợi ích nào đó. Nhìn thấy gân cổ Chu Cẩn Tỳ nổ hết lên, huyết mạch căng phồng, Trương Khác không nói thêm nữa, quay người đi ra ngoài. Cậu là người khoa nào, kẻ nào sai cậu nói những lời lăng nhăng này? Tên trợ giảng lúc này mới tỉnh ra, thấy phải hả giận cho Chu Cẩn Tỳ. Tôi nói lăng nhăng. Trương Khác khinh miệt nhìn tên trợ giảng họ Tô. Anh có tư cách gì bảo tôi nói lăng nhăng? Bỏ qua được cho người ta thì nên bỏ qua đi, anh bạn, cậu ăn nói khắc bạc như vậy có lợi gì cho cậu không? Tên trung niên luôn thấy Trương Khác vô lễ lúc này không nhịn được lên tiếng giáo huấn, giọng mang đầy vẻ uy hiếp. Ồ, Trương Khác mày dựng ngược, nhìn kẻ mà y luôn thấy quen quen. Phải nói thế nào mới có lợi, nói như vị học giả nổi tiếng trên kia chứ gì? Quay đầu lại nhìn Chu Cẩn Tỳ, vừa vặn thấy lão ta loạng choạng ngã xuống. Chu Cẩn Tỳ ngất xỉu. Trong giảng đường tức thì như ong vỡ tổ, Thẩm Tề và tên trợ giảng chạy tới đỡ Chu Cẩn Tỳ đã bất tỉnh nhân sự, chán va vào bục giảng chảy máu lên, tên ba trung niên kia cũng vội vàng chạy tới. Trương Khác giang tay tỏ vẻ vô tội, y cũng không ngờ năng lực chịu đựng tâm lý của ông ta kém như thế, nhìn khóe miệng ông ta có vết máu, đại khái là tức tới hộc máu rồi, nhưng ngụm máu này vào bụng. Nhân lúc hỗn loạn Trương Khác kéo tay Trần Phi Dung rời giảng đường, đám Đỗ Phi cũng chạy theo tụ họp. Đỗ Phi nhìn thấy Tạ Tử Gia vẫn theo sau Trương Khác, lấy làm lạ hỏi. Cô không hận Trương Khác tới tận xương sao? Tại sao tôi phải hận, vì Trương Khác nói cho kẻ nào đó hộc máu mất xỉu sao? Tạ Tử Gia nghênh mặt lên, cứ như Đỗ Phi hỏi một câu rất thiểu năng, giải thích thêm. Ông ta vốn thẹn với lương tâm, nên mới bị nói cho cứng họng. À, sao anh biết những thứ đó? Chương 821, giá trị của đất hiếm. Ông ta đúng là gặp vận không may, mấy ngày vừa qua tôi nghiên cứu tài liệu sản nghiệp đất hiếm. Trương Khác cười khẩy. Nếu chẳng phải nhìn thấy đề tài tọa giảng có liên quan tới đất hiếm, tôi chẳng tới góp vui, tôi đã đi rồi, ông ta còn cố kéo tôi lại, đương nhiên tôi chẳng khách khí. Tạ Tử Gia cười hết sức vô tâm, nhìn chiếc pocket PC để trong túi áo Trương Khác. Chuyện này tôi sẽ bảo Trần Tĩnh, anh hy vọng Trần Tĩnh tới tìm anh hay tìm Đinh Hòe.
tùy tiện, tìm ai cũng được, mà tìm tôi cũng chẳng làm được việc gì. Trương Khắc nhún vai. Lúc này đã là hoàng hôn rồi, cuối tuần có rất nhiều sinh viên tới giảng đường ôn bài đang trở về, ngạc nhiên nhìn Chu Cẩn Tỳ được người ta khiêng đi, tới lúc này vẫn chưa tỉnh, đám người kia cũng không để ý tới đám Trương Khắc đứng một góc xem trò hay. Tạ Tử Gia giang tay nói. Tôi đi trước đây, nếu bị ba tôi biết lúc này tôi còn lêu lổng với anh, thế nào cũng bị giáo huấn một bài. Chẳng phải là sợ mắng, mà không muốn nghe lại nhải rác tai. Thời Học Bân lúc này mới nói. Đúng sai thế nào thì tôi chưa rõ, nhưng tôi dám khẳng định ân oán của cậu với Chu Cẩn Tỳ không nhỏ, nếu không đã chẳng làm ông ta bẽ mặt như thế. Nói là thù sâu như biển cũng không quá. Trương Khắc cười nhạt, không biết Tạ Vãn Tình nghe nói lão già này tức hộc máu sẽ có tâm trạng gì, dù sao cũng giúp cô hả giận rồi. Đám Trương Khắc xuống thang tìm chỗ ăn tối, không chú ý Thôi Úc Mạn theo đằng sau. Đó chính là học sinh lưu manh mà cô nói đấy à? Không ngờ lừa được Hoa Khôi Trường rồi. Tôi thấy cậu ta nói có lý đấy chứ, mặc dù lời lẽ hơi khắc bạc một chút. Bạn của Thôi Úc Mạn nhìn theo đám Trương Khắc nói. Có điều cậu ta rắc rối rồi, thế nào cũng có kẻ cáo trạng tới tận Việt, không buông tha cho cậu ta. Cô nói xem bọn họ sẽ xử lý cậu ta ra sao? Làm sao tôi biết được? Thôi Úc Mạn lắc đầu. Sinh viên gây rối trật tự trong giảng đường làm giáo sư chủ giảng tức tới hộc máu, chẳng phải chuyện nhỏ phất tay một cái là xong. Trương Khắc mặc dù rất ít khi xuất hiện ở lớp học, nhưng không có nghĩa là không ai nhận ra y, Trương Khắc vốn nổi danh là cái gai của Viện Thương mại Quốc tế, lại suốt ngày ở bên Hoa Khôi Trần Phi Dung, nên danh tiếng lớn hơn sự tưởng tượng của chính bản thân y nhiều. Thôi Úc Mạn trở về văn phòng thì nhận được điện thoại của tên trợ giảng. Khóa cô sao có loại sinh viên như thế? Chưa nói trước kia gian lận thi cử, giờ lại chạy tới buổi tọa giảng của giáo sư Chu phá đám, công khai làm nhục giáo sư Chu, khiến ông ấy ngất xỉu tại chỗ. Giáo sư Chu là học giả kinh tế nổi tiếng trong nước, cô có biết hậu quả của sự kiện này nghiêm trọng thế nào không? Loại sinh viên này có khai trừ cả trăm lần cũng không quá, cô phải nghiêm túc suy nghĩ kiến nghị của tôi. Tùy tiện một câu nói của anh là khai trừ một sinh viên sao, xin hỏi anh là ai đấy? Viện trưởng Thôi à? Sao tôi không nghe ra giọng của viện trưởng Thôi? Giọng của Thôi Úc Mạn cũng chẳng ôn hòa, nói một câu chặn đứng tên trợ lý, có điều Trương Khắc mắng Chu Cẩn Tỳ là chó săn, nói thế nào cũng có chút quá đáng. Nhưng không thể vì loại nguyên nhân này mà khai trừ Trương Khắc, mặc dù cô muốn đá đít Trương Khắc khỏi đỡ ết Đông Hải hơn bất kỳ ai, nhưng mượn việc công báo thủ tư không phải là phong cách của cô, và lại cô cũng thấy Trương Khắc nói rất có lý. Thôi Úc Mạn nghĩ bên phía Chu Cẩn Tỳ nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Nói không chừng đã cáo trạng tới chỗ Thôi Quốc Hằng, có điều Thôi Quốc Hằng rõ ràng bảo vệ tên hoàn khố đó, nói không chừng đã bị hủ bại rồi, nghĩ thế liền gọi điện tới Bắc Kinh. Anh, giờ anh thăng quan phát tài rồi, không thèm quan tâm tới em gái sống chết nữa à? Em đúng là ăn cắp lại la làng, một năm qua em gọi cho anh mấy cú điện thoại, em gọi cho anh mấy cú, anh ghi rõ cả đấy. Thôi Úc Hằng vừa điều từ hải ngoại về nước, đùa với em gái. Chắc chắn là có chuyện mới chủ động gọi điện cho anh, nói đi, có chuyện gì? Thật đúng là, em máu lạnh như vậy à? Thôi Úc Mạn làm nũng với anh trai. Em nhớ anh mà, chẳng qua là vừa vặn có chuyện muốn hỏi thôi. Trường em có một sinh viên tranh luận với giáo sư vấn đề sản nghiệp đất hiếm, em không rõ quan điểm của ai chính xác, anh vào Nam ra Bắc kiến thức nhiều, em muốn nghe xem anh có cái nhìn thế nào. Đất hiếm là cách gọi chung của 17 loại kim loại. Còn chia ra gọi là đất hiếm nặng và đất hiếm nhẹ, có ứng dụng rộng rãi ở điện tử, quân sự, vật liệu mới. Với trình độ khoa học trong nước hiện nay chưa hiểu tầm quan trọng của nó, có thể nói nó là thứ nguyên liệu công không thể thiếu trong ngành khoa học kỹ thuật cao, khoa học càng phát triển thì nhu cầu càng cao. Tới lúc đó khả năng là từ tiểu học đám nhóc đã được chút vào đầu tư tưởng đất hiếm là tài nguyên quan trọng thế nào. Trương Khắc và đám Đỗ Phi, Trần Phi Dung tới nhà ăn, vì những người kia kiến thức về đất hiếm ít tới đáng thương. Y đành phải đảm nhận vai trò giảng viên, giảng giải cho bọn họ giá trị chiến lược của đất hiếm. Năm 92, Đặng Công có nói một câu, Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có đất hiếm, đủ biết tầm quan trọng của nó. Nếu như Trung Đông có thể lập nên một chính phủ đủ mạnh, thì sẽ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, nhưng hiện nay bọn họ chỉ có thể gọi là giàu mà không thể gọi là mạnh, còn thi thoảng lại nổ ra chiến tranh, quá nửa nguyên nhân là do nhân tố đứng sau thúc đẩy, nói thế đã hiểu giá trị chiến lược của đất hiếm chưa? Trương Khắc cũng chỉ có thể nói qua loa vậy thôi, chi tiết hơn phải đợi Địch Đan Thanh đưa ra báo cáo chi tiết, ăn tối xong Trương Khắc về chung cư trước,
trên đường đi gọi điện cho Tạ Vãn Tình kể chuyện xảy ra hồi chiều. Coi như giúp chị hả giận, nếu không phải ông ta tự nộp mạng em cũng không có cơ hội này, ông ta lúc nào cũng nấp đằng sau thao túng. Tạ Vãn Tình cười hỏi. Không có rắc rối gì chứ, dù sao nhìn thế nào cũng không giống học sinh ngoan. Chưa rõ, nhưng chắc ông ta không có mặt mũi nào mà đi cáo trạng đâu. Chu Cẩn Tỳ chỉ đành nuốt cả răng và máu vào bụng thôi, song Trương Khác không hề biết tên trợ giảng đã tự ý đi cáo trạng trước, kỳ thực y mong chuyện càng dùm beng càng tốt, càng ảnh hưởng càng tốt, thế mới khiến nhiều người chú ý. Cậu gọi điện cho ai suốt nãy giờ thế hả? Trương Khác đi tới trước chung cư thì thấy Địch Đan Thanh hấp tấp chạy tới. À, nói chuyện với chị Vãn Tình. Trương Khác chỉ vào điện thoại. Có chuyện gì gấp thế? Lục Văn Phu gọi điện cho cậu không được liền gọi cho Phó Tuấn. Phó Tuấn thông báo cho tôi còn anh ấy đi tới trường học tìm cậu rồi. Tỉnh trưởng Lý tìm cậu đấy. Đám Trương Khác ăn cơm hơi sớm, lúc này mới tới giờ cơm tối, chắc Lý Viễn Hồ mời ăn cơm đây, Trương Khác xoa bụng. Tiếc quá, vừa nick no bụng. Lâu lắm rồi không gặp riêng Lý Viễn Hồ, dù cuối năm ngoái vì chuyện gian lận mà Lý Viễn Hồ có bày tỏ thiện ý, nhưng về sau không có cơ hội gặp mặt, lần này hiếm có được ông ta mời, Trương Khác đương nhiên không dám chậm trễ. Chỉ không biết ông ta đột nhiên tìm mình có việc gì. Làm cho một vị học giả có tiếng trong nước tức hộc máu không phải là chuyện đáng tuyên dương đâu đấy. Vừa gặp mặt Lý Viễn Hồ đã phê bình. À, Trương Khác gái đầu, nhìn Lý Viễn Hồ mỉm cười không hề có ý trách móc, cũng cười. Tin tức truyền nhanh thật, lúc đó tôi chỉ nói cho sướng miệng, về sau nhìn thấy ông ấy như vậy liền hối hận, lòng rất áy náy, còn muốn kiếm cơ hội tới nhà xin lỗi. Trong phòng bao chỉ có thêm Lục Văn Phu và Địch Đan Thanh tổng cộng 4 người, những người khác đều đã bị ngăn ở ngoài. Chương 822, Chiến lược quốc gia. Lục Văn Phu nghĩ, y mà tới nhà xin lỗi chắc Chu Cẩn Tỳ hộc máu lần nữa, bảo cho y biết rằng chuyện do Thôi Quốc Hằng kể, nói Trương Khác ngay trước mặt 400 sinh viên công khai mắng Chu Cẩn Tỳ là người phát ngôn, là chó săn cho giai tầng lợi ích, là kẻ chỉ biết tiền không có lập trường, khiến Chu Cẩn Tỳ tức hộc máu. Chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Ít nhất rất nhiều giáo viên trong viện nổi giận, không tôn trọng giáo viên là kỵ húy lớn nhất của bọn họ, đúng sai không cần biết. Thôi Quốc Hằng là người thông minh, liền nói với Lục Văn Phu. Giờ Trương Khác mới biết chuyện đã đưa lên viện, vậy chắc chắn có kẻ đã làm trái ý Chu Cẩn Tỳ, nếu không với bản tính của ông ta chắc chắn nuốt hận vào bụng tìm cơ hội trả thù, thế là chuyện tới tai Lý Viễn Hồ. Tỉnh Đông Hải không có sản nghiệp đất hiếm quy mô, hiếm khi có cơ hội tốt, tối lại không phải đi xã giao, liền hẹn Trương Khác. Trừ đề tài đất hiếm ra còn có rất nhiều việc để trao đổi, và lại tham vọng chính trị của Lý Viễn Hồ không chỉ giới hạn ở tỉnh Đông Hải. Đây hẳn là đề tài mà ban đất hiếm quốc phụ viện ủy thác cho Chu Cẩn Tỳ, khả năng không chỉ có một mình ông ta. Lý Viễn Hồ giới thiệu bối cảnh sâu hơn. TW đang tăng cường đàm phán gia nhập WTO, mở cửa khai thác đất hiếm chính là điều kiện của một số thành viên WTO, cho nên mới có đề tài này. Tư liệu mà Trương Khác thu thập được tất nhiên không tiếp cận với thông tin thế này, lời của Lý Viễn Hồ vừa vặn chứng minh Chu Cẩn Tỳ là nhân vật quan trọng ảnh hưởng tới sản nghiệp đất hiếm, xem ra hôm nay vào mặt ông ta trước bao người như vậy là đúng rồi, phải tỏ thái độ đối đầu quyết liệt ông ta mới không dám tùy tiện đưa quan điểm này lên quốc vụ viện, chuyện mới có cơ xoay chuyển. Lý Viễn Hồ đương nhiên cũng tò mò vì sao Trương Khác có thái độ cứng rắn như vậy, nói xong liền đợi y giải thích. Ở đây tôi cũng không nói tới vấn đề phá hỏng sinh thái gì cả, không chỉ đất hiếm, mà các loại kim loại khác, viện nghiên cứu của Cẩm Hồ đưa ra dự đoán sẽ có ứng dụng lớn trong tương lai. Đương nhiên những kỹ thuật liên quan có khi phải cần 8, 10 năm mới thành thục được, nhưng xét một chính sách, chẳng lẽ tầm nhìn của chúng ta không nên nhìn tới 10 năm thậm chí xa hơn nữa? Trương Khác trước tiên là giải thích từ góc độ lợi ích của Cẩm Hồ. Ngoài ra, kỹ thuật LCD mà số ít quốc gia như Nhật Hàn đang sở hữu sẽ lưu hành trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi dự đoán loại kỹ thuật này sử dụng một thứ kim loại mà nước ta chiếm trữ lượng tuyệt đối. Thứ kim loại này trừ ứng dụng ít ở kỹ thuật quân sự cao cấp, còn công nghiệp dân dụng dùng rất ít, cho nên giá khá rẻ. Nếu chúng tôi dự đoán không sai, khi màn hình LCD này được phổ biến, nhu cầu với đất hiếm sẽ tăng vọt. Hiện nay giá xuất khẩu của nó chẳng khác gì đem châu báu bán với giá rác rưởi. Tôi đang tính xin các ban ngành liên quan cho Cẩm Hồ dùng tài chính dự trữ loại đất hiếm này. Nếu có khả năng, Cẩm Hồ thậm chí mong khống chế con đường xuất khẩu nó, làm lợi thế trọng yếu sau này đối chọi với các xí nghiệp điện tử Nhật Hàn. Lý Viễn Hồ với vấn đề kỹ thuật không hiểu lắm, nhưng Trương Khác có thể nói thấu triệt với mình chiến lược lâu dài của Cẩm Hồ làm ông ta rất hài lòng.
có một số việc đúng là cần ở phía dưới phản ảnh lên, một vài học giả bị ảnh hưởng của đoàn thể lợi ích, không có được suy nghĩ độc lập, thái độ chính trị đúng mực. Trương Khắc lại nói, chúng ta có lòng tin đất nước sẽ giữ được mức tăng trưởng cao tốc trong vòng 10, 20 năm, nhưng chỉ nhăm nhăm vào con số 8% đó thì 10 năm sau chúng ta sẽ thành nước nhu cầu về dầu mỏ, khoáng thạch lớn nhất thế giới, lúc đó sẽ phụ thuộc nghiêm trọng vào nhập khẩu. Giữa các quốc gia với nhau, xung đột về năng lượng và nguyên liệu công nghiệp sẽ ngày càng rõ ràng. Trừ thị trường 1.3 tỷ nhân khẩu, lao động giá rẻ cùng nguồn tài nguyên đất hiếm mà trong nước chiếm địa vị lũng đoạt, chúng ta chẳng còn thứ vũ khí gì để đấu tranh với nước khác rồi, đây là chiến lược tầm quốc gia, chúng ta cần tính toán trước. Tới đây dừng lại một chút, quan sát Lý Viễn Hồ mới nói thêm. Đặc biệt là hai nước Nhật Hàn có trữ lượng đất hiếm cực ít, hệ thống sản nghiệp kỹ thuật cao ỷ lại vào đất hiếm rất nhiều, trong khi Âu Mỹ bọn họ quản lý rất chặt, cho nên khống chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật, Hàn có thể ép các sản nghiệp kỹ thuật cao chuyển sang nước ta, thực sự không cần vội mở cửa sản nghiệp đất hiếm. Lý Viễn Hồ đang tuổi tráng niên, chí hướng chính trị xa rộng, cho dù ông ta lúc này chỉ ở Đông Hải, chưa chắc gì không muốn phát ra tiếng nói của mình ở chiến lược mang tính quốc gia, lập nên hình tượng nắm toàn cục có lợi cho phát triển sĩ đồ của mình. Nghe Trương Khắc nói việc liên quan tới chiến lược quốc gia, hai mắt Lý Viễn Hồ mở to. Đất hiếm thực sự có thể gánh vác trọng trách chiến lược kinh tế. Thực ra không phải vấn đề có thể hay không thể, dù Lý Viễn Hồ không hiểu kỹ thuật, nhưng biết rõ chính sách về đất hiếm. Trước đó TW luôn coi đất hiếm là tài nguyên chiến lược, việc khai thác, chế luyện, xuất khẩu có hạn chế nghiêm khắc, năm 92 đưa ra văn kiện cầm đầu tư nước ngoài vào sản nghiệp đất hiếm. Nhưng lợi ích giữa TW và địa phương không phải là hài hòa thống nhất, con mắt của chính phủ địa phương chỉ nhìn vào con số kinh tế, cho nên chính họ thả lỏng cho nạn khai thác trộm hoành hành, một phương diện là do bọn họ bị hối lộ sa đọa, một mặt là tư duy kinh tế cục hạn, sống rừng ăn vào rừng, sống núi ăn nhờ núi. Ngoài ra các nước nhập khẩu đất hiếm như Nhật, Hàn liên tục dùng đủ mọi cách gây áp lực, khiến TW dao động nghiêm trọng, có thể nói lúc này phương diện nào lớn tiếng hơn, chính sách ngả về phía đó. Tất nhiên phe bảo vệ ít không hưởng lợi gì, làm sao hung hăng bằng phe phá hoại được hưởng lợi trực tiếp. Cẩm Hồ cũng không có nhiều tư liệu lắm, đợi ít Đông Hải có trung tâm nghiên cứu đất hiếm, so với Chu Cẩn Tì, những chuyên gia đó có quyền phát ngôn hơn ở vấn đề này. Trương Khắc kiến nghị. Lý Viễn Hồ gật đầu. Trước kia chỉ nghe tới chuyện Trương Khắc là chính, chỉ tiếp xúc với y mới có cảm thụ sâu sắc về y, Trương Khắc đã trịnh trọng nói với sản nghiệp đất hiếm, ông ta sao có thể xem nhẹ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Như vậy đây là vấn đề rất đáng quan tâm, thư ký trưởng Lục, anh giúp tôi liên hệ với các chuyên gia lĩnh vực đất hiếm trong tỉnh, an bài xem lúc nào tôi có thể bỏ thời gian gặp họ tìm hiểu sâu hơn. Tỉnh Đông Hải dù chẳng có mấy tài nguyên đất hiếm, nhưng có nhiều cơ cấu nghiên cứu ứng dụng đất hiếm. Thôi Quốc Hằng đợi điện thoại của Lục Văn Phu, may mắn là chuyện xảy ra đã vào lúc tan tầm, lại chẳng phải chuyện khẩn cấp, không cần lập tức ra quyết định, có đầy đủ thời gian cân nhắc thiệt hơn. Thực tình mà nói, Chu Cẩn Tì có ảnh hưởng lớn ở trong nước, có mối quan hệ sâu, Thôi Quốc Hằng tuy là viện trưởng, trước mặt ông ta vẫn phải cẩn thận hầu hạ. Chu Cẩn Tì chuốc nhục vào người, Thôi Quốc Hằng không dám xem là chuyện bình thường, chuyện đã tới chỗ hiệu trưởng Lý Hồng Minh rồi, Lý Hồng Minh cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nhưng kẻ gây họa lại có thân phận rất thần bí, Thôi Quốc Hằng đương nhiên không vội vung gậy lên, mà đợi Lục Văn Phu đưa chủ ý. Lục Văn Phu ăn tối cùng Lý Viễn Hồ xong không vội về nhà, mà mời Thôi Quốc Hằng đi uống trà, dù sao Trương Khắc gây ra một số ảnh hưởng xấu, cần phải xử lý. Thôi Úc Hằng đạp xe tới quán trà gần nhà, chỉ có Lục Văn Phu ở trong đợi mình, liền hỏi. Còn tưởng anh sẽ cùng cậu sinh viên kia tới mời tôi uống trà chứ? Lắm lời một chút. Các mỏ đất hiếm tồn tại ở khắp nơi trên thế giới. Cục Địa chất Mỹ nhận định tổng trữ lượng đất hiếm trên toàn cầu lên tới 99 triệu tấn, trong đó Trung Quốc có 36 triệu tấn và Mỹ có 13 triệu tấn, thậm chí một số loại cực hiếm Trung Quốc có trữ lượng chiếm trên 90% của thế giới, nước ta cũng có một ít. Vì thế mà hiện iPhone hiện chủ yếu sản xuất tại Trung Quốc, theo tính toán giá một cái iPhone 5 là 699 đô la Mỹ, chi phí sản xuất là 399 đô la Mỹ. Các phụ lùm xùm ở nhà máy Foxconn chắc các bác cũng ít, đại khái Trung Quốc hút máu lao động, hút máu tài nguyên, còn lãi chủ yếu chạy về Mỹ, người Trung Quốc tự hào vì sở hữu một chiếc iPhone đúng là. Đương nhiên, những chuyện này đa phần chúng ta chẳng thể làm gì, như câu nói của Sâm Sơn Giã, Mitsui có thể khiến ngân hàng TW phải khởi động máy in tiền, nhưng Toshiba chỉ có thể kiếm tiền từ thị trường,
bắt Toshiba có tầm nhìn đại cục như Mitsui thì đó là tai họa với Toshiba. Nói thế chỉ để có một nhận thức không quá sai lệch, không tới mức Samsung, Nokia tới nước ta đầu tư xây nhà máy lại nhảy cẫng lên vui mừng, hay như ở một số trang công nghệ hay nói, mua Quy Mobile, Mobilestar làm gì toàn hàng Việt Nam ruột tàu, mua để ủng hộ tiền cho nó đánh nước ta à? Ủng hộ Samsung, Nokia vì có nhà máy ở nước ta ấy. Chương 823, nhiệt tình cộng ngu dốt. Thằng con nhà tôi có ngoan không? Lục Văn Phu không vội hỏi chuyện Trương khác. Anh mời tôi uống trà chỉ vì việc này à? Thôi Quốc Hằng cởi áo khoác phát lên ghế. Chẳng lẽ anh hiểu con anh ít hơn tôi mà cần phải hỏi? Giờ khoảng cách với thế hệ trẻ ngày càng lớn, ai mà biết đám học sinh 20 tuổi nghĩ cái gì? Lục Văn Phu đi vào chủ đề chính. Chuyện anh nói với tôi buổi chiều tôi đã nói với tỉnh trưởng Lý rồi, tỉnh trưởng Lý rất quan tâm, còn bảo tôi liên hệ với các chuyên gia đất hiếm, hy vọng bỏ thời gian tìm hiểu thêm. Quan điểm của Chu Cẩn thì cũng không phải là không có vấn đề. Tỉnh trưởng Lý mà quan tâm tới vấn đề này à? Thôi Quốc Hằng kinh ngạc, nếu Lý Viễn Hồ ra mặt nói giúp Trương khác thì ông ta cũng chẳng ngạc nhiên, nhưng tựa hồ chuyện đã nâng tới tầm tranh luận học thuật rồi. Không tiện lấy Tôn Sư Trọng Đạo ra nói vào nữa. Sao, tỉnh trưởng quan tâm tới vấn đề này có gì mà lạ? Anh cũng biết Chu Cẩn Tỳ được Quốc vụ viện ủy thác mới tiến hành nghiên cứu tương quan, kết luận của ông ta ra sao có ảnh hưởng lớn tới chính sách trong nước. Tỉnh trưởng Lý nghe thấy có sinh viên dám phản đối một học giả nổi tiếng, nên rất hứng thú, muốn tìm hiểu thêm, có gì mà lạ? Lục Văn Phu hỏi ngược lại. Ha ha, anh thật đúng là, lúc nào cũng chơi trò giấu giếm với tôi. Thôi Quốc Hằng chỉ biết lắc đầu, Lục Văn Phu chắc quyết không nói ra thân phận của Trương khác rồi. Cậu sinh viên này thông qua quan hệ với Cẩm Hồ vào trường, năm nay Cẩm Hồ có kế hoạch tài trợ xây dựng trường 40 triệu, chỉ cần cậu ta không giết người phóng hỏa thì bất kể thế nào tôi cũng chiếu cố. Nhưng không ngờ tỉnh trưởng Lý cũng quan tâm tới vấn đề này, như vậy càng đơn giản, trường học nên đề xướng tự do tham khảo học thuật, học sinh đương nhiên có quyền đứng ra chất vấn. Nếu vấn đề đã có tranh luận thì chúng tôi tổ chức thảo luận thêm, xem quan điểm của cậu ấy có lý không, tránh có người nói chúng tôi bao che cậu ta. Lục Văn Phu mỉm cười, Thôi Quốc Hằng rất thông minh, không cần nói cũng hiểu phải đi thế nào. Lục Văn Phu đương nhiên biết giữa Từ Học Bình, Trương Khác và Chu Cẩn Tỳ có ân oán không thể cởi bỏ, hoài nghi vấn đề đất hiếm có phải Trương Khác cố ý kiếm chuyện không, nếu Chu Cẩn Tỳ không làm gì trái lòng thì đành, nếu có, chuyện này không thể xong được, nó sẽ còn bị làm to lên. Chu Cẩn Tỳ sau khi được đưa vào bệnh viện liền dần tỉnh lại, do huyết áp tăng đột ngột làm ngất xỉu, máu chảy ra ở miệng là do ông ta cắn lưỡi chảy máu, tuy không phải tức hộc máu xong cũng chẳng khác là bao. Ba người khác đưa ông ta tới bệnh viện thấy không có gì liền cáo từ rời đi, chỉ có vợ ông ta và trợ lý ở trong, Tạ Ý cũng ở ngoài nói chuyện, không vào làm phiền. Tạ Ý không biết ai làm Chu Cẩn Tỳ giận thành thế này, tới nơi mới gọi điện cho em gái, bảo cùng tới thăm. Tạ Tử Gia đương nhiên chẳng tới để ăn mắng, cũng chẳng nói là Trương khác làm, do vợ Chu Cẩn Tỳ tức giận, kéo Tạ Ý ra phòng khách kể khổ. Cháu nói xem đám học sinh thời nay sao thế? Tọa giảng là lão Chu làm nghĩa vụ công ích cho trường, thuần túy là vì tròn chức trách với học sinh, có được xu nào đâu, gì còn trách ông ấy không nghe gì, nói gì hạn hẹp, ông ta đem cả bầu nhiệt huyết đi cống hiến còn bị sỉ nhục như thế, cháu nói xem có hận không? Thầy Tiểu Tô gọi điện cho chủ nhiệm khóa của đứa học sinh đó. Không ngờ bị đụng vào tường, nghe nói đứa học sinh đó gian lận thi cử bị bắt tại chỗ mà chỉ viết bản kiểm điểm là xong, trường học ngày càng quản lý lỏng lẻo rồi. Dì bảo thấy Tiểu Tô gọi điện cho viện trưởng bọn họ, Thôi Quốc Hằng ấy, cháu biết phải không, để xem viện trưởng thôi có bao che cho nó không. Nếu không dì đi tìm Lý Hồng Minh, để ông ta xem, trường Đông Hải thành ra cái gì rồi. Ai bảo các người lắm chuyện. Tạ Ý quay đầu lại, thấy Chu Cẩn Tỳ mặc áo ngủ đeo dây chuyền nước. Mặt âm trầm đứng ở cửa phòng bệnh nhìn vợ và trợ lý. Bác sĩ bảo ông nằm nghỉ, sao không nghe lời. Vợ Chu Cẩn Tỳ vội vàng đứng lên đỡ. Huyết áp của ông còn chưa khôi phục bình thường, nếu có mệnh hệ gì thì làm sao? Đứa học sinh đó cứ để trường học xử lý đến nơi đến chốn. Các người hiểu cái chó gì? Chu Cẩn Tỳ vừa giận vừa lo, lên tiếng không lựa lời, đẩy bà vợ ra quát, thấy mắt tối sầm, loạng choạng sắp ngã, vội vịn lấy khung cửa nói. Chuyện hỏng là hỏng trong tay cái đám óc giống các người đó. Tạ Ý luống cuống đỡ lấy Chu Cẩn Tỳ lên giường bệnh rồi gọi bác sĩ, trong lòng lấy làm lạ, ông ta bị công khai làm nhục, sao nghe thấy chuyện làm ầm ĩ tới viện lại tỏ ra lo lắng.
nhân lúc bác sĩ, y tá tới đi ra ngoài gọi điện. Tử gia, bà bảo em kiên trì tới nghe bác Chu giảng bài, chiều nay em có đi nghe không? Lão già đó giận thành như thế tuyệt đối không liên quan tới em. Tự Tử gia trước tiên chối bỏ trách nhiệm. Tự ông ta chọc vào chương khác, tuyệt đối không dính dáng gì tới em hết. Tạ Tử gia xưa nay hoàn toàn không có chút kính trọng nào với Chu Cẩn Tỳ, chẳng qua thi thoảng phải đóng giả cô bé ngoan. Tạ Ý hít một hơi khí lạnh, chẳng trách Chu Cẩn Tỳ nghe vợ và trợ giảng làm ầm chuyện lên lại có phản ứng lớn như vậy, tuy chưa rõ vì sao Trương Khác làm thế, nhưng có thể khẳng định, nếu không tóm được chỗ yếu của Chu Cẩn Tỳ thì y sẽ không vô duyên vô cớ công kích, chuyện càng to, điểm yếu của Chu Cẩn Tỳ càng lộ ra trước mắt nhiều người. Tạ Ý quay về phòng bệnh, được bác sĩ và y tá hết lòng chiếu cố, tình hình Chu Cẩn Tỳ đã tạm thời ổn định lại, bác sĩ dặn lúc này ông ta cần tĩnh dưỡng tuyệt đối, không thể bị kích thích. Ông ta đã có dấu hiệu xuất huyết não, huyết áp còn tăng cao không phải chuyện tốt. Nhìn thấy Chu Cẩn Tỳ uống thuốc đi ngủ, Tạ Ý cáo từ trở về, Tạ gia không còn là một chỉnh thể cùng chung vinh nhục như bề ngoài nữa. Tạ Ý thậm chí không hỏi vì sao xảy ra tranh chấp, hắn thả vờ hồ đồ trước mặt Chu Cẩn Tỳ còn hơn. Sau khi tạm biệt Lý Viễn Hồ, Trương Khác vào xe, hạ ghế ngồi xuống, ôm bụng than. Thì ra ăn hai bữa chẳng phải chuyện hay ho. Tự làm tự chịu, chả ai thương cậu đâu. Địch Đan Thanh bĩu môi cười. Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lái nghe điện thoại, nói với Trương Khác. Chủ của chiếc Hemmer dễ tra một chút, xe thuộc quản lý công ty hữu hạn Hoa Hy Kim Sơn, cái công ty này mang danh là khai thác phát triển vật liệu mới, thực chất là công ty mậu dịch tư, ông chủ là Đường Bồi Anh, người Trương Châu, nghe nói phất lên ở Trương Châu. Địch Đan Thanh hỏi, công ty mậu dịch à, liệu có phải là trong số con đường để khoáng sản khai thác trộm ở Trương Châu chảy ra thị trường? Trương Khác nhớ ra rồi, thảo nào cứ thấy quen quen, té ra cũng là đường ra Trương Châu, chắc là có quan hệ huyết thống với tên đường trung bám lấy Hà Huyên hôm qua, đều có cái mặt dài bèn bẹt âm hiểm. Xem ra đường ra đã hình thành mạng lưới khai thác trộm, tinh luyện, tiêu thụ hợp lại làm một rồi, Đường Anh Bồi nắm tiêu thụ của mạng lưới này, hẳn là một nhân vật trọng yếu của đường ra. Muốn hoàn toàn đánh gãy răng Chu Cẩn Tỳ, có vẻ phải ra tay từ Đường Anh Bồi. Địch Đan Thanh lại nói. Chu Cẩn Tỳ được Quốc vụ viện ủy thác lại còn qua lại thân mật với người của Hoa Hy, ông ta tẩy thế nào cũng không sạch được tội. Cũng chỉ có thể làm ông ta nghỉ hưu trước thời hạn thôi. Trương Khác thở dài. Mà ngay cả điều này cũng không dễ, họ Đường kinh doanh ở Trương Châu nhiều năm, mà chúng ta lại chẳng có gì buôn bán với Hoa Hy. Chương 824, Đường Anh Bồi. Vậy thì vu cáo, cứ tùy tiện tìm một tờ báo nào đó bóc trần việc này ra, Chu Cẩn Tỳ có trăm miệng cũng không cãi được. Cho dù không có chứng cứ thực sự thì chẳng lẽ con mắt của người bên trên mù cả, không biết gì về hiện trạng khai thác trộm của Trương Châu hay sao? Địch Đan Thanh lấy làm lạ vì thái độ của Trương Khác. Hay là cậu muốn lật chọn ổ tập đoàn khai thác trộm ở Trương Châu nên mới cần chứng cứ xác đáng? Ai đắc tội với chị đúng là xui xẻo. Trương Khác cười ha hả, không trả lời thẳng vấn đề của cô. Đào bới sâu hơn từ Đường Anh Bồi cũng là một con đường, chúng ta phải tiến quân từ nhiều đường. Trừ họ Đường ra còn có hai trung niên nữa, bọn họ đi xe biển Kim Sơn, loại tam giác lợi ích này cần quan viên chính phủ ăn trong rào ngoài. Xe tới ngõ học phủ, Trương Khác xuống xe, lấy cớ ăn quá no phải đi lại cho tiêu bớt, Địch Đan Thanh đoán y đi tìm Tạ Vãn Tình, nhưng không bóc trần, chỉ trong lòng có hơi tủi thân. Từ sau vụ đêm hôm qua, Trương Khác cứ nhìn thấy Địch Đan Thanh là luôn có chút chột dạ, xuống xe trước là để tránh ngồi riêng với cô về chung cư, nếu không còn phải bàn bạc công việc rất lâu. Trương Khác lúc không có việc gì thường thích tản bộ ở ngõ học phủ, lúc này trời còn chưa quá khuya, học sinh qua lại rất nhiều, có thể thấy số cô gái xinh tươi xuất hiện còn nhiều hơn ban ngày, có lẽ vì một số khiếm khuyết trên mặt dưới bóng đêm không còn rõ ràng nữa. Rượu, bóng đêm cùng với tình dục thậm chí có thể làm những chỗ thiếu sót đó trở nên khả ái. Trương Khác cũng sợ bị lộ tẩy trước Tạ Vãn Tình, do dự xem có nên lập tức tìm cô không, ngồi ở dãy ghế dài suy nghĩ vấn đề này. Giám đốc Đường của tôi mời cậu đi nói chuyện. Trương Khác quay đầu nhìn lại, là kẻ xuất hiện bên Đường Anh Bồi, hơn 30 tuổi, cao lớn vạm vỡ, ánh mắt rất lạnh, một tay đặt lên vai Trương Khác, ngữ khí cực kỳ bất thiện. Chiếc Hemmer đỗ cách đó không xa, chỗ lái xe để trống, chắc là lái xe của Đường Anh Bồi, chỗ phụ lái còn có một người nữa, nhưng không nhìn rõ, cửa sau xe mở ra một nửa, Đường Anh Bồi thò đầu nhìn sang phía bên này, dưới ánh đèn sắc mặt rất âm hiểm. Trương Khác nheo mắt nhìn sang, thấy ông ta quay mặt đi,
lúc này mới xác nhận là ông ta không biết thân phận của mình, nhớ lại lời đe dọa của ông ta ở giảng đường, chắc là lái xe qua đây thấy mình mới đột xuất nảy ra ý tìm mình nói chuyện. Vì chuyện, phá đám, ở giảng đường, mà muốn gọi mình tới, nói chuyện, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, ai, đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn còn cái tính không biết kìm nén, thích gây họa. Trương Khắc cau mày. Tôi không biết giám đốc Đường của anh, nếu như ông ta muốn nói chuyện, thì theo phép lịch sự ông ta phải xuống xe chứ. Giám đốc Đường có ý tốt mời cậu, cậu đừng làm lãng phí lòng tốt đó. Tên lái xe hạ thấp giọng, người ngả tới sắn tay áo lên, lộ ra hình xăm dữ dằn bên trên. Trương Khắc còn lo Đường Thanh Kiếm quân nhân đặc chủng giải ngũ làm lái xe, nhìn tên này sắn tay áo lên mới biết quá nửa là lưu manh, tưởng mình là sinh viên bình thường dễ lừa, nhướng mày lên, lạnh lùng nói. Các người muốn làm gì? Ở chỗ này các người dám làm gì? Rồi đứng dậy bỏ đi. Lại một tên nữa ở trên xe xuống, có vẻ là cấp dưới của Đường Anh Bồi, đi theo đằng sau Trương Khắc, bọn chúng tựa hồ cũng thấy giáo huấn tên tiểu tử mù mắt này ở chỗ bao người qua lại quá gây chú ý, định theo Trương Khắc tới chỗ ít người mới cho vài đòn. Đường Anh Bồi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội xem kịch hay, cũng theo sau xa xa. Đi tới gần cửa vào chung cư thanh niên, quãng đường này ít người qua lại, đèn đường cũng ít, ánh sáng khá tối, Trương Khắc quay lại nhìn hai cái đuôi. Sốt cuộc bọn mày muốn làm gì? Cho mày biết có một số lời không thể nói bừa, hôm nay mày sẽ nhớ kỹ. Tên tài xế nhìn Trương Khắc như mèo nhìn chuột, cởi áo khoác ra, lộ cánh tay xăm trổ, thấy phòng bảo vệ có người ngó đầu ra, nghĩ bảo vệ ở đây toàn hàng ăn hại như nơi khác, trừng mắt lên. Nhìn cái gì, chưa thấy xã hội đen đánh người à? Tên đồng bọn bên cạnh nhặt một hòn đá lên, giơ lên hướng về phía hai bảo vệ đi tới, định dọa họ, đột nhiên thấy khuỷu chân đau nhói. Người không khống chế được ngã về phía trước, nhưng trước khi hắn ngã thì bả vai tay cầm cục đá còn trúng một đấm, cảm giác vai như vỡ nát. Lái xe của Đường Anh Bồi không hiểu vì sao đột nhiên đằng sau có người như bóng ma xông tới hạ gục đồng bọn của mình, hắn chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm to tướng giáng một phát vào mũi, chỉ kịp á một tiếng, còn loạng choạng trụ lại thì hai bảo vệ đã tới nơi, tóm gọn hai tên không cho chúng nhúc nhích. Quá đơn giản, Diệp Kiến Bân nói đúng. Đối thủ ngu như heo thì hoàn toàn chẳng có tí kích thích nào, Trương Khắc ngáp dài. Đường Anh Bồi nhìn thấy hết, sao có thể ngờ cục diện thành ra như thế này, nhìn thấy người ra tay, bất bình, kia quay lại nhìn về phía mình, ông ta chột dạ quay đầu chạy vừa nhìn lại đằng sau, thấy người đó không đuổi theo, bỏ mặc hai tên cấp dưới, chạy một lèo ngõ học phủ náo nhiệt mới yên tâm dừng lại. Lúc này mới có thời gian lo cho hai tên cấp dưới, nghĩ tốt nhất là báo cảnh sát trước. Tránh người của mình ở chỗ xa lạ bị cho ăn đòn mới đưa tới cảnh sát, không biết đâu ra cái tên kia, thân thủ đáng sợ. Đường Anh Bồi cho tay vào túi móc điện thoại mới nhớ ra để trên xe, ở đó có hai cảnh sát mặc đồng phục đợi sẵn, không thèm nghe hắn nói gì, một trái một phải ấn xuống đất còng lại. Đường Anh Bồi bị hai cảnh sát còng tay xong mới được kéo dậy khỏi mặt đất, hỏi. Ông có phải là chủ chiếc xe Hammer này không? Chúng tôi nhận được tin báo ông sai phái hai người ý đồ làm hại sinh viên qua đường, ông theo chúng tôi về đồn. Động tĩnh lớn như thế khiến sinh viên trong ngõ vây lấy xem, Đường Anh Bồi sau khi có tiền, có địa vị, không còn là tay kiêu hùng sông pha giang hồ năm xưa nữa, chỉ muốn đưa tay che ánh mắt xung quanh, vừa rồi bị ấn xuống đất, bị dập môi, răng cũng lung lay cả, nhưng tay bị còng ra đằng sau, sao mà che đậy gì được, đành cúi mặt xuống không dám ho he gì. Hai cảnh sát kéo ông ta về phía xe, vừa đi vừa giáo huấn. Ông không nhìn thấy con đường này có biển cấm xe đi vào buổi tối à? Đường Anh Bồi quyết không ngờ tới vấn đề ở chỗ Trương Khắc, vì ánh mắt ông ta chưa từng rời khỏi Trương Khắc, hai tên cấp dưới theo sát đằng sau, tên tiểu tử đó không báo cảnh sát, mắt bọn chúng chưa mù. Hôm nay làm sao đen thế, Đường Anh Bồi không hiểu, cho rằng người qua đường nhìn thấy báo cảnh sát, nhưng cảnh sát trực tiếp tìm ông ta. Sau khi biết là chủ xe Hammer đắt tiền, còn không chút dung tình cho hắn dập mặt xuống đất ăn cứt chó, thật không sao ngờ được. Cảnh sát trong nước chấp pháp công bằng từ bao giờ thế? Nhìn thấy bố mày lái Hammer còn dám bắt, Đường Anh Bồi lúc này lòng uất ức thế nào khỏi nghĩ cũng biết, nhưng hắn chưa ngủ tới mức nói ra miệng, trong đầu tính toán cách thoát thân. Hà Kỳ Vân nay đã là phó cục trưởng chi cục khu Cao Tân, biết tin Trương Khắc ở ngõ học phủ bị người ta uy hiếp, cuống cuồng tới chung cư thanh niên. Trên đường đi cứ thấp thỏm không thôi, Trương Khắc có gặp chuyện gì không may thì hắn cũng về quê chăn vịt là vừa. May mắn Trương Khắc không làm sao cả, Đường Anh Bồi và hai tên cấp dưới đã bị đồn cảnh sát, trong chung cư Phó Tuấn, Địch Đan Thanh,
Tôn Tĩnh Mông đều có mặt, Trương Khắc thì đang oán trách Phó Tuấn. Có hai tên tiểu lưu manh thôi mà, đáng lẽ anh phải để lại một tên cho tôi hoạt động tiêu cơm chứ? Này này, cậu nghĩ cho chúng tôi chút đi, cậu mà xước chút ra ở khu vực này thôi, cấp trên biết được thế nào cũng lột chúng tôi. Hà Kỳ Vân thấy Trương Khá không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Gì tới mức ấy, nếu tôi đi đường không may bị ngã thì anh cũng phải chịu trách nhiệm à? Trương Khắc kéo ghế mời Hà Kỳ Vân ngồi, y không muốn nhiều người biết chuyện này, càng không muốn làm dùm beng lên. Chuyện tới chỗ anh là dừng, đừng truyền lên trên, tôi không chịu nổi rắc rối. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến người ta muốn hại anh? Tôn Tĩnh Mông lo lắng hỏi. Hà Kỳ Vân cũng rất muốn biết rốt cuộc chuyện thế nào, nhưng hắn sẽ không chủ động hỏi. Trương Khắc đem chuyện hôm nay chất vấn Chu Cẩn Tị ở giảng đường kể ra cho hai bọn họ. Tư liệu cụ thể còn chưa có, nhưng có thể khẳng định, Đường Gia khống chế chuỗi lợi ích khai thác khoáng trộm ở Trương Châu. Liệu có phải là Chu Cẩn Tị sai bọn họ làm không? Tôn Tĩnh Mông rất lo cho an nguy của Trương Khắc. Chu Cẩn Tị còn đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện, ông ta không có tinh lực sai phái vụ này, Đường Anh Bội hẳn chưa biết thân phận của tôi. Chiêu này của Đường Anh Bội quá cùn, tuyệt đối không phải là hành động dự mưu sẵn sau khi biết thân phận của Trương Khắc. Những người khác đều hiểu Chu Cẩn Tị không có dũng khí cá chết lưới rách, nên không nghi tới ông ta, chuyện này có vẻ chỉ là tình cờ, Tôn Tĩnh Mông chẳng qua quá quan tâm đâm loạn. Nếu bọn chúng đã động thổ trên đầu Thái Tuế, chuyện này phải xử ra sao? Hà Kỳ Vân hy vọng xử lý mọi chuyện cho Trương Khắc thật hài lòng, có điều nghĩ đám kia thật ngu xuẩn, chưa biết gì về Trương Khắc đã dám ra tay, phạm sai lầm hết sức sơ đẳng, cứ nghĩ là lại buồn cười. Động thổ trên đầu Thái Tuế. Thái Tuế ở phương vị nào không được xây dựng trên vị trí đó, tránh gặp họa. Xử lý như sự kiện trị an bình thường đi, có bắt giữ Đường Anh Bồi được không? Thấy Hà Kỳ Vân gật đầu, Trương Khắc nói. Vậy trước tiên giam ông ta vài ngày, không chỉ thế, tốt nhất không để ông ta biết tí ti gì, chúng tôi sẽ theo anh tới đồn lấy lời khai. Đường Anh Bồi là nhân vật trọng yếu của Đường gia, cứ lấy danh nghĩa trị an giam cho vài ngày, để Đường gia cuống lên, bên này phái người đi tra xét cũng dễ. Xem tình hình thì việc điều chỉnh chính sách với đất hiếm đã tới thời khắc quan trọng, làm Chu Cẩn Tị tức tới ngã bệnh, giam giữ Đường Anh Bồi sẽ chỉ hoãn nghiêm trọng bước tiến của bọn chúng. Trương Khắc nghĩ một lúc rồi nói thêm. Dù không rõ vì sao Chu Cẩn Tị không nói thân phận của tôi với Đường Anh Bồi, nhưng thời gian này khiến bọn chúng không thể tiếp xúc với nhau có lợi cho chúng ta. Trương Khắc, Phó Tuấn cùng hai bảo vệ ở chung cư theo Hà Kỳ Vân tới đồn cảnh sát đường Mã Liên, với thân phận là nhân chứng. Người bị hại và người ra tay bất bình ghi chép lời khai, còn đối chất với Đường Anh Bồi bị dập môi. Hà Kỳ Vân quyết định bắt giam đám Đường Anh Bồi 15 này, ngay trong đêm đưa tới sở câu lưu. Đường Anh Bồi không hiểu ra làm sao, ý thức pháp luật của ông ta còn chưa đề cao tới mức đi tìm luật sư, chỉ muốn mau chóng nhờ vả quan hệ thoát thân trước, cũng không dám tìm Chu Cẩn Tị, sợ mất mặt là một nguyên nhân, và lại Chu Cẩn Tị đã ra như thế rồi, không muốn kinh động ông ta nữa. Cũng chẳng liên lạc với đứa cháu Đường Trung, cái thằng đó ngoại trừ tiêu tiền tán gái thì vô dụng, chẳng bằng để bị nhốt 15 ngày. Dù sao đây cũng không phải là Kim Sơn, chẳng có mối quan hệ nào, chỉ báo về với gia đình, bị giam 15 ngày là chuyện nhỏ, các chuyện khác bị lỡ mới nguy. Thôi Úc Mạn căn bản không biết đằng sau chuyện Trương Khắc công khai mắng chửi Chu Cẩn Tị lại có lắm chuyện lằng nhằng như thế, gọi điện cho anh trai thì anh cô nói phải tìm hiểu tình hình trước đã, có điều tới giờ vẫn chưa gọi điện lại. Cô ta cảm thấy mình là chủ nhiệm khóa, không thể bị động đợi viện xử phạt Trương Khắc được, trừ lần đầu tiên tình cờ gặp Trương Khắc ở ký túc xá Nam thì đến hôm nay mới gặp lần thứ hai, nên căn bản không có phương thức liên lạc của y, nghĩ tới đây là tức giận, có còn là sinh viên đợi ít Đông Hải nữa không? Thôi Úc Mạn đoán Đỗ Phi biết hành tung của Trương Khắc, liền tới sáng vực tìm. Kỳ thực khi cô tới ngõ học phủ thì Trương Khắc lái một chiếc Audi đen đi qua bên cạnh, y tránh Thôi Úc Mạn còn chẳng kịp. Làm gì có chuyện chủ động chào hỏi, cứ thế đi qua. Thôi Úc Mạn đứng ở trước quán nét sáng vực không vội đi vào, thấy nơi này đèn sáng trưng, trang hoàn bắt mắt, thật không ngờ được một tên hoàn khố 3 năm trước ở Hải Châu ai thấy cũng tránh sau khi lên đại học lại tự lập công ty. Sáng vực có tiếng tăm khá lớn ở Đỡ Ết Đông Hải, một sinh viên chưa tròn 20 đã có công ty tài sản chục triệu, tất nhiên không thể không được chú ý. Đó gọi là ăn của người ta thì chẳng thể lên mặt nổi. Huống hồ trường học đang muốn đem Đỗ Phi, Mông Nhạc làm điển hình tuyên truyền, Tần Cương khỏi phải nói, hắn còn đảm nhận chức vụ quản lý ở quán nét sáng vực Đông Hải, những giáo viên khác đều hưởng lợi từ sáng vực,
như sáng vực tổ chức hoạt động bồi dưỡng gì đều nghĩ tới giáo viên trong viện trước tiên, trả tiền không ít, lúc này người dám nói xấu Đỗ Phi rất ít, ai cũng hận không thể nói hắn là điển hình của đỡ ít sư phạm. Đây chính là tên hoàn khố 3 năm trước sao? Nếu Đỗ Phi đã thay đổi được, vì sao Trương Khác vẫn không đổi tính chó ăn phân? Không đúng, những lời y nói hôm nay không giống tầng cấp sinh viên năm thứ nhất có thể tiếp xúc. Chủ nhiệm Thôi tới lên mạng ạ. Hôm nay là ngày Thẩm Tiêu trực ở sáng vực, thấy Thôi Úc Mạn cứ lần khân do dự bên ngoài mãi, liền đi ra chào hỏi. Tôi tới tìm Đỗ Phi, cậu ấy có ở đây không? Đỗ Phi không có mặt, buổi tối hắn có chuyện đi cùng thời học bân rồi. Thôi Úc Mạn đành trở về, vừa vặn nhận được một cú điện thoại hết sức bất ngờ từ Bắc Kinh. Cái gì, anh sắp lên tàu hỏa tới Kiến Nghiệp. Mỗi buổi sáng đều có chuyến bay từ Bắc Kinh tới Kiến Nghiệp, chừng một giờ chiều là có thể tới nội thành rồi, ban đêm đột xuất muốn đi thì thà đi tàu đêm còn nhanh hơn, có thể tới nơi vào buổi sáng. Trong điện thoại nói quá vội, Thôi Úc Mạn không rõ vì sao anh trai lại tới Kiến Nghiệp, muốn hỏi thêm thì phía bên kia có người thúc vào kiểm tra vé, vội cúp điện thoại. Ngày hôm sau Thôi Úc Mạn đi tìm Thôi Quốc Hằng, muốn biến ý kiến xử lý Trương Khác, cô khẳng định lần này Trương Khác thế nào cũng bị xử phạt, nhưng mong viện đừng mở rộng trách nhiệm quá mức, bất ngờ Thôi Quốc Hằng nói. Cậu sinh viên đó ngôn từ mặc dù hơi quá khích một chút, nhưng không phải là vô lý, viện phải thận trọng xử lý, nếu chỉ là gây rối, chửi mắng thầy giáo trên giảng đường, viện chắc chắn xử lý nghiêm túc, nếu chỉ là bất đồng về học thuật, lấy phê bình giáo dục làm chủ. Hôm qua tới nghe tọa giảng, còn có rất nhiều giáo viên trong viện sẽ thu thập ý kiến của họ. Cô Tiểu Thôi, cậu sinh viên đó của khóa 97, việc này cô phụ trách nhé. Trong viện dân chủ cởi mở như thế này từ bao giờ thế? Thôi Úc Mạn trong lòng nghi hoặc, nhưng thái độ này là điều cô muốn thấy, ít nhất không vô duyên vô cớ đập một gậy chết tươi. Thôi Úc Mạn nhận lời, tiếp theo đó cô tới ga tàu đón anh trai. Thôi Úc Hằng chẳng thay đổi gì so với năm 97, râu xồm xoàm. Mặt đầy tang thương, rõ ràng mới 35,36 mà trông cứ như trung niên trên 40, áo thì có một đống túi to tuổi nhỏ, ba lô cao quá đầu, còn có túi máy ảnh kè kè bên mình. Anh trai quanh năm chú ở nước ngoài, một năm chẳng gặp nhau được mấy lần, nhưng tình cảm rất sâu, Thôi Úc Mạn đi tới ôm chặt lấy, người khác nhìn còn tưởng cha con lâu ngày gặp nhau. Chương 825, đề tài mới. Bên cạnh Thôi Úc Hằng còn có một thanh niên ăn mặc gọn gàng chừng 30. Vừa ôm em gái, hắn vừa giới thiệu đồng nghiệp. Thế nào, nhìn thấy em gái tôi rồi không bảo tôi nói dối chứ? Gen tội của ba mẹ tôi không thể hiện chút nào trên người tôi nhưng tập trung hết lên em gái tôi đó. Em gái, đây là Chiêm Văn Minh, em gọi anh ta là Đại Chiêm là được, đồng nghiệp trong báo. Thôi Úc Mạn hơi xấu hổ chào Đại Chiêm, rồi nũng nịu nói. Chẳng nói nguyên nhân gì cả, đột nhiên hấp tấp chạy tới Kiến Nghiệp là sao? Thấy anh trai cùng đồng nghiệp tới, tất nhiên không phải vì nhớ cô em gái nhỏ này. Chuyện hôm qua em nói Đại Chiêm hiểu một chút, bọn anh bàn tính với nhau, thấy Trương Châu khả năng có tin tức quan trọng để khai thác, hiện là lúc điều chỉnh chính sách, loại tin này sẽ có giá trị rất cao, nên sao không sốt ruột cho được. Nên anh mới đi ngay trong đêm. Thôi Úc Hằng giờ mới có thời gian giải thích. Hôm qua vội lên tàu, không kịp nói cho em. Vậy sao anh không đi thẳng tới Trương Châu ấy? Thôi Úc Mạn nghi hoặc, em chẳng cảm thấy anh qua Kiến Nghiệp vì em chút nào. Thôi Úc Hằng xoa đầu em gái. Nghe em kể thì cậu sinh viên đó có vẻ hiểu rất rõ tình hình ở Trương Châu, tài liệu trong tay bọn anh có hạn, cho nên mới tới Kiến Nghiệp tìm cậu sinh viên đó tìm hiểu rồi mới liên lạc với đồng nghiệp ở Giang Nam đi phỏng vấn. Cậu sinh viên đó là người Trương Châu à? Hả, anh vì thế mà qua Kiến Nghiệp? Thôi Úc Mạn rảo môi. Đều tại em không nói rõ với anh. Anh còn nhớ trước kia em mới tới Nhất Trung Hải Châu, ở đó có Tứ Đại Thiếu Gia không? Còn hai tên khác nữa ngoài Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh. Học sinh bắt cóc giáo viên định dở trò đồi bại, chuyện này toàn quốc chẳng có nổi mấy vụ, thế nào lại rơi chúng vào đầu em gái, Thôi Úc Hằng sao quên được, lão gia tử cực kỳ phẫn nộ. Làm người ta lạ là quan viên Hải Châu xử lý việc này cực kỳ hợp lý kịp thời, làm trong lòng có oán hận cũng không thể lộ ra, nên chuyện qua đi. Khi ấy Trương Khác còn chưa trình báo tư liệu của Cẩm Hồ lên, Thôi Úc Hằng có tài thông thiên cũng không tra ra được Trương Khác, chuyện qua 3 năm rồi, hắn không thể quan tâm mãi được, nghe em gái nói thế ngạc nhiên. Sao, chẳng lẽ chuyện có liên quan tới bọn chúng? Một trong đó tên Đỗ Phi, hiện thành điển hình sáng nghiệp của Đỗ Ết Đông Hải, năm ngoái vừa nhập học đã, lấy được 10 triệu sáng nghiệp từ vườn rồi,
sáng lập công ty giờ có tài sản mấy chục triệu, được xưng là sinh viên giàu nhất Đại học Đông Hải. Còn một là Trương Khác, cậu ta là kẻ công khai phản bác quan điểm của Chu Cẩn Tì, nhưng cậu ta là người Hải Châu, chẳng có chút liên quan gì tới Trương Châu. Thôi Úc Hằng kinh ngạc không nói lên lời, bằng vào sự nhạy bén nghề nghiệp, hắn nhận ra trên hai học sinh này có đề tài tin tức trọng đại, còn nhớ hai học sinh này đều có phụ huynh là quan viên trọng yếu ở Hải Châu, tin tức bình thường không thể công khai, có thể đưa ra trong nội bộ trước. Vậy có cơ hội anh muốn gặp hai cậu này, đặc biệt là cậu tên Trương Khác, cho dù không phải là người Trương Châu, nhưng chắc là có manh mối trọng yếu, em dẫn anh đi tìm cậu ta. Thôi Úc Mạn hơi do dự. Cô không muốn để anh trai biết mình làm chủ nhiệm khóa kém cỏi ra sao, phải đi đầu tìm Trương Khác. Kiếm cớ nói, hiện sinh viên có như thời anh đâu, tuy hôm nay là thứ hai, nhưng ai đảm bảo họ ở lớp. Thì cứ tìm trước. Thôi Úc Hằng nghĩ sinh viên bây giờ đúng là không chịu ngoan ngoãn lên lớp nghe giảng. Anh em họ thôi đương nhiên không tìm được Trương Khác vì cả buổi sáng y và Tạ Vãn Tình ở bên nhau. Được ở nhà cùng Trương Khác cả một ngày với Tạ Vãn Tình mà nói là một hạnh phúc hiếm có, lần này có tới kiến nghiệp ở một khoảng thời gian, hôm kia ra chợ mua một đống thức ăn dự trữ rồi, có thể cùng Trương Khác giúp trong ổ ái tình, sống tách biệt với cuộc đời mấy ngày cũng không thành vấn đề. Trương Khác cũng không hay biết Thôi Úc Hằng và đồng nghiệp đã tới kiến nghiệp đang tìm kiếm y tìm hiểu tình hình, so với phía Tân Hoa xã thì phía Trương Khác chuẩn bị chu đáo hơn nhiều. Trừ bắt giữ Đường Anh Bồi thu hút sự chút ý của Đường gia. Qua Lục Văn Phu Trương Khác còn biết Thôi Quốc Hằng đang an bài trong việc, triển khai thảo luận học thuật chĩa mũi giáo vào Chu Cẩn Tì, có những hành động này đủ hóa giải thế cục để chuẩn bị tài liệu. Cẩm Hồ sớm đã thành lập cơ cấu nghiên cứu thị trường và điều tra thương nghiệp, mặc dù trọng tâm không ở trong nước, nhưng giúp người điều tra tình hình Trương Châu thì quá dư. Ngoài ra Trương Khác còn liên hệ với Giản Chí Khang, mong báo sáng kiến nghiệp tham gia vào việc này. Còn liên lạc với Mã Hướng Đông bảo phái phóng viên của Côn Đằng Online đi điều tra tình trạng khai thác trộm và ô nhiễm môi trường ở Trương Châu. Xét khả năng đám chủ mỏ ở Trương Châu phản kháng điên cuồng, Trương Khác còn bảo Mã Hải Long dẫn người tới Trương Châu phối hợp, đảm bảo an toàn nhân thân của phóng viên. Trương Khác nhận được điện thoại của Đỗ Phi nói Thôi Úc Mạn đang tìm, y làm gì có chuyện muốn đi gặp cô ta. Nên bảo Đỗ Phi kiếm bừa lý do nào lừa Thôi Úc Mạn là được. Tạ Vãn Tình cầm cốc cà phê ngồi bên Trương Khác, cô mặc quần áo vải mềm sát người, mông căng tròn, bên trong không mặc áo lót, núm vú gồ lên cực kỳ khiêu khích, nghe Trương Khác nói điện thoại xong, mắng yêu. Em ngày càng không chịu học thứ tử tế, chủ nhiệm khoa tìm cũng kiếm cớ này nọ. Em bảo mình là học sinh ngoan bao giờ đâu. Trương Khác ngã người vào lòng Tạ Vãn Tình, gối đầu lên bụng nhỏ mềm mại của cô, ở cùng Tạ Vãn Tình, Trương Khác có thể thả lỏng bản thân, nói tới tâm lý tuổi tác. Chính vì Tạ Vãn Tình gần tuổi y nhất, nên ở bên cô có thể thả lỏng hơn ở bên Hứa Tư, Đường Thanh. Trương Khác muốn biến mất tự có cái cớ biến mất, hoặc là cùng tỉnh trưởng, thị trưởng trốn đâu đó trao đổi đại kế phát triển kinh tế khu vực, hoặc nghe báo cáo chuyên gia có tiếng nhất trong lĩnh vực điện tử, không thì đang đàm phán với doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng Đỗ Phi chẳng thể lấy lý do này, chỉ nói với Thôi Úc Mạn. Không liên lạc được, cái thằng này thường xuyên quên di động, ai biết nó rúc vào xó xỉnh nào. Có khi rời kiến nghiệp rồi cũng chưa biết chừng. Chủ nhiệm thôi, cô vội tìm Trương Khác có việc gì. Chuyện Thôi Úc Hằng định đi săn tin ở Trương Châu không thể nói tùy tiện được. Thôi Úc Hằng tiếc nuối nhìn anh trai, nhưng trong lòng chẳng cho rằng Trương Khác thì giúp đỡ được gì. Thôi Úc Hằng quan sát văn phòng sáng vực, rất đơn giản. Thực tế Đỗ Phi và Mông Nhạc dùng chung một văn phòng lẫn thư ký, trông khó mà nhận ra công ty có tài sản mấy chục triệu. Thôi Úc Hằng và đồng nghiệp Chiêm Văn Minh ăn trưa xong ở kiến nghiệp liền tới Kim Sơn, định liên hệ với người ở chi nhánh Giang Nam, rồi mượn đường Kim Sơn ngầm tới Trương Châu điều tra vấn đề quan viên chính phủ và tư nhân câu kết với tư nhân khai thác trộm khoáng sản. Buổi chiều Thôi Úc Mạn về viện, lúc này chiều gió đột nhiên thay đổi. Hôm qua nghe chuyện Chu Cẩn Tì bị mắng công khai trên giảng đường, giáo viên trong viện ai nấy sục sôi phẫn nộ, hận không thể đuổi đánh tên sinh viên gây chuyện ra khỏi trường, cùng là giáo viên. Khó tránh khỏi đồng cảm. Buổi sáng Thôi Quốc Hằng đề xuất bỏ đi góc độ thân phận nhìn vấn đề đây không phải là sinh viên tranh luận với giáo sư, mà là ai nấy tích cực phát biểu ý kiến của mình, đồng thời biểu thị tỉnh rất quan tâm tới sự phát triển của sản nghiệp đất hiếm, tỉnh trưởng Lý đích thân tìm giáo sư trung tâm nghiên cứu đất hiếm tìm hiểu tình hình. Nhẹ nhàng thế thôi là xong, lúc này ai còn bám lấy vấn đề thân phận sinh viên của Trương Khác thì chẳng những không đủ khí độ nữa mà đúng là không hiểu nhân tình thế thái. Đem vấn đề chuyển tới tranh luận học thuật,
trách nhiệm cá nhân của Trương Khắc xem như đã được phủi sạch sẽ, nhưng quan điểm Trương Khắc và Chu Cẩn Tỳ đưa ra cái nào gần sự thực hơn thì mỗi người một ý, cãi nhau không ai nhường ai. Chương 826, lại là Mistui. Chu Cẩn Tỳ vẫn nằm tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, bà vợ và tên trợ giảng biết trong trường tranh luận xôn xao, còn tên sinh viên kia căn bản là không bị xử phạt gì, lòng cực kỳ bất bình, nhưng không dám nói cho Chu Cẩn Tỳ, sợ ông ta ngã lăn ra đó. Chu Cẩn Tỳ càng không biết Đường Anh Bồi đã bị khống chế với danh nghĩa gây mất trật tự trị an. Tạ Ý thông qua các con đường khác nhau tìm hiểu tình hình liên quan, hắn sớm đoán được cục diện này rồi, hắn không nghiên cứu vấn đề đất hiếm, song biết nếu Chu Cẩn Tỳ thực sự có vấn đề gì trong chuyện này bị Trương Khắc tóm được, chỉ e người ta sẽ hẻ nhau đánh hội đồng, không có kết cục tốt đẹp. Do dự mãi Tạ Ý vẫn quyết định đem nguồn cơn sự việc báo cho cha, nhưng không ai nói cho Chu Cẩn Du, Tạ Hán Minh, càng không nói cho Tạ Kiếm Nam biết. Tạ Hán Tĩnh suy nghĩ rất lâu mới trả lời Tạ Ý. Con bàng quan đi, chỗ chú ba con chưa chắc đã giúp được gì, đừng để bọn họ làm rối thêm. Chỉ mong ngọn lửa này không quá dữ dội, con có rảnh cũng nên đi thăm em gái. Tạ Ý biết cha lo lửa lan tới mình, thậm chí còn muốn giả vờ hồ đồ với vợ chồng chú ba, giấu được thì cứ giấu, cho dù lửa cháy cũng để nó chỉ cháy trên người một mình Chu Cẩn Tỳ, chính thái ngày nay không còn kháng cự lại được cầm hồn nữa. Chuyện ở khu công nghiệp điện tử ở Kim Sơn chỉ có cha con Tạ Hán Minh. Tạ Kiếm Nam là hăng hái, Tạ Ý chẳng qua thuận thế mà làm thôi. Tạ Ý cũng hiểu tâm tư của cha, muốn Cao Khoa Khoa Vương làm con bài hòa hoãn giữa Chính Thái và Cẩm Hồ, đừng thấy em gái hắn ra bài không theo lý thường tình, nhưng thiên phú và sự nhạy bén thương nghiệp thì người khác kém xa lắc. Chỉ một điều làm người ta thấy đáng tiếc là so với việc giúp gia tộc tiến lên, Tạ Tử Gia chỉ muốn đạp hết tất cả nam nhân trong gia tộc dưới chân mình. Tạ Ý chẳng làm gì nổi cô em gái này. Buổi chiều thôi Úc Mạn thất vọng rời khỏi City sáng vực vì không tìm được Trương Khắc, thì Tạ Ý tới văn phòng thiết kế của Cao Khoa KV ngay phía đối diện. Còn nói không phải em gây họa à? Tạ Ý nhìn cô em gái ăn mặc luộm thuộm, tóc tai chẳng thèm chải, chỉ tết đuôi ngựa qua loa, khẽ thở dài lắc đầu, phí hoài dung mạo trời cho, chẳng giống cô gái bình thường chút nào. Hôm qua trong giảng đường em nói chuyện gì với Trương Khắc mà quên cả trời đất thế hả? Cẩm Hồ có một sản phẩm mới. Tên đó đồng ý cấp quyền cho Cao Khoa KV sử dụng, tiềm lực thị trường khá lớn cho nên quên bén mất là đang ở trong giảng đường. Tạ Tử Gia thấy chuyện ầm ĩ thành ra như thế, bản thân cũng hơi xấu hổ. Kỹ thuật gì thế, chẳng lẽ với anh cũng giữ bí mật? Tạ Tử Gia bĩu môi, ý tứ rõ ràng, anh đoán chúng rồi. Tạ Ý cụt hứng gạt đề tài này đi. Vài ngày đầu xôn xao cũng chỉ giới hạn trong đợi ết Đông Hải, Đường Anh Bồi bị bắt, nhưng xấu hổ không dám nói ra nguyên nhân. Đường Gia đành nghĩ cách cứu người ra, thông qua đủ loại mối quan hệ, gọi điện tới chỗ Hà Kỳ Vân. Hà Kỳ Vân dùng thái độ cứng rắn trả lời tất cả các phía, Đường Anh Bồi gây chuyện ở kiến nghiệp, phải chịu xử phạt ở kiến nghiệp. Chiếc Hammer của Đường Anh Bồi bị vứt ở ngõ học phủ một đêm, cửa kính bị đập vỡ hết, cảnh sát giao thông mới tới kéo đi. Muốn làm rõ tình hình ở Trương Châu không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể hoàn thành, nhưng một số bài viết có thể tung ra trước. Trung tuần tháng 4 tạp chí Cầu Thật thuộc phòng tuyên truyền tỉnh ủy Đông Hải cho đăng bài cần suy nghĩ kỹ càng tiến trình mở cửa tài nguyên khoáng sản cho tư nhân và tư bản nước ngoài do chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế tỉnh viết. Viện Nghiên cứu Kinh tế tỉnh là tủi khôn của chính phủ, tỉnh ủy về vấn đề chính sách kinh tế, đề tài 4 chỉ giới hạn ở trường Đông Hải lần đầu tiên đưa lên truyền thông, thể hiện tính khuynh hướng của chính phủ, tỉnh ủy Đông Hải. Trung tuần tháng 4, Diệp Chăn Dân về nhà ở kiến nghiệp, Trương Khắc nhân cơ hội gặp ông. Đề xuất hy vọng Cẩm Hồ có thể khống chế con đường xuất khẩu đất hiếm, đặc biệt với quốc gia như Nhật Hàn. Đương nhiên Diệp Chăn Dân muốn tỏ thái độ về vấn đề này cần nhiều tư liệu hơn, trực tiếp hơn nữa. Đem so với chuyện quan viên chính phủ địa phương bao che tư nhân khai thác trộm tài nguyên, khiến cho tài nguyên thất thoát, môi trường bị hủy hoại, mà với vị trí phó bộ trưởng thứ nhất Bộ Thương mại, ông ta càng muốn biết mánh khóe của doanh nghiệp ngoại trong tiến trình mở cửa khai thác tài nguyên khoáng sản hơn. Đương nhiên vấn đề này càng khó tra. Rất có khả năng quan viên phòng thương mại và ban đất hiếm quốc vụ viện đã bị doanh nghiệp ngoại hối lộ, thành chó săn cho người nước ngoài. Không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên thân phận của hai tên trung niên khác ăn cơm cùng Chu Cẩn Tỳ tới hạ tuần tháng 4 mới điều tra rõ ràng, cả hai đều là nhân viên cao cấp của công ty sản nghiệp đất hiếm Mitsui trú ở Trung Quốc, một là trì tá anh thọ, người phụ trách bên Nhật phái sang, một là nhân viên của sở nghiên cứu khoáng nghiệp Kim Sơn, được Mitsui lôi kéo sang làm nhân viên cao cấp. Công ty khoáng nghiệp Mitsui đặt ở Kim Sơn.
Tới đây chuỗi mắt xích lợi ích của việc điều chỉnh chính sách sản nghiệp đất hiếm đã hiện lên trước mắt rồi. Lại là Mitsui, lại là người nhà chỉ tá. Trương Khác đọc tư liệu mà hít một hơi khí lạnh, tài phiệt Mitsui từ thập niên 80 đã bắt đầu từng bước tăng cường thẩm thấu vào nền kinh tế trong nước. Trương Khác đã va chạm mấy lần, đầu tiên là đàm phán sắt thép Liên Hiệp Đông Hải với Tân Nhật Thiết của Mitsui, tới việc vào thị trường điện tử Nhật Bản, giờ tới điều chỉnh chính sách sản nghiệp đất hiếm, bóng dáng của Mitsui có mặt khắp nơi. Không biết chí tá Tú Tàng gặp ở triển lãm điện tử Tokyo và chí tá Anh Thọ này có quan hệ gì, nhưng có vẻ địa vị chí tá Tú Tàng cao hơn, gần đích hệ hơn. Nếu như bọn chúng biết có đôi mắt theo dõi đằng sau, chắc hẳn sẽ không sơ suất đi cùng với nhau như thế. Địch Đan Thanh cười trông như một lưỡi dao sắc bén, trong mắt mọi người cô đúng là nhân tuyển trợ thủ thích hợp cho Trương Khác, cảm giác nhạy bén, kinh nghiệm xử lý sự vụ phong phú. Chỉ cần manh mối này công bố ra ngoài, Chu Cẩn Tỳ dứt khoát nếm đủ. Vung gậy đánh chết Chu Cẩn Tỳ không phải là mục đích của tôi. Trương Khác nằm trên ghế mây trong vườn hoa tầng thượng, nhìn bầu trời xanh lam qua tán cây đan sen. Thù riêng đương nhiên phải đòi, có điều chúng ta còn có ân oán lớn hơn với Mitsui cần giải quyết. Từ Anh Thọ có thể đào bới sâu hơn, Mitsui muốn tác động thay đổi chính sách, tuyệt đối không chỉ lợi dụng ảnh hưởng ở giới học thuật, nếu nắm được chứng cứ phạm tội thương nghiệp của bọn chúng, không chỉ ngăn cản chuyển hướng chính sách, còn đả kích nghiêm trọng sự thẩm thấu của bọn chúng vào sản nghiệp đất hiếm trong nước. Chuyện tuy không liên quan tới Cẩm Hồ, nhưng tôi sẵn sàng làm thế. Nói là vậy nhưng Trương Khác biết không dễ chút nào, tài phiệt Mitsui thẩm thấu vào trong nước là chuyện từ thập niên 70, khi quan hệ Nhật Trung phục sinh, trong quan viên chủ quản chính sách kinh tế trong nước có rất đông du học ở Nhật, tâm lý huynh hướng ngả về phía Nhật là điều dự liệu được. Địch Đan Thanh hỏi, cậu muốn coi Mitsui là đối thủ tiềm tàng của Cẩm Hồ? Mitsui là một người khổng lồ, nói thế người ta nghe thấy sẽ cười chúng ta không tự lượng sức. Có điều sau này xung đột lợi ích sẽ ngày một nhiều, Sony, Panasonic đều là xí nghiệp thành viên của Mitsui, ngay cả Toshiba cũng có liên hệ trực tiếp với họ. Tài phiệt Mitsui đã tạo thành cả hệ thống công nghiệp nòng cốt khổng lồ, từ nghiên cứu, tài nguyên, chế tạo, không đâu không có, sự hùng mạnh của Mitsui có thể nói là ngấm sâu vào tận xương tủy của Nhật Bản rồi. Cho dù không có hạn chế của thể chế thì Mitsui cũng không phải một người khổng lồ bình thường mà Cẩm Hồ có thể dùng vài chục năm có thể theo kịp. Nhưng một điều có thể khẳng định, ở lĩnh vực điện tử, đặc biệt là điện tử tiêu dùng, va chạm với Mitsui sẽ ngày một lớn. Samsung Tam Tinh chỉ là một xí nghiệp điện tử, tài phiệt Mitsui Tam Tỉnh lại quy tụ mấy xí nghiệp điện tử ưu tú nhất của Nhật Bản đứng dưới cờ. Cẩm Hồ đuổi theo Samsung còn chưa kịp, đủ thấy khoảng cách với Mitsui lớn thế nào. Chương 827, hai sự lựa chọn. Địch Đan Thanh đặc biệt thích dáng vẻ Trương Khác lúc chỉ điểm Giang Sơn, mặc dù có thể thoát khỏi vũng bùn một cách sạch sẽ, nhưng quá khứ làm cô có một khát vọng gần như là bản năng với quyền thế, đem so với việc làm tình nhân của nam nhân này, Địch Đan Thanh càng hy vọng ở lại bên y làm trợ thủ hơn. Đang nghĩ gì thế? Thấy Địch Đan Thanh có chút thiếu tập trung, Trương Khác quay sang hỏi. Tôi đang nghĩ ánh mắt của cậu đã không còn ở trong nước nữa. Vậy mà điện tử Hoa Hạ hùng hổ quyết ăn thua với Cẩm Hồ. Địch Đan Thanh mỉm cười, khéo léo giấu đi suy nghĩ trong lòng, tiếp tục đề tài vừa rồi. Mấy công ty dưới Hoa Hạ định đồng loạt đưa ra 6 điện thoại mới vào tháng 5, xem ra bọn chúng muốn cắn chặt chúng ta không buông rồi. Mục tiêu có cao xa đến đâu cũng phải thực hiện từng bước một, không xác định được địa vị trong nước, sao nói gì tới cạnh tranh quốc tế. Trương Khác nhìn bản ghi chép bên cạnh. Chị bảo đám giám đốc Trần xem chiếc di động mới của chúng ta có thể xuất hiện sớm được không? Tôi không chịu nổi cái bản mặt đắc ý của Cát. Kiến Đức, hiện mục tiêu chiến thuật của Cẩm Hồ là muốn hóa giải sự thù địch của Hoa Hạ, nhưng không phải vẫy đuôi tỏ vẻ đáng thương cầu xin Cát Kiến Đức bỏ qua, mà là thông qua thủ đoạn thị trường đánh cho Hoa Hạ phải sợ, không dám sinh địch ý với Cẩm Hồ, giống Khoa Vương hiện nay, thật là ngoan ngoãn. Địch Đan Thanh ghi chép lại. Không còn chuyện gì khác tôi xuống đây, tối tham gia tiệc rượu cậu Địch mặc lễ phục gì, tôi chuẩn bị giúp cậu, một tiếng nữa tôi sẽ tới đón. Địch Đan Thanh mặc váy bó công sở xanh thẫm, lúc xoay người mông đong đưa, eo bó chặt càng làm cặp mông tròn trịa thêm gợi cảm mê hồn, đôi chân đi tất màu da, phối hợp với đôi giày cao gót đỏ, tạo ra hiệu quả tương phản, khiến chân, mông, eo đâu ra đó, làm người nhìn ngây ngất. Kiếp trước quá chìm đắm trong tình dục mà chẳng tới được mức độ khám phá hồng trần coi giai nhân như khô lâu, ngược lại sức đề kháng với cô gái xinh đẹp gợi cảm càng yếu, với tình cảm cũng không có thái độ chuyên tâm,
làm y kiềm chế chỉ vì không muốn để các cô gái trong lòng thương tâm thôi. Bữa tiệc tối nay là lần đầu tiếp xúc chuyển biến tư tưởng cạnh tranh giữa Đông Hải và Giang Nam, Phó Bí Thư, tỉnh trưởng Giang Nam là Lương Vĩ Pháp đích thân dẫn đội tới Kiến Nghiệp khảo sát học tập. Bao năm nay hai tỉnh, đặc biệt và Kim Sơn và Kiến Nghiệp cạnh tranh kịch liệt, nhưng năm ngoái quan viên Giang Nam điều chỉnh lớn, những quan viên mới tới như Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân chẳng hề có thành kiến gì với Đông Hải, mặt khác quan viên Đông Hải có suy nghĩ lại về việc cạnh tranh khu vực, thêm chương khác tích cực thúc đẩy đằng sau, cho nên mới có cuộc giao lưu tiếp xúc quy mô lớn này của hai tỉnh. Lần tiếp xúc này cũng đàm phán được rất nhiều thành quả, ký được hiệp nghị tăng cường hợp tác giao thông hai tỉnh, xây dựng đường cao tốc liên thông giữa Kim Sơn, Huệ Sơn, Kiến Nghiệp, còn có đường thủy, đường sắt, sân bay giữa hai nơi được tăng cường kiến thiết, thực hiệp nối tiếp chặt chẽ giữa ba thành phố. Bữa tiệc tổ chức ở nhà chiêu đãi chính phủ khách sạn Mai Viên, hai bên đều là quan viên chính phủ, trường khác thì gần tới lúc bữa tiệc kết thúc mới tới. Mai Viên là kiến trúc thời đầu dân quốc, từng là nhà riêng của quan viên quốc dân đảng, từ sau khi giải phóng tới nay luôn là nhà chiêu đãi chính chủ, tỉnh ủy. Mai Viên được xây dựa vào Mai Hoa Sơn, mặc dù không nổi danh bằng thập Lý Hương Tuyết Hải, nhưng cũng là nơi thưởng mai hay vào mùa mai, lúc này trừ nhành cây thưa thớt ra thì chẳng có gì để xem, ngược lại hoa đào trồng đầy núi đầy đường thì lại hết sức rực rỡ. Chương khác, Địch Đan Thanh và Chu Du tới phòng bên của Mai Viên đợi, một lúc sau Lý Viễn Hồ, Lương Vĩ Pháp, La Quân, Triệu Hữu Luân rời bữa tiệc đi tới. Mặc dù mới là lần thứ hai Chương khác gặp Lương Vĩ Pháp, Triệu Hữu Luân nhưng đôi bên đều không có gì xa lạ, nói rất nhiều chủ đề hợp tác kinh tế đa khu vực. Đoạn Hạ Du Tiểu Giang hình cái móc ngược trên bản đồ, tập trung năm thành phố lớn nhất của hai tỉnh, Kiến Nghiệp, Huệ Sơn, Hải Châu của Đông Hải, Kim Sơn, Trường Đình của Giang Nam. Trong đó Kiến Nghiệp và Trường Đình cách xa nhau nhất cũng chỉ có 260 km thôi, nếu không hỗ trợ xúc tiến lẫn nhau mà mạnh ai nấy làm, hoặc ngáng gạt nhau thì thật đáng tiếc. Cẩm Hồ sau này cũng có suy tính có đầu tư thích đáng ở Kim Sơn, thậm chí Trường Đình. Tất nhiên, nếu như hai tỉnh vẫn không thể rút mình ra khỏi cạnh tranh kinh tế khu vực hạn hẹp thì Cẩm Hồ đầu tư sang Giang Nam, đám Lý Viễn. Hồ, La Quân ngoài mặt không tỏ ra bất mãn, nhưng trong lòng quá nửa sẽ có khúc mắc. Hiện suy nghĩ vấn đề từ góc độ hợp tác khu vực, sẽ dễ dàng tiếp nhận bố cục sản nghiệp của Cẩm Hồ hơn. Trương Khác cũng chính thức đề cập với Lý Viễn Hồ, La Quân việc thu mua tập đoàn giấy Thần Hy, lấy đó làm cơ sở triển khai bố cục sản nghiệp ở Giang Nam. Lý Viễn Hồ, La Quân hiểu rất rõ một cơ cấu dân doanh mua xí nghiệp quốc hữu cỡ lớn có trở ngại lớn thế nào, lại biết chí hướng cao xa của Cẩm Hồ, không thể trói buộc được ở trong tỉnh Đông Hải, lại ở trước mặt đám Lương Vĩ Pháp, đương nhiên bày tỏ sự ủng hộ. Công tác chuẩn bị tiền kỳ thu mua Thần Hy do giấy Vân Nguyên của Malaysia tiến hành với danh nghĩa đàm phán liên doanh, đã tiến hành gần một tháng. Cao tầng quản lý của Thần Hy không biết chân tướng sự việc, chỉ tiếp xúc với danh nghĩa liên quanh, bảo mật nghiêm ngặt. Ở tỉnh Giang Nam cũng chỉ có vài người biết Cẩm Hồ có hứng thú với Thần Hy, làm thế là để giảm bớt trở lực có thể ở công tác tiền kỳ. Hiện đã có tìm hiểu khá sâu về tình hình kinh doanh và tài vụ của Thần Hy, Chu Du theo Trương khác tới là chính thức đại biểu giấy Tân Quang đưa hiệp ước mua Thần Hy cho Lương Vĩ Pháp. 2.2 tỷ, thậm chí còn hơn so với dự đoán của Lương Vĩ Pháp khá nhiều. Thần Hy mặc dù có lợi nhuận khá tốt, nhưng lợi nhuận có được do hy sinh môi trường xung quanh mà có, khấu trừ đi chi phí hoàn cảnh sinh thái, thì Thần Hy thành lỗ vốn. Cẩm Hồ ngoài báo giá, còn hứa đóng cửa dây chuyển sản xuất bột giấy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đảm bảo giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm của Thần Hy mà không yêu cầu gì về hỗ trợ thuế thu, tránh ảnh hưởng thu nhập tài chính địa phương. Một khi giải quyết được nguồn gây ô nhiễm chủ yếu của ẩm Mã Hà này, cuộc sống của người dân sẽ được cải thiện, nông lâm ngư nghiệp cùng du lịch sẽ được hồi sinh, tính toán được mất trong đó Lương Vĩ Pháp đã có cân nhắc. Đây đại khái là vụ xí nghiệp dân doanh mua quốc sĩ lớn nhất lịch sử rồi, lực cản không phải nhỏ đâu. Lý Viễn Hồ cùng hiểu lo lắng của ông ta, chuyện này rất có khả năng gây tranh cãi lớn, Lương Vĩ Pháp là nhân vật tiên phong, nếu phương án bị phủ quyết, sẽ là một bất lợi lớn trong sự nghiệp chính trị của Lương Vĩ Pháp. Nếu phương án này lực cản quá lớn, Tân Quang còn chuẩn bị một phương án khác. Trương Khác có suy tính rất đầy đủ. Giấy Vân Nguyên sẽ đại biểu Malaysia đầu tư vào Thần Hy thành lập công ty liên doanh. Dùng 1.8 tỷ mua 51% cổ phần của Thần Hy, các điều khoản khác không thay đổi. Hiển nhiên lấy danh nghĩa công ty hải ngoại liên doanh gặp lực cản ít hơn,
nhưng không giải được cơn khát tài chính hiện tại của chính phủ. Giang Nam, vì 1.8 tỷ này sẽ để lại ở nội bộ Thần Hy để phát triển, chính phủ không được xu nào. Thấy Lương Vĩ Pháp mắt có vẻ do dự khó quyết, Trương Khắc nhẹ nhàng nói. Tỉnh trưởng Lương hôm nay sẽ chỉ có thể mang một phương án về thôi, không biết tỉnh trưởng Lương sẽ lựa chọn thế nào. Chương 828, xảy ra chuyện rồi. Chỉ có thể mang một phương án về. Lương Vĩ Pháp ngắc nhiên, ông ta định mang cả hai phương án về cân nhắc thiệt hơn, thậm chí có thể đưa ra thường ủy thảo luận, Trương Khắc nói thế tức là ngoài ông ta ra không một ai có thể thấy phương án khác. Vì sao? Chúng tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian ở chuyện giấy Thần Hy, một khi con đường này không thông. Chúng tôi sẽ ma chóng lựa chọn con đường khác để tăng tốc phát triển của Tân Quang. Trương Khắc giải thích. Đúng vậy, với kiểu làm ăn lề mề lại quan liêu cửa quyền của cơ quan hành chính trong nước, chẳng biết ngày tháng năm nào mới thảo luận ra kết quả, có khi bên Giang Nam đòi đàm phán đồng thời ở cả hai phương án, cuối cùng do chính bọn họ quyết định, chắc Trương Khắc đập đầu vào tường, rồi lại như vụ Samsung liên doanh với Hương Tuyết Hải. Có điều yêu cầu Lương Vĩ Pháp phải lựa chọn bây giờ là thái độ rất cứng rắn. La Quân liếc nhìn Lý Viễn Hồ, thấy mặt ông ta bình thản, nghĩ. Trương Khắc và Lý Viễn Hồ xung đột vì vấn đề nhà máy bột giấy cũng đã nhạt theo thời gian rồi. Lý Viễn Hồ cá tính mạnh, người khác lấy thái độ cứng rắn trước mặt ông ta rất dễ gây xung đột, Lương Vĩ Pháp tính tình ôn hòa, tuy ngạc nhiên nhưng không phản cảm, đương nhiên cũng vì địa vị của Cẩm Hồ ngày một quan trọng. Trương Khắc lần này tới dự tiệc của quan viên hai tỉnh cũng chẳng phải vì chuyện Thần Hy không. Nhân có hai vị tỉnh trưởng ở đây. Tôi có tình hình muốn thông báo một chút. Lương Vĩ Pháp đang đau đầu lựa chọn, nghe Trương Khắc trịnh trọng nói có chuyện thông báo, đùa. Khắc thiếu gia nói như thế, luôn làm tôi thấy lo lắng vô cớ. Lý Viễn Hồ mỉm cười, ông ta hiểu tâm trạng này. Có chuyện gì thế? Cũng chẳng phải là chuyện nghiêm trọng lắm, chỉ là tôi thấy nên báo cáo cho hai vị tỉnh trưởng. Trương Khắc cười nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ nghiêm trang. Giáo sư Chu Cẩn Tỳ của Đợi Ết Đông Hải được ban đất hiếm quốc vụ viện ủy thác điều tra nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô. Có tin tức được chứng thực, Chu Cẩn Tỳ thời gian qua có qua lại mật thiết với cao tầng quản lý của City Kim loại đặc chủng Mitsui và Hoa Hy của Kim Sơn, có lẽ tỉnh trưởng Lương còn chưa biết Hoa Hy là con đường chủ yếu để tài nguyên đất hiếm chảy ra thị trường. Từ góc độ kinh tế địa phương mà nói, chính sách điều chỉnh theo quan điểm của Chu Cẩn Tỳ sẽ mở rộng quy mô sản nghiệp khai khoáng trương. Châu có lợi cho phát triển kinh tế địa phương hơn, đương nhiên cái lợi này chỉ giới hạn trong vòng 4,5 năm, cũng chỉ có lợi cho con số GDP. Theo đuổi con số kinh tế là hành vi vô trách nhiệm với người dân, giống như việc ủng hộ Cẩm Hồ mua Thần Hy là chính xác, điều này Lương Vĩ Pháp hiểu, nhưng điều này liên quan tới xung đột chính trị thể chế, quan viên tốt cũng khó mà làm việc tốt. Địch Đan Thanh giờ mới hiểu Trương Khắc lựa chọn thời cơ này đưa vấn đề đất hiếm ra là một chiêu hiểm, Lương Vĩ Pháp hoặc lựa chọn rút lui. Hoặc lựa chọn biểu hiện ra khí phách chính trị có trách nhiệm, như thế Cẩm Hồ cũng sẽ biết lựa chọn hướng đi tại Kim Sơn ra sao. Lý Viễn Hồ thấy vậy là hiểu Cẩm Hồ có nghiên cứu rất sâu về Lương Vĩ. Pháp mới tung ra hai vấn đề khó nhằn vào lúc này, ngoài ra tên nhóc. Trương Khắc có vẻ cũng chẳng ngại người ta cho rằng y lấy việc công trả thù riêng, đem cả ân oán của Chu gia cuốn vào. Loại thái độ này làm người ta dễ chấp nhận hơn một xí nghiệp lúc nào lấy tư thái cao. Suy nghĩ chiến lược quốc gia, quốc tế gì gì đó, con người đa phần hèn mọn họ dễ chấp nhận người hèn mọn một chút hơn là người lúc nào cũng tỏ ra thanh cao người ta có thể tôn kính có thể ghét, nhưng chắc chắn họ sẽ tránh xa. Triệu Hữu Luân nghe tin này thì hưng phấn, Chu Cẩn Tỳ là anh Chu Cẩn Du, nếu tin này truyền ra cũng là một đả kích lớn với Chu Cẩn Du. Có tội chứng gì không? Lương Vĩ Pháp đương nhiên phải làm rõ trước đã. Giám đốc Đường Anh Bồi của Hoa Hy nửa tháng trước sai cấp dưới tấn công một sinh viên Đợi Ết Đông Hải, bị cơ quan công an bắt giữ, cho tới nay vẫn trong sở câu lưu. Đường Anh Bồi có lời khai hành trình của ông ta từ ngày 12.13 ở Kiến Nghiệp. Trương Khắc trả lời. Tất cả lời nhờ vả, đánh tiếng, cầu xin tới chi cục công an khu Cao Tân. Kiến Nghiệp đều bị đá ngược lại, Đường Anh Bồi bị giam giữ đúng nửa tháng mới được thả ra, chịu một phen khổ sở, mặt gầy rộc đi. Đúng tối ngày 28, đúng 15 ngày không hơn không kém một giây, Đường Anh Bồi mới được thả. Dù có ngốc tới đâu Đường Anh Bồi cũng biết có người ở sau lưng chị mình, nhưng ông ta không hiểu gì cả, ở Kiến Nghiệp làm gì có đắc tội với ai chứ, càng không nghĩ lời khai hành trình ở đồn cảnh sát đường Mã Liên có gì quan trọng. Sau khi nhân vật xuất hiện trong hành trình của ông ta được xác thực,
sẽ là một mũi dao nhọn đâm vào Chu Cẩn Tỳ. Thả cùng với Đường Anh Bồi tất nhiên là hai tên cấp dưới, đi ra ngoài cảnh cửa sắt lớn, nhìn thấy anh trai Đường Anh Dục và cháu trai Đường Trung cùng nhân viên tùy tùng đợi bên ngoài, ngạc nhiên hỏi. Anh, sao lại tới đây? Lấy xe của em ra chưa? Lên xe rồi hãng nói. Đường Anh Dục mặt ấm trầm phất tay, bảo con trai và nhân viên lên xe sau. Em có đắc tội với ai ở kiến nghiệp không? Em không biết, bị nhốt trong đó nửa tháng, nghĩ vỡ đầu không hiểu sai sót ở chỗ nào. Chẳng lẽ có kẻ cố ý chơi khó chúng ta? Đường Anh Bồi hung hăng nói. Nếu để em biết kẻ nào dở trò, em sẽ cho nó biết tay. Anh vốn cũng không địch tới đây, có điều ở Trương Châu xảy ra chuyện rồi. Đường Anh Dục nhíu chặt mày. Tiểu Thiện sáng nay thấy có ba kẻ lén lút tìm hiểu tình hình mỏ quảng, liền bắt bọn chúng, em có biết thân phận bọn chúng là gì không? Phóng viên hay là điều tra viên bên trên? Là phóng viên. Vậy đút tiền vào mồm chúng. Đường Anh Bồi khinh bỉ nhổ phì một cái. Lũ phóng viên chó má này thật đáng hận, lần nào cũng xuống kiếm trác, tưởng chúng ta là ngân hàng trác. Chuyện không đơn giản như thế, ba kẻ này không đòi tiền, thái độ rất ngông cuồng, khi đó còn cướp lại phim camera từ Tiểu Thiện ra tay giáo huấn bọn chúng, lục soát giấy chứng minh trên người. Là phóng viên Tân Hoa xã và chính nhánh Giang Nam, lúc anh tới thì ba kẻ đó đã bị đánh không còn ra hình người nữa, điều kiện gì cũng không chấp nhận, uy hiếp không xong, đút tiền không xong, giờ nhốt cũng không được, thả cũng không được. Đường Anh Dục rất lo lắng. Ba kẻ này tới Trương Châu 4 ngày sau khi em bị giam, anh thấy có chút liên quan, cho nên mới tới đây, muốn cùng em xem sai sót xảy ra ở chỗ nào. Hay là đi tìm Chu Cẩn Tỳ. Đường Anh Bồi cũng biết chuyện nghiêm trọng rồi. Anh chưa tiếp xúc nhiều với lão già đó, nhưng cũng biết đó là con hồ ly, nếu để lão ta biết, chúng ta phải tốn bao nhiêu tiền mới kéo được lão ta vào cùng một chiến hào. Đường Anh Dục thậm chí nghi ngờ Chu Cẩn Tỳ đã bán đứng bọn chúng trước rồi. Tiểu Thiện lúc bắt người có ai thấy không? Đường Anh Bồi đột nhiên gằn giọng hỏi. Thôi Úc Mạn đứng ngồi không yên, anh cô từ sau khi tới Trương Châu mỗi tối đều gọi điện báo tin bình an, cô cũng biết chuyện âm thầm điều tra này có nguy hiểm, dù sao kết quả công bố ra sẽ đả kích nghiêm trọng lợi ích của đám khai thác trộm. Hôm nay đã hơn 9 giờ rồi vẫn chưa nhận được điện thoại của anh trai, cô rất lo. Có lẽ chỉ quá lo thôi, anh ấy có thể bị chuyện gì làm trì hoãn, điều tra bên ngoài có rất nhiều tình huống đột phát không dự liệu được, không kịp về nhà khách, vì lấy được tin tức có giá trị cắm chốt suốt đêm cũng có khả năng, và lại Trương Châu nhiều đồi núi, đường xá kém chất lượng, có khi xe bị nổ lốp, trên núi di động lại không có sóng. Thôi Úc Mạn tự an ủi bản thân như thế, cố xua đi lo lắng trong lòng. Cũng không gọi điện cho cha mẹ, bị cười cho vì chút chuyện vặt mà cuống lên. Rời khỏi văn phòng khóa, Thôi Úc Mạn thấy bụng đói đói, đi tới phía cổng trường, nhìn thấy Đỗ Phi và Tịch Nhược Lâm đi phía trước. Nhớ ra trước khi đi Trương Châu anh trai định tìm Trương Khắc tìm hiểu tình hình, trong lòng lại khơi lên lo lắng, nghĩ tìm Trương Khắc hỏi thăm chút tình hình Trương Châu sẽ yên tâm hơn, liền lên tiếng gọi. Đỗ Phi! Ơi! Mai post tiếp nhé! Chương 829, giấu quá kín. Ồ, cô giáo Tiểu thôi, cô tìm em à? Đỗ Phi đứng lại. Cậu có liên hệ được với Trương Khắc không? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta. Có chuyện trong trường sao? Đỗ Phi đương nhiên không vì Thôi Úc Mạn muốn tìm Trương Khắc là gọi điện thoại ngay, phải hỏi cho rõ đã. Thôi Úc Mạn không quen bị Đỗ Phi hỏi như thế, nếu là sinh viên khác, cô ta tuyệt đối không nhiều lời, nhưng biết thân phận của hai sinh viên này đặc thù, và lại cũng rất muốn tìm Trương Khắc hỏi chuyện Trương Châu, nói. Cậu ấy tranh luận với giáo sư Chu có nói tới Trương Châu, tôi muốn tìm hiểu tình hình tương quan. Hả, không phải chuyện qua rồi à? Đỗ Phi hỏi lại, dù chuyện này vẫn còn tiếp tục ở cao tầng, song không liên quan gì tới thân phận sinh viên của Trương Khắc nữa. Thôi Úc Mạn thấy Đỗ Phi hỏi quá nhiều, có một số vấn đề nhất thời lại không thể giải thích ra sao, lúng ta lúng túng. Đỗ Phi nhìn ra cô ta lo lắng, không hỏi tiếp nữa. Tịch Nhược Lâm là trợ lý chủ nhiệm quan hệ với Thôi Úc Mạn cũng hài hòa, nói giúp. Cậu gọi điện thoại cho Trương Khắc giúp chủ nhiệm thôi đi. Đỗ Phi suy nghĩ rồi lấy điện thoại gọi Trương Khắc hỏi y ở đâu. Lúc này Trương Khắc đã rời khách sạn Mai Viên, đang trên đường Đông Hoa, thấy một chiếc Mercedes đi ở phía trước, còn có hai chiếc xe khác theo sau, Phó Tuấn quay đầu lại nói. Đường Anh Dục của khoáng nghiệp Hoa Hy đích thân tới đón Đường Anh Bồi, có vẻ như bọn họ cũng tới đợi ết Đông Hải như chúng ta. Chu Cẩn Tỳ không phải vẫn tĩnh dưỡng ở quân y viện à?
Trương Khắc hỏi. Đúng vậy, ngoài ra tôi vừa liên hệ với Mã Hải Long, hôm nay ở Trương Châu có vẻ đề phòng nghiêm ngặt, không biết xảy ra chuyện gì. Đi về phía NS Đông Hải chẳng có nhà khách cao cấp, lại chẳng phải đường thông tới Trương Châu, không biết bọn chúng tới gặp ai đây. Trương Khắc nhận được điện thoại của Đỗ Phi, hỏi có chuyện gì. Cô giáo Tiểu Thôi tìm mày, có vẻ lo lắng. Trương Khắc lấy làm lạ, lần trước Thôi Úc Mạn cũng đột nhiên thông qua. Đỗ Phi tìm mình, thấy ngõ học phủ đã trong tầm mắt, liền nói. Tao sắp tới ngõ học phủ rồi. Vậy mày tới quán nét đi, bọn tao đợi mày ở đó. Trương Khắc xuống xe ở ngõ, ba chiếc xe kia cũng đỗ trước ngõ, người thì đi rồi, chắc vào trong ngõ, thấy thế Phó Tuấn cũng xuống theo, đi sau. Trương Khắc một quãng, còn gọi điện cho hai vệ sĩ khác tới. Tới trước quán nét, nhìn thấy Đường Anh Bồi cùng một người trung niên trông rất giống ông ta đang đứng trước cổng đợi ếch Đông Hải ngó nghiêng, chắc đó là Đường Anh Dục, lão đại của Đường gia, khí chất nho nhã, thật khó mà tưởng tượng được một nhân vật như thế khống chế thế lực ngầm ở Trương Châu hơn 10 năm. Trương Khắc phái liền ba nhóm nhân mã tới Trương Châu điều tra, một số vấn đề đã có manh mối, đầu thập niên 90, khi nhu cầu đất hiếm trên thị trường quốc tế tăng vọt, tập đoàn khai thác trộm do anh em Đường Anh Dục, Đường Anh Bồi dùng thủ đoạn đẫm máu đem đại đa số điểm khai thác trộm lũng đoạn dưới khoáng nghiệp Hoa Hy. Những năm gần đây, mỗi năm bọn chúng kiếm được hơn 100 triệu. Đường Anh Dục thấy chuyện em trai bị bắt ở ngõ học phủ rất có vấn đề cho nên mới đích thân tới xem. Đột nhiên nguy cơ ập tới Đường ra đều từ cái ngõ này, chuyện điều chỉnh sản nghiệp đất hiếm trở nên mong manh, lại còn nảy nòi đám phóng viên Tân Hoa xã ngầm điều tra. Đường Anh Bồi cũng nhìn thấy Trương Khắc, liền nhỏ giọng nói với anh trai, lần này không lỗ mãng trực tiếp phải người tóm lấy Trương Khắc hỏi nữa, vào sở câu lưu từ trong miệng đám lưu manh kiến nghiệp được biết sau sự kiện sinh viên học viện thể dục bao vây ký túc xá nữ học viện âm nhạc, chị An xung quanh đây rất nghiêm, đồn cảnh sát đường mã liên trang bị tốt hơn hẳn các đồn cảnh sát khác. Đêm khuya cũng có cảnh sát tuần tra. Đường Anh Dục nhìn thấy Trương Khắc cảm thấy y cũng bình thường, mày nhíu lại, suy nghĩ rốt cuộc vấn đề xảy ra ở mắt xích nào. Đường Trung nhìn thấy Trương Khắc thì hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không đem chuyện mình bị người ta bỡn cợt nói ra. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh em họ Đường, Trương Khắc thì nghĩ các phương diện hành động rất kín, chắc chưa tới độ đánh rắn động cỏ, sao bọn chúng lại có vẻ cảnh giác đến thế. Đi vào quán nét, thấy Đỗ Phi, Tịch Nhược Lâm, Mông Nhạc và Thôi Úc Mạn đều ngồi ở chỗ nghỉ ngơi trước quầy ba tổn hợp. Đỗ Phi thấy hai vệ sĩ theo sau lưng Trương Khắc đứng ở cổng quán ba canh gác, ngạc nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Đám người đó từ Trương Châu tới. Trương Khắc chỉ đám Đường Anh Bồi vẫn đang đứng ở đường đối diện. Hôm nay ông ta được thả. Hi hi, cô giáo Tiểu Thôi vội tìm em có chuyện gì thế ạ? Có phải vì em trốn học không? Bọn họ là người Trương Châu à? Thôi Úc Mạn tai thính, tâm tư cô đang rất nhạy cảm tất cả mọi vấn đề liên quan tới Trương Châu đều liên hệ tới anh trai mình, đứng dậy chạy ra cửa sổ nhìn. Trương Khắc rất lấy làm kỳ quái vì thái độ của Thôi Úc Mạn. Sao thế ạ, bọn họ từ Trương Châu tới thì có liên quan gì tới cô? Thôi Úc Mạn cảm thấy khó mở miệng, trước kia luôn châm chích nhạo báng đứa học sinh này, giờ có việc nhờ tới người ta, do dự mãi mới nói. Lần trước ở giảng đường cậu có nói tới vấn đề khai thác trộm và ô nhiễm ở Trương Châu, có phải cậu hiểu rất rõ tình hình nơi đó? Trương Khắc nhíu mày nhìn Thôi Úc Mạn, so với cô gái 3 năm trước giang tay chắn trước chiếc xe của Triệu Ti Minh không có gì khác biệt, khuôn mặt xinh đẹp, tóc đuôi ngựa gọn gàng, tính cách vẫn nhiệt tình hấp tấp như thế, mặc dù Trương Khắc không ghét Thôi Úc Mạn chút nào, nhưng thấy cô ta là lại đau đầu. Cô giáo muốn tìm hiểu gì về Trương Châu nên tìm sinh viên Trương Châu chứ, tìm em làm gì? Tới tìm Trương Khắc chỉ là ý nghĩ đột xuất khi thấy Đỗ Phi thôi, Thôi Úc Mạn không hy vọng có được tin tức an ủi nào từ Trương Khắc, cũng không biết phải hỏi từ đâu. Chủ nhiệm thôi, chị lo cho anh chị à. Tịch Nhược Lâm biết một số chuyện vì nghe Thôi Úc Mạn nói chuyện với anh trai trong văn phòng mấy lần, thấy Thôi Úc Mạn mẫn cảm với chuyện. Trương Châu như thế liền hỏi. Trương Khắc càng chẳng hiểu ra sao, anh trai Thôi Úc Mạn có liên quan gì tới Trương Châu. Chuyện ngầm điều tra không thể tùy tiện nói ra tránh tiết lộ hành tung, nhưng Tịch Nhược Lâm đã nói rồi, Thôi Úc Mạn nghĩ có nói cho Trương Khắc cũng không sao. Anh tôi là phóng viên, mấy ngày trước cậu tranh luận với giáo sư Chu về chuyện đất hiếm, tôi có kể cho anh tôi nghe xong liền quyết định tới Trương Châu điều tra, hôm nay tới giờ vẫn không có liên hệ, tôi muốn tìm cậu hỏi chuyện Trương Châu, liệu điều tra có nguy hiểm không?
Đỗ Phi nhớ ra người đi cùng Thôi Úc Mạn tìm Trương Khắc lần trước, đưa tay ôm mặt. Là cái ông dâu xồm đó à? Em còn tưởng là cha chú gì của cô giáo, anh ấy làm ở báo nào thế? Anh tôi đấy, trông có vẻ già, là phóng viên tổng bộ Tân Hoa xã. Thôi Úc Mạn cười ngượng. Lần trước anh ấy tới kiến nghiệp là muốn tìm Trương Khắc hỏi chuyện Trương Châu Tiện cho việc điều tra. Hôm nay không liên hệ được, hay mấy ngày rồi không có liên hệ. Trương Khắc cau mày, nhìn ra bên ngoài, anh em họ Đường đã rời đi. Ngày nào cũng liên hệ, chỉ hôm nay chưa thấy đâu. Thôi Úc Mạn thấy vẻ mặt Trương Khắc trở nên nghiêm trọng, càng lo hơn. Mới một tối chưa liên hệ mà, chắc có chuyện gì đó chỉ hoãn thôi. Mông Nhạc còn tưởng có vấn đề gì to tát. Hơn nữa ai dám đắc tội với phóng viên Tân Hoa xã chứ? Chúng ta lên lầu nói chuyện. Trương Khắc đứng dậy, hôm nay tình hình Trương Châu trở nên bất thường, đám Đường ra cũng đột ngột cảnh giác, y luôn hoài nghi có phương diện nào đã đánh rắn động cỏ không ngờ là phóng viên Tân Hoa xã hay tin ngầm đi điều tra. Không biết chuyện này gây ra diễn biến tốt xấu thế nào. Dáng vẻ trịnh trọng của Trương Khắc càng làm Thôi Úc Mạn thêm hoảng, cũng thêm tin tưởng Trương Khắc hiểu chuyện Trương Châu. Không tới mức như vậy chứ, tao không nghe nói trong nước có thế lực nào dám gây chuyện bất lợi cho phóng viên Tân Hoa xã. Đỗ Phi cũng rất bất ngờ. Theo lý mà nói, Đường Anh Dục có điên tới đâu cũng không dám hạ độc thủ với phóng viên Tân Hoa xã, dù sao phóng viên phái ra ngoài, vô duyên vô cớ mất tích, thì cả vùng đó sẽ bị xới tung lên để điều tra. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối, nếu họ có chứng cứ đủ để tiêu diệt đám Đường Anh Bồi, đánh tan tập đoàn khai thác trộm Trương Châu, bọn chúng dám làm bất kỳ điều gì để chống cự. Hôm qua anh trai cô liên hệ có nói là hôm nay đi đâu điều tra không? Trương Khắc hỏi. Thôi Úc Mạn lo lắng nói. Hai hôm nay bọn họ luôn ở nơi tên là Tây Đường. Trương Khắc vỗ trán, thấy Đỗ Phi đưa mắt hỏi, liền nói. Trấn Tây Đường là xào huyệt của Hoa Hy, anh em Đường Anh Dục phất lên từ đó. Rồi hỏi Thôi Úc Mạn. Mấy phóng viên đó hình dạng ra sao, em liên hệ với một người, cô nói rõ tình hình cho họ. Cậu nói anh tôi có khả năng xảy ra chuyện rồi. Thôi Úc Mạn lo thắt ruột. Dù sao cô chưa trải qua sóng gió gì, chuyện 3 năm trước chỉ có chút hoảng sợ thôi, lòng rối loạn, nói vội. Bọn họ tổng cộng có 3 người, 2 từ tổng bộ, 1 của chi nhánh. Hay là trực tiếp báo cho cảnh sát Trương Châu để bọn họ tìm người. Mới tối nay chưa liên lạc, cảnh sát Trương Châu sao chịu giúp cô tìm người. Cho dù có báo về Tân Hoa xã bọn họ cũng không coi trọng. Đỗ Phi hỏi Trương Khắc. Xảy ra chuyện được sao? Phía Trương Châu và những kẻ kia hôm nay phản ứng rất lạ, tao hoài nghi có người đánh có động rắn rồi, đương nhiên cũng chưa chắc là xảy ra chuyện. Trương Khắc gọi điện cho Mã Hải Long. Thôi Úc Mạn nghe vậy kinh sợ. Chuyện gì vậy, đánh cỏ động rắn là sao? Bên phía em cũng đang tra vấn đề của Trương Châu, cho nên có thể biết tình hình nơi đó mọi lúc, vừa rồi đám người đứng ở trước quán nét chính là đám đào trộm mỏ lớn nhất ở Trương Châu, thường ngày bọn chúng rất ít khi rời khỏi Trương Châu. Lúc này điện thoại đã thông, Trương Khắc liền nói với Mã Hải Long trước. Mấy ngày qua có 3 phóng viên của Tân Hoa xã ngầm tới Tây Đường điều tra, trong đó một người để râu quai nón. Miêu tả lại 3 người theo lời kể của Thôi Úc Hằng. Trương Khắc cúp điện thoại nói. Bên kia nhìn thấy anh cô và 2 người khác tới trấn Tây Đường, nhưng không biết họ đi chưa, hiện chỉ có thể phái người tới nhà khách anh cô ở và trấn Tây Đường nghe ngóng tin tức. Có phải mất tích không thì phải đợi một chút mới biết. Nghe vậy Thôi Úc Mạn đương nhiên nghĩ tới hướng nghiêm trọng nhất, cuống cả lên, chẳng kiên nhẫn đợi tin được nữa, cầm máy bàn gọi về nhà. Tiểu Hồ, ba tôi đâu, đang họp à? Mau phải người đi tìm ba tôi, anh tôi có khả năng xảy ra chuyện rồi, bảo ba tôi khẩn cấp thông báo cảnh sát Trương Châu tìm người. 3 năm trước Trương Khắc có sai người tra bối cảnh của Thôi Úc Mạn nhưng không tra ra được điều gì, nghe ngữ khí của cô chừng như chắc chắn điều động được cảnh sát Trương Châu tìm người. Một lúc sau bên kia điện thoại có tiếng đáp, Thôi Úc Mạn gần như bật khóc. Ba, anh có thể xảy ra chuyện ở Trương Châu xảy ra chuyện rồi. Trương Khắc ra hiệu với Thôi Úc Mạn, ý bảo y muốn nói chuyện với cha cô, có một số chuyện cần chú ý, nếu không chỉ ép đối phương vào đường cùng, khiến chúng càng hạ quyết tâm giết người bịt miệng, nếu quan hệ của. Thôi ra không đủ, Trương Khắc đành nhờ Lương Vi Pháp cứu người. Thôi Úc Mạn hoảng rồi, chẳng thể nói rõ được nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì con bảo người nói với ba. Liền đưa điện thoại cho Trương Khắc. Tôi là Thôi Văn Nghị, đã xảy ra chuyện gì? Bên kia điện thoại truyền tới giọng trầm mà uy nghiêm.
Giọng điệu như chất vấn này chỉ có người ở vị trí cao lâu năm mới hay có, Trương Khắc đáp. Tôi là học sinh của cô giáo Tiểu Thôi, ở phía kiến nghiệp cũng có báo điều tra vấn đề phía Trương Châu, chỉ có điều trước đó không liên hệ với phóng viên Thôi, hiện chỉ biết phóng viên Thôi hôm nay tới Trấn Tây. Đường không có liên lạc, nhưng phóng viên phía kiến nghiệp phát hiện ra phía Tây đường có điểm bất thường, cho rằng có sự kiện phóng viên Thôi mất tích cần phải đối đãi thận trọng. Không rõ tình hình Thôi ra ra sao, càng không rõ con người cha Thôi Úc. Mạn thế nào, tất nhiên không thể nói hết cho ông ta biết. Chỉ mong ông ta có thể đánh giá đúng tầm nghiêm trọng của việc này. Thôi Văn Nghị im lặng chốc lát lại hỏi tiếp. Các cậu cho rằng ở Trương Châu có vấn đề gì mà xuống điều tra? Chỉ tiếp xúc trong chốc lát, Trương Khắc có thể đoán ra Thôi Văn Nghị tâm tư kín đáo, hơn nữa lập tức nắm được mấu chốt của vấn đề, chẳng biết cái tính hấp tấp của Thôi Úc Mạn kế thừa từ ai, Trương Khắc cũng suy nghĩ một lúc mới đáp. Tình hình Trương Châu khá phức tạp. Vì lợi ích cực lớn của việc khai khoáng khiến một số quan viên chính phủ cam tâm làm ô dù bảo hộ cho các thế lực đen đó. Có nhiều quan viên thậm chí nắm cổ phần ở các mỏ lậu. Trương Châu, có thể khẳng định sơ bộ người Trương Châu vì khai thác trộm nên gắn kết với nhau thành mạng lưới lợi ích, hiện không thể phán đoán mạng lưới này lớn mạnh tới cỡ nào. Trương Khắc cũng chỉ nói tới đó thôi, chưa đủ chứng cứ, y sẽ phải gánh trách nhiệm chính trị. Ý cậu nói là tìm người không nên thông qua địa phương. Thôi Văn Nghị hiểu rất nhanh. Trong cái tổ vỡ làm gì có chứng lành, dù Thôi ra thế lực thông thiên, dù Thôi Úc Hằng có bùa hộ thân Tân Hoa xã, cũng không thể ngăn anh em họ Đường kéo người chết chùm, lúc đó thông qua người của Trương Châu tìm được Thôi Úc Hằng mới là lạ. Thời buổi này, nước ngoài vì tranh giành lợi ích mà người ta giết cả mấy vị tổng thống rồi, trong nước cũng có mấy vị bí thư tỉnh ủy bị ám sát hụt, còn có chuyện quan viên thành ủy bị giết cả nhà bị đầu mối, ép con thú vào đường cùng thì hậu quả rất khó lường. Trương Khắc không đáp, coi như ngầm thừa nhận, phía bên kia điện thoại có tiếng hít hơi khe khẽ, chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Thôi Úc Mạn đứng ngồi không yên, mắt nhìn Trương Khắc không chớp, tay nắm lấy mép bàn tới trắng bệch, hơi thở như ngừng lại. Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc, Tịch Nhược Lâm đều ý thức được chuyện quá nghiêm trọng, nhưng bọn họ không giúp được gì, chỉ biết đợi ở Trương Khắc. Một lúc sau Thôi Văn Nghị lại hỏi. Mời cảnh sát vũ trang địa phương giúp vậy, phía cậu có cách ổn thỏa hơn không? Nghe khẩu khí ông ta tựa hồ bất đắc dĩ lắm mới mời quân đội trú tại địa phương giúp tìm người, nhưng vì một tin tức chưa được xác thực, thông qua quan hệ hay trực tiếp điều động quân đội là chuyện rất phạm húy, quyền lực to tới đâu cũng bị người ta chất vấn. Hơn nữa cảnh sát vũ trang ở phương diện yêu cầu tỉ mỉ chu đáo không phải sở trường, bọn họ là bộ đội tính chất bảo vệ, hơn nữa do chế độ luân phiên, khả năng cảnh sát vũ trang bị thế lực địa phương làm hủ bại tương đối nhỏ, điều động họ là ổn thỏa nhất, Trương Khắc nói. Vậy phía tòa báo bên này cũng phái phóng viên hỗ trợ. Tốt rồi, vậy cậu đợi điện thoại của tôi. Thôi Văn Nghị nói đúng một câu rồi cúp điện thoại. Di động của Trương Khắc vang lên, Mã Hải Long từ Trương Châu báo cáo về. Cảnh sát Trương Châu có hành động lạ, đường vào Tây đường đều bị lập chốt kiểm tra, người ngoài bị tra xét nghiêm ngặt, nói là bên trong Tây. Đường có vụ án, tình hình không ai nói rõ được, cũng may chúng tôi có người ở Tây đường nếu không vào được đó là rất khó. Phía nhà khách, Thôi Úc Hằng, người của tôi vừa tối đó nghe nói buổi chiều cảnh sát tới điều tra, không đam hỏi kỹ, chỉ biết ba phóng viên đó chưa về nhà khách, tôi phải đích thân tới Tây Đường một chuyến. Chương 830, giải cứu. Trương Khắc căn dặn, bên này khả năng liên hệ được với cảnh sát vũ trang cần anh tới phối hợp, anh đừng hành động vội. Thôi Úc Mạn mặt đầm đìa nước mắt nhưng môi mím chặt, không để khóc ra tiếng, mọi người im lặng chờ đợi trong căng thẳng lo lắng. Đại khái chứng 7-8 phút sau, điện thoại trên bàn vang lên. Trương Khắc nhấc điện thoại, là giọng Thôi Văn Nghị. Cảnh sát vũ trang tỉnh Giang Nam có một đơn vị trú ở giữa Kim Sơn và Trương Châu, có thể điều người tới, đây là số điện thoại của Đại tá Lê. Kiến Minh, cậu nhớ kỹ. Tuy có thể nhớ được nhưng Trương Khắc cẩn thận lấy giấy ghi lại, đặt điện thoại xuống hỏi Thôi Úc Mạn. Nhà cô giáo ở trong hệ thống quân đội à? Thôi Úc Mạn lòng như lửa đốt. Hỏi lại theo bản năng. Sao cậu biết? Người đứng đầu tổng đội cảnh sát vũ trang Giang Nam là thiếu tướng hay đại tá thì Trương Khắc không rõ, song chỉ 7,8 phút mà Thôi Văn Nghị đã có thể liên hệ với một vị đại tá chứng tỏ phải có liên quan rất sâu tới quân đội, nếu chẳng phải ban đầu ông ta không khẳng định lắm về việc dùng tới quan hệ cảnh sát vũ trang, Trương Khắc còn đoán ông ta là cao tầng cảnh sát vũ trang. Cảnh sát vũ trang tuy trước năm 96 luôn thuộc về Bộ Công an, nhưng tính chất bảo vệ là chính. Nên quyết định có quan hệ mật thiết với phía quân đội hơn,
rất nhiều tướng lĩnh cao tầng cảnh sát vũ trang đều từ quân đội điều sang. Trương Khắc không trả lời, gọi điện cho Mã Hải Long, bảo hắn liên hệ với đại tá Lê Kiến Minh, sau đó cúp điện thoại nhìn Thôi Úc Mạn. Hiện chỉ có thể đợi thôi. Đã dùng tới cảnh sát vũ trang rồi, tuy lòng rất lo lắng, nhưng Thôi Úc Mạn không còn hoảng loạn nữa, trong lòng ít nhiều vẫn còn mang chút hy vọng anh trai gặp chuyện bất ngờ mà không kịp liên lạc. Điện thoại trên bàn lại reo, Trương Khắc đánh miệng cho Thôi Úc Mạn bảo cô tự nghe, chuyện Thôi Úc Hằng đã như vậy, tiếp theo hẳn chỉ là Thôi ra họ an ủi nhau thôi, nói. Tôi khát nước, xuống nhà lấy đây, có ai cần uống không? Trương Khắc xuống lầu, bảo Phó Tuấn. Anh liên hệ với Đan Thanh, bảo chị ấy nói với phía Côn Đằng và báo Kiến Nghiệp tạm ngừng cho đăng chuyện Trương Châu. Lúc này cần tránh kinh động tới đám Đường Anh Dục, để bọn chúng nghĩ chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, như thế mới có cơ xoay chuyển. Cầm bình nước, nghĩ một lúc Trương Khắc ngồi vào góc khu nghỉ ngơi, gọi cho Lương Vĩ Pháp. Tỉnh trưởng Lương vẫn trên đường ạ. Lương Vĩ Pháp thấy Trương Khắc vừa tạm biệt không lâu đã gọi điện tới, liền hỏi. Có chuyện gì thế? Hôm nay cậu ném liền cho tôi hai vấn đề khó nhằn, thấy điện thoại của cậu tôi hơi sợ đó. Cứu Thôi Úc Hằng thì nhất định. Có cơ hội mượn thế trừ đi ung nhọt của Trương Châu, Trương Khắc sẽ không bỏ qua. Tại khách sạn Mai Viên, Lương Vĩ Pháp do dự mãi, cuối cùng lựa chọn phương án mua trọn gói của Cẩm Hồ, mặc dù ông ta phải gánh nguy hiểm chính trị nhất định, nhưng phương án này có lợi nhất cho giải quyết khốn cục của Giang Nam, đồng thời cũng biểu thị không dung thứ cho chính phủ địa phương và tư nhân câu kết khai thác khoáng sản trộm, phá hỏng môi trường sinh thái tiếp tục diễn ra. Hạ quyết tâm thì dễ, nhưng là một tỉnh trưởng mới điều tới, căn cơ còn chưa vững. Lại muốn đụng chạm vào lợi ích địa phương, khó khăn thế nào khỏi nói cũng biết. Nhưng nhìn theo chiều ngược lại, vừa mới tới dám lập tức đụng chạm vào hai vấn đề khó nhằn nhất, nếu thành công, sẽ dựng lên quyền uy, hình tượng quan viên khí phách trách nhiệm, hiển nhiên sau này kẻ nào dám chống lại ông ta sẽ phải cân nhắc kỹ, cực kỳ có lợi cho việc triển khai công tác, chút nguy hiểm kia cũng đáng. Trương Khắc đem tình hình kể qua, không nói kỹ lắm, chỉ nói có ba phóng viên Tân Hoa xã ngầm điều tra bị mất liên hệ. Nếu bên phía Tân Hoa xã xác định người của mình bị bắt giam phi pháp tại Trương Châu, thì đó sẽ là vụ án cực lớn, quá nửa sẽ thông báo cho Lương Vĩ Pháp lập tức, hy vọng ông ta có biện pháp chuẩn bị ứng phó. Hay là chúng tôi lập tức phái sở công an tham gia điều tra. Lương Vĩ Pháp không dám xem nhẹ an nguy của phóng viên Tân Hoa xã. Bên này đã mời cảnh sát vũ trang phái người hiệp trợ, tôi thấy đợi tin tức xác thực rồi thông báo cho cảnh sát thì tốt hơn, dù sao hiện chưa mất liên lạc lâu lắm. Lương Vĩ Pháp không bất ngờ Trương Khắc có thể thông qua quan hệ nhờ cảnh sát vũ trang tìm người, không hỏi kỹ, chỉ nói. Khi nào có tin tức xác thực cứ liên hệ với tôi. Kết thúc điện thoại, Phó Tuấn cũng vừa thông báo cho địch Đan Thanh xong, Trương Khắc uống một ngụm nước hỏi. Anh xuất thân quân ngũ, đã nghe thấy cái tên Thôi Văn Nghị bao giờ chưa? Ông ấy là phó chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ Khoa học Quốc phòng TW, từng làm phó bộ trưởng Bộ Quân vụ thuộc Bộ Tham mưu. Hiện giờ chắc tính là phó bộ trưởng bộ tổng trang bị rồi. Học thuộc lý lịch tướng lĩnh cấp cao cũng là bài học gần như bắt buộc của quân nhân, Phó Tuấn đáp. Ông ấy hình như quê gốc ở Hải Châu, cha ông tấy là thiếu tướng, tiếc là qua đời sớm, Hải Châu không có mấy vị tướng, mà nhà ông ta đã có hai người. Không ngờ là tướng lĩnh xuất thân kỹ thuật, bộ tổng trang bị do tính chất đặc thù, lãnh đạo chủ yếu quá nửa là các học giả, có điều Thôi Văn. Nghị Trừng đảm nhận chức vụ trọng yếu ở Bộ Tổng Tham mưu, như vậy sức ảnh hưởng trong quân không cần phải nghi ngờ. Trương Khắc thấy Phó Tuấn nghi hoặc, chỉ ngón tay lên trên lầu. Thôi Úc Mạn, thảo nào trước kia chúng ta không tra được bối cảnh của cô ấy. Phó Tuấn cũng cảm thấy hơi bất ngờ, may mà trước kia không có tra tiếp, nếu không bị ban ngành liên quan hiểu lầm thì rất rắc rối. Xem ra trước kia ngăn cản hành vi cầm thú của Triệu Ti Minh, Vạn Thiên. Tài không phải chỉ cứu mình Thôi Úc Mạn mà cứu luôn hai thằng xúc sinh đó, nếu không Thôi Úc Mạn có bể gì, hai thằng đó cũng tiêu, đời đúng là chẳng ai học được chữ ngờ. Trương Khắc chống cắm, nghĩ ra một chuyện, dặn. Anh đi xác nhận khách sạn đám Đường Anh Dục chú chân, rồi liên hệ Hà. Kỳ Vân chuẩn bị, nếu giải cứu thất bại, khả năng cần lập tức bắt lấy bọn chúng. Phía Trương Khắc chỉ có thể ngồi đợi. Mã Hải Long hội họp cùng tiểu đội cảnh sát vũ trang của Lê Kiến Minh ngoài trấn Tây Đường thì đã là 2 giờ sáng. Tới lúc này vẫn chưa có thêm tin tức về Thôi Úc Hằng, sơ bộ có thể xác định là mất tích ở Tây Đường, Tân Hoa xã có phản ứng với chuyện này thì nhanh nhất cũng phải sáng mai. Trương Khắc xem đồng hồ, đã 4 giờ sáng, nhận được tin của Phó Tuấn, đám.
Đường Anh Bồi ở trong khách sạn Kiến Nghiệp, hai anh em chúng đều thuê gian phòng xa hoa ở tầng thượng, còn gọi cả gái vào phòng. Cảm thấy đói bụng, Trương Khắc xuống lầu úp một bát mì ăn liền lớn, bê lên trên thấy những người khác vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, hỏi. Mọi người không đói à? Lúc này còn ai chú ý tới vấn đề đói bụng, thôi Úc Mạn cả cơm tối cũng chưa ăn, đói tới là người, nhưng không còn tâm tình ăn uống. Đám Đỗ Phi đại khái chủ yếu bị kích động làm quên đói, đúng là đời người mấy ai gặp được chuyện thế này. Nhưng mì ăn liền là cái thứ rất ác độc, dù chẳng bổ béo gì cho cam, nhưng hít một hơi thôi là cơn thèm nổi lên, Tịch Nhược Lâm bụng reo ỏng ọc, xấu hổ vô cùng, hận không thể có cái lỗ chui vào. Còn 3 tháng nữa Tịch Nhược Lâm sẽ tốt nghiệp, cô đã báo danh học nghiên cứu sinh, đám Mông Nhạc đều mong cô không học nghiên cứu sinh, chính thức gia nhập Sáng Vực, tầng quản lý của bọn họ quá thiếu người, nhưng việc muốn làm quá nhiều, đặc biệt người trưởng thành cùng Sáng Vực như Tịch Nhược Lâm, Đỗ Phi sao không muốn dụ dỗ cho được. Hôm nay Đỗ Phi đi cùng với Tịch Nhược chính là để bàn việc này. Trương Khắc đặt bát mì trước mặt Tịch Nhược Lâm. Không cần phải khách khí, tôi sẽ úp cho mỗi người một bát. Được phục vụ thế này, 10-20 năm nữa chỉ có thể đem ra ngoài khoe khoang đấy. Tịch Nhược Lâm chiếu cố tới tâm tình của Thôi Úc Mạn, không thể nói lại thái độ cợt nhả của Trương Khắc, quay mặt đi. Điện thoại trên bàn rung lên, Thôi Úc Mạn giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào đó, Trương Khắc nhận máy, là của Mã Hải Long, chắc hiện đã có tin tức xác thực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.